Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 161. Chương 2924, cô máu lạnh hay là tôi máu lạnh? Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Đồng Oanh Oanh nháy đôi mi dài nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Anh trai cô Đồng Nhiên hiện đang làm việc ở đâu? Diệp Phàm hỏi, Đồng Oanh Oanh vừa nghe, quả nhiên mặt trầm xuống, châm chọc nói, có lẽ anh đã điều tra từ trước, hiện giờ muốn chê cười tôi có phải không? Có phải cho tôi là một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Đông mà ngay cả anh mình cũng không thể giúp không? Đồng Oanh Oanh rất nhạy cảm đối với việc này, lập tức giống như bị đạp trúng đuôi mèo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu cô đã nói như vậy thì những lời này tôi không nên hỏi rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng không để ý đến cô. Vậy anh nói những lời này là có ý gì? Không phải là chê cười tôi thì là cái gì? Tôi chỉ hận anh ta, cứ muốn làm trong cơ quan nhà nước có gì tốt? Một tháng lương còn không đủ tiền để ăn một bữa cơm trong khách sạn. Không phải là chúng tôi cung cấp, anh ấy có thể như thế nào, chỉ sợ là ngày thường cũng không qua nổi. Đồng Oanh Oanh tức giận. Tôi hỏi cô có ý là tôi muốn giúp cô hiểu chưa? Diệp Phàm nhướng mày nói. Giúp, anh tốt như vậy sao, đừng cho là Đồng Oanh Oanh tôi không hiểu, anh muốn giúp nhưng anh có mục đích. Đơn giản dùng việc này để gây sức ép. Yêu cầu tập đoàn chúng tôi nhượng bộ các anh trong vấn đề góp vốn xây dựng xưởng đóng tàu. Việc này nếu thật sự anh có thể giúp tôi có thể đồng ý nhượng bộ thích hợp. Nếu muốn tôi nhượng bộ quá nhiều tôi tình nguyện để anh ấy mãi mãi sống ở huyện đó dưỡng lão. Đồng Oanh Oanh hừ nói, giọng sắc bén. Mặc dù đây chỉ là một giao dịch nhưng đó cũng là tôi đang giúp cô, nếu cô cố ý như thế thì tôi cũng không có cách nào. Giao dịch kinh doanh này chẳng lẽ không thể giao dịch, theo nhu cầu có phải không? Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh hừ nói. Anh máu lạnh, Đồng Oanh Oanh tôi nhìn lầm người rồi. Đồng Oanh Oanh có chút nghẹn ngào. Máu lạnh chính là cô, nếu cô nhượng bộ một chút có thể giúp anh của cô có được cương vị công tác cao hơn. Mà đối với anh cô mà nói, mặc dù cô cho anh ấy 10 triệu còn không bằng cho anh ấy vị trí anh ấy muốn. Bởi vì, với anh ấy, cô nhìn thấy là tiền, cô là vì tiền, thậm chí cả anh em cũng không để ý. Cô còn nói tôi máu lạnh. So với cô, tôi thật sự không bằng. Diệp Phàm hiển nhiên vỗ một tiếng trên bàn. Anh Đồng Oanh Oanh mắt ngân ngấn nước, tuy nhiên, chỉ bị cô giữ trong hốc mắt, Diệp Phàm yên lặng đưa khăn tay cô lau một chút. Hai người ngồi rất lâu trong phòng không ai lên tiếng. Anh nói đi, muốn tôi nhượng bộ nhiều hay ít, Đồng Oanh Oanh bình tĩnh lại hừ nói. Không cần cô nhượng bộ nhiều hay ít, đất này giá 100 triệu bất cứ ai hợp tác với chúng tôi cũng đều là giá này. Nói cách khác. Chúng tôi tự có vốn riêng của mình, có đất lại dùng đất để vay một khoản tiền, chúng ta đầu tư thêm cũng có thể làm một xưởng đóng tàu. Diệp Phàm nói. Chỉ là vậy phải không? Đồng Oanh Oanh hiển nhiên đáp ứng rồi. Đương nhiên không chỉ thế, chúng ta phải nắm cổ phần khống chế xưởng đóng tàu phi không, chúng tôi muốn đổi thành xưởng đóng tàu hoành không. Diệp Phàm nói. Các anh chỉ đưa ra một mảnh đất, nếu nói đất này giá trị 100 triệu các anh cũng cần phải ra 100 triệu. Mà chúng tôi đầu tư 300-400 triệu đấy, làm sao có thể đến lượt các anh nắm cổ phần khống chế, chẳng lẽ quy định về công ty cổ phần tổng giám đốc Diệp không hiểu sao? Đồng Oanh Oanh giọng sắc bén. Việc này không nhọc cô giải thích, tôi hiểu, tuy nhiên, chúng ta có người, còn có thiết bị, những thiết bị này sau khi cải tạo đơn giản có thể sử dụng cho xưởng đóng tàu mới. Hơn nữa, công nhân kỹ thuật của nhà máy phi không của chúng tôi không ít. Hiện giờ công nhân ở Việt Đông đang khan hiếm. Khắp nơi đều dán thông báo tuyển dụng, điều này chỉ rõ khó tuyển công nhân. Nếu các cô muốn đi làm, chỉ công nhân thôi chi phí của các cô cũng lớn. Bởi vì bọn họ là công nhân lành nghề, Diệp Phàm nói. Anh nói cũng có lý. Tuy nhiên, nhà máy phi không của các anh có hơn 2.000 người, chúng ta cũng không dùng được. Việc này lại là một cái túi lớn, hai tướng một đôi chống đỡ không sai biệt lắm. Đồng Oanh Oanh nói. Không đúng, không thể nào. Ngoài ra bãi Yến Nguyệt bên kia sau khi chúng ta làm xong có thể chuyển 400-500 công nhân sang đó. Thật ra bên này nhân viên cũng không còn bao nhiêu rồi. Hơn nữa, xưởng đóng tàu vừa mới xây dựng, cùng rất cần người. Hơn nữa, quy mô xưởng đóng tàu phải lớn hơn nhà máy chế tạo máy móc phi không. Điều này cần người đương nhiên sẽ lớn hơn. Tổng giám đốc Đồng đầu tư mấy trăm triệu chẳng lẽ còn không muốn trải sạp rộng ra. Diệp Phàm nói. Vậy trừ phi các anh đầu tư thêm 300 triệu, do các anh nắm cổ phần khống chế, tôi giữ lấy 49% cổ phần Đồng Oanh Oanh nói. Ha ha, cô tính toán thật giỏi. Đất của chúng tôi 100 triệu,
hơn nữa còn có công nhân kỹ thuật cùng với công nhân lành nghề. Diệp Phàm cười. Về điểm này, thiết bị cũ của các anh có thể đáng bao nhiêu tiền? Tôi đã bàn luận sơ qua, thiết bị đã biến chất nghiêm trọng, hơn nữa rất nhiều thiết bị không thể dùng cho xưởng đóng tàu. Chỉ thiết bị của các anh giá trị 20 triệu, cho dù công nhân chúng tôi trợ cấp các anh 30 triệu, tổng công 50 triệu. Cho nên, các anh ít nhất phải thêm 200 triệu mới có thể có cổ phần khống chế 51%. Đồng Oanh Oanh nói, chúng tôi đầu tư thêm 130 triệu, chúng tôi nắm cổ phần khống chế các cô đầu tư 300 triệu giữ lấy 49% cổ phần. Việc này không thể thương lượng, bên kia, chuyện anh cô tôi ra tay giúp đỡ. Hơn nữa chuyện của anh cô ngay cả lãnh đạo tiền nhiệm của anh ấy Lâm Phong phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng không giải quyết được. Điều này nói rõ tương đối khó làm, có thể hay không còn không biết thế nào. Nếu dễ dàng nói như thế, cô đã sớm dùng mấy triệu để giải quyết có phải không? Diệp Phàm cũng rất biết sắp xếp. Được, vì anh tôi, chúng tôi chịu thiệt một chút. Tuy nhiên, chuyện anh tôi không phải dễ giải quyết như vậy, anh phải chuẩn bị tâm lý. Nếu chuyện anh tôi anh không giải quyết được, phải làm theo phương án của chúng tôi, do tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô nắm cổ phần khống chế, hơn nữa tên của xưởng đóng tàu cũng phải do chúng tôi. Đồng Oanh Oanh cắn răng gật đầu. Kỳ thật, cô cùng không phải thiệt nhiều lắm, chỉ 3-40 triệu. Quan trọng là cô muốn nắm cổ phần khống chế trong tay, đây vẫn là nguyên nhân cô vẫn muốn kéo dài. Nếu muốn giải quyết chuyện của anh cô phải nói toàn bộ chuyện của anh cô cụ thể với tôi. Nếu không, không có cách nào giúp được, Diệp Phàm nói. Ôi, Đồng Oanh Oanh thở dài một chút mới lên tiếng. Chuyện của anh tôi thật ra là bị Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Phong liên lụy. Thật ra Phó Chủ tịch Lâm Phong cũng không phải phạm sai lầm lớn. Chỉ có điều có quyết định sai lầm ở một công trình. Về sau bị đối thủ của ông ta bắt được nhược điểm. Lâm Phong đi tỉnh khác, cấp bậc tuy nói vẫn thế nhưng Phó Chủ tịch thường trực biến thành không mang theo chữ thường. Quyền lực này ít đi không ít, Đồng Oanh Oanh nói. Đối thủ là ai? Diệp Phàm hỏi. Đây mới là chỗ quan trọng, những việc khác không quan trọng. Chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền, Đồng Oanh Oanh nói. Hả, việc này Diệp Phàm cuối cùng có chút trầm lòng, không thể tưởng tượng được việc này còn dính đến ông ta. Khó trách Đồng Oanh Oanh là một doanh nhân nổi tiếng cũng không có cách nào. Có phải là không có cách nào? Đồng Oanh Oanh nhìn Diệp Phàm một cái châm chọc. Có thể thử xem, nhưng không dám chắc, Diệp Phàm nói. Vậy anh cứ thử đi, thành công hãy nói chuyện hợp tác với tôi. Nếu không các anh phải nghe chúng tôi, lúc này Đồng Oanh Oanh thể hiện là một cô gái mạnh mẽ. Ha ha, vậy cũng không hẳn. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Sau khi tiễn Đồng Oanh Oanh xong, Diệp Phàm luôn đi từ phòng trong ra ngoài. Uông Chính Tiền là nhà họ Phí ủng hộ đi lên, chẳng qua việc này có lẽ chỉ có bí thư Phí Nhất Hoàn ra mặt mới có thể đè ông ta xuống. Cũng không phải nói Uông Chính Tiền làm khó một cán bộ nhỏ như Đồng Nhiên, chủ yếu là vấn đề gió thổi cùng một hướng. Nếu như ngay cả thư ký Đồng Nhiên của Phó Chủ tịch tỉnh Lâm cũng không làm được thì Uông Hệ ở Việt Đông làm sao phục ông ta. Nếu việc này truyền ra thì ảnh hưởng khá lớn. Diệp Phàm muốn giúp Đồng Nhiên, không khác gì nhổ răng cọp. Không có cách nào, việc này lại không thể thôi. Diệp Phàm gọi cho Phí Nhất Độ. Anh ta từ Bắc Kinh bay thẳng đến thành phố Việt Châu, buổi chiều đã đến. Anh Diệp làm tôi vội vã như vậy có phải có chuyện gì tốt cho tôi? Phí Nhất Độ chỉ quan tâm đến bản lĩnh của mình. Cậu mới thăng bậc không lâu làm sao có thể nhanh thế. Bố không phải tướng quân nâng cao rồi. Diệp Phàm châm chọc. Còn không phải sao, anh Diệp hoàn toàn có thể là nâng cao. Phí Nhất Độ cười nghiễm nhiên là nịnh hót. Hơn nữa, khoảng cách lần trước cũng chỉ có một thời gian ngắn. Lần đó ở quần đảo Chris, hiện giờ lên một bậc nhỏ với năng lực của anh Diệp không khó. Không khó cái rắm, nếu không thì cậu đi cầu vị đại sư của cậu đi. Diệp Phàm nói, tôi nào dám, đó là đi tìm đánh không khác nhau là mấy. Ông cụ nhà tôi có nghiêm lệnh, không cho con cháu nhà họ Phí quấy rầy ông ấy. Ông đã lớn tuổi, nếu giúp chúng tôi đề công công lực nhất định sẽ bị tổn thương. Việc này không ai trong chúng tôi mong muốn. Việc này chắc chắn không được, dù ông cụ có đồng ý thì tôi sẽ không đi làm chuyện này. Phí Nhất Độ, tôi là người nhà họ Phí, không muốn làm tổn thương nhà họ Phí. Phí Nhất Độ nói chân thành. Chỉ đùa một chút thôi, Diệp Phàm cười nói. Nghe nói vật trên đảo rắn có thể đề công, tôi chỉ nóng trông bác cả có thể trở lại một chút. Phí Nhất Độ nói. Khó rồi, có thể thành công có lẽ cũng không được bao nhiêu. Việc này trong tổ sẽ không đồng ý, Diệp Phàm nói. Bảo bối trên hoang đảo không phải là của tổ A, sao có thể hống hách như vậy?
Phí Nhất Độ có chút tức giận. Ha ha, nếu lời này cậu nói với ông cụ, bảo ông ấy ra mặt cho cậu một cái, đây cũng không phải việc khó có phải không? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ lấy về, Diệp Phàm cười khan một tiếng. Chương 2925, cháu trai của chủ tịch tỉnh xảy ra chuyện. Tôi không muốn tự chuốc vạ vào thân đâu. Phí Nhất Độ có chút buồn bực nhìn Diệp Phàm một cái hỏi, quái, anh gọi tôi đến làm gì? Hơn nữa còn vô cùng lo lắng. Tôi biết, chắc chắn là muốn tôi giúp gì rồi. Chuyện mà ngay cả Diệp Phàm anh cũng không làm được có lẽ tôi cũng không có cách nào. Hơn nữa lần trước chuyện của Kim Đô tôi đã bị ông cụ phê bình một trận. Nếu không phải làm việc cho anh thì giờ tôi đã bị cách chức rồi. Lần này làm gì có chuyện gì, chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi. Diệp Phàm cười nói. Không thể nào, ngàn dặm xa xôi bảo tôi từ Bắc Kinh đến đây chính là vì mời tôi ăn một bữa cơm, anh khi nào thì như thế. Bữa cơm này chắc chắn không thể ăn, không chừng là Hồng Môn Yến. Phí Nhất Độ cũng không ngu lập tức giọng trách móc. Hồng Môn Yến có phải là cậu cũng không muốn đi không? Chẳng lẽ cậu không nể mặt tôi? Diệp Phàm cười nói. Anh lợi hại thật, nói đi, mời người nào? Phí Nhất Độ lưu manh nói. Cậu cũng biết, tập đoàn Hoành Không chúng tôi ở Việt Đông có một khối nghiệp vụ lớn. Tôi cũng cần tiếp xúc nhiều với chủ tịch Uông. Tuy nhiên, người ta là chủ tịch tỉnh, tôi sợ ông ấy sẽ không tiếp mình. Diệp Phàm cười nói. Chỉ là chút chuyện đó. Phí Nhất Độ hừ trong lỗ mũi, nhìn Diệp Phàm giống như đang nhìn kẻ trộm vậy. Cậu cứ nói đi, Diệp Phàm cười khan một tiếng. Tuyệt đối không chỉ chút chuyện đó. Diệp lão đại, làm người phải phúc hậu, nếu gọi tôi đến có phải nên cho tôi biết chút gì trong đó không? Nếu không, lần tới anh bảo tôi sẽ không tới. Tò mò rất khó chịu. Phí Nhất Độ hừ nói. Được rồi, nói với cậu một chút Diệp Phàm nói qua về chuyện của Đồng Nhiên. Việc này có lẽ là khó khăn. Chủ tịch tỉnh Uông chắc chắn sẽ không nể mặt tôi. Việc này đã không phải vấn đề nể mặt mà là có chút tranh đấu phe phái rồi. Nếu để ông cụ nhà tôi biết thì không phải rút ra tôi sao? Việc này là việc hành vi điển hình ăn cây táo rào cây sung. Phí Nhất Độ tất nhiên vẻ mặt cay đắng rồi. Chỉ là ăn một bữa cơm, chúng ta thuận miệng nói một chút, có được hay không còn phải xem thái độ của chủ tịch tỉnh Uông. Được thì tốt, không thì cũng không tính, cũng không phải nói là nhất định phải được có phải không? Diệp Phàm nói. Việc này rất rõ ràng rồi. Tôi ngồi làm sao, đây không thể cùng nhau rồi. Mặc dù là chủ tịch tỉnh Uông nể mặt tôi làm nhưng có lẽ cũng là để lại ảnh hưởng lớn. Phí Nhất Độ không muốn làm chuyện này. Sợ cậu rồi đấy, trốn trong chăn ôm bà xã đi, còn muốn công cán, công cái con khỉ. Diệp Phàm tức giận mặt đã đỏ lên, tư thế vẫn tương đối dọa người đấy. Tôi lại chưa nói không giúp, chỉ có điều đang suy nghĩ một chút, nói thế nào để khiến cho việc của Đồng Nhiên thành mà lại không mất thể diện gì của chủ tịch tỉnh Uông. Phí Nhất Độ thật đúng là có chút nhút nhát vội vàng nói. Vậy cậu nghĩ thật kỹ, tôi ngủ trước một chút. Diệp Phàm trừng mắt nhìn anh ta một cái, cứ thế nằm trên ghế salon giả vờ nhắm mắt. Anh cũng suy nghĩ lại một chút luôn, đây chính là chuyện của anh. Phí Nhất Độ nỏng này. Một chút đầu mối không có bảo tôi nghĩ cái gì. Diệp Phàm không để ý đến anh ta, cứ ngủ. Không bằng anh đem thân phận của nhà họ Kiều đến, không chừng còn làm được chút việc. Đồng Nhiên không phải là một chức phó sao, tìm một chút cục trưởng có gì khó. Hơn nữa, với tuổi và kinh nghiệm lý lịch của anh ta, đều đúng quy cách rồi, chúng ta lại không vi phạm quy định có phải không? Phí Nhất Độ nhẫn nhịn nửa ngày không ngờ đưa ra chủ ý này, thiết chút nữa chọc tức Diệp Phàm. Hắn lập tức liền ngồi dậy, mắng việc cậu nói tôi có thể làm được thì còn gọi cậu đến làm gì, mất công còn nợ cậu một ân tình. Nói ra thân phận nhà họ Kiều tuyệt đối không được, tôi và bố vợ không hề qua lại. Ôi, khó cho tôi rồi. Phí Nhất Độ liều mình gãi gãi đầu. Đầu sắp thành tổ chim rồi. Không lâu sau, anh ta đột nhiên kêu lên, có. Có cái gì, có dám mau thả? Diệp Phàm hỏi, trước đây ông ấy đến nhà chúng tôi khi nói chuyện phiếm hình như ông cụ nhà tôi hỏi chuyện cháu trai ông ấy. Hình như là cháu trai ông ấy xảy ra chuyện gì đó. Phí Nhất Độ nói, việc này kiểm tra một chút là rõ. Diệp Phàm nói xong lập tức gọi DT cho Tô Thanh Vân. Nghe Tô Thanh Vân nói cháu trai của chủ tịch Uông phát sốt, khi tỉnh khi mềm. Tuy nhiên, hiện tại khỏi chưa cũng không rõ lắm. Diệp Phàm lại gọi điện thoại cho Lang Phá Thiên, y lập tức cho người đi nghe ngóng. Một tiếng sau điện thoại đến, nói là cháu trai của chủ tịch Uông là Uông Hoành Vĩ, năm nay mới 8 tuổi. Một tháng trước con trai của chủ tịch tỉnh Uông Dũng về tảo mộ với ông bà,
cháu trai Uông Hoành Vĩ chơi ở nhà cũng đột nhiên hét lên một tiếng. Không lâu sau liền hôn mê, sau đó, nhà họ Uông cũng mời rất nhiều người, còn làm lễ cúng bái, nói là chúng ta gì đó, tuy nhiên, hình như cũng không chữa được. Đến hiện giờ Uông Hoành Vĩ vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Hiệp thành phố Việt Châu. Chỉ có điều kết quả không thể nào tốt khi hư, người cũng là lúc tỉnh lúc mê. Đây cũng có chút tà môn. Phí Nhất Độ nghe xong Diệp Phàm nói kinh ngạc. Nếu là phát bệnh rồi chắc chắn có cách trị liệu. Tuy nhiên, chúng ta đi thăm dò xem Uông Hoành Vĩ rốt cuộc là bệnh gì. Diệp Phàm nói. Được, tôi lấy ít đồ rồi chúng ta đến bệnh viện xem. Phí Nhất Độ cười nói. Hai người nói xong liền làm, lập tức mua một chút đồ dinh dưỡng chạy thẳng đến Bệnh viện Hiệp Hòa. Đương nhiên, cháu trai của Chủ tịch Uông bị bệnh người đến thăm cũng nhiều đến mức sắp phá hỏng Bệnh viện Hiệp Hòa. Cho nên, sau đó nhà họ Uông cũng lên tiếng, không muốn mọi người đến quấy rầy Uông Hoành Vĩ. Tuy nhiên, Phí Nhất Độ cũng có thân phận đặc biệt. Anh ta nói cha bận, không có thời gian đến, mình thay mặt đến thăm. Người nhà họ Uông đương nhiên sẽ không từ chối chuyện như vậy, do Uông phu nhân Dương Hiểu Mai dẫn đến phòng bệnh đặc biệt. Phòng bệnh này là phòng bệnh cao cấp, nằm cách xa các phòng bệnh khác. Cho nên, sau khi đi vào phát hiện một người phụ nữ đang ngồi trên giường, đôi mắt sưng đỏ, có lẽ là mẹ của Uông Hoành Vĩ. Dì Dương, tình hình Hoành Vĩ thế nào? Phí Nhất Độ ngồi xuống bắt đầu hỏi thăm. Bác sĩ nói bị cái gì đó cắn xong sẽ có triệu chứng lạ như vậy. Dương Hiểu Mai nói. Bác sĩ cũng không biết được là cái gì cắn có đúng không? Phí Nhất Độ vẻ mặt thân thiết hỏi. Mà Diệp Phàm mượn cơ hội đến gần giường bệnh lập tức thi triển ra đôi mắt ưng cùng với nội khí tiến hành dò xét. Ừ, nước ngoài cũng đi rồi, cũng không biết là cái gì cắn. Giọng Dương Hiểu Mai có chút nghẹn ngào, bởi vì nhà họ Uông có một cháu trai như vậy, nếu thật sự bị bệnh chết cũng là việc lớn. Cháu có thể xem vết thương một chút không? Dì cũng biết, ở nhà cháu có luyện qua mấy miếng võ, không chừng dùng ít phương thuốc bí truyền của tổ tiên lại có chút hiệu quả. Phí Nhất Độ bắt đầu ăn nói lung tung. Được, là ở chỗ này. Dương Hiểu Mai nói vung chăn lên, Diệp Phàm phát hiện trên cánh tay trái của Uông Hoành Vĩ có một cái lỗ rất nhỏ, sưng lớn, được bác sĩ lau nước thuốc thì thấy rõ ràng hơn. Đây là cái gì cắn? Diệp Phàm giật mình, đôi mắt ưng ngưng tụ lại trên vết thương. Phát hiện trên vết thương có một dấu răng rất mờ hình như lại không giống là dấu răng. Mặt mày ngưng tụ, con rơi bị Diệp Phàm ép từ trán ra, đi thẳng đến vết thương. Không lâu sau, nội tức con rơi không tiếng động ngấm ngầm chui vào vết thương kia. Phát hiện màu da bên trong vết thương đều biến thành máu màu tím. Con rơi đi dọc theo kinh mạch của Uông Hoành Vĩ vào bên trong, phát hiện ống dẫn kinh mạch cũng đã thành máu màu tím, vẫn đi đến tim. Ở trái tim giống như dán một khối máu màu tím. Hơn nữa, ngoại trừ máu màu tím thì không phát hiện cái gì khác. Trong lúc này hơi thở con rơi rất kỳ diệu, nhưng đại khái có thể, nó vốn chính là do nội tức tạo thành. Lớn nhỏ do nội tức trong tay Diệp Phàm quyết định, thật ra cũng không tạo thành tổn thương gì cho cơ thể Uông Hoành Vĩ. Diệp Phàm thử dùng tay con rơi cào cào khối máu màu tím, lập tức máu màu tím liền bóc ra một khối. Diệp Phàm hơi dùng sức máu màu tím bị con rơi nuốt vào, mang một chút về xét nghiệm cũng không tệ lắm. Bên ngoài nhìn cơ thể Uông Hoành Vĩ dường như là run rẩy một chút nhưng cũng không có tỉnh lại. Diệp Phàm phát hiện, khu vực bị lột đi xong cũng không bị lây nhiễm lại. Điều này nói rõ Uông Hoành Vĩ trúng độc cũng không phải tận sâu xương tủy. Chỉ cần thanh trừ máu màu tím không rõ này không chừng có thể chữa khỏi bệnh cho thằng bé. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Phí Nhất Độ cười hỏi Diệp Phàm có phát hiện nguyên nhân bệnh không? Tạm thời khó nói, tuy nhiên, cũng có cách để chữa. Chỉ có điều phiền toái một chút thôi. Tuy nhiên, tốt nhất là đến nhà cũ của nhà họ Uông nhìn, nếu như có thể phát hiện đồ vật để chữa bệnh thì càng dễ làm một chút. Diệp Phàm nói. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi, chúng ta đã tìm được đến đây. Phí Nhất Độ nói. Hai người nói đi là đi, bố của Uông Chính Tiền ở huyện Bình Bá tỉnh Điền Nam. Hai người từ thành phố Việt Châu bay thẳng đến tỉnh Điền Nam sau đó đến thẳng huyện Bình Bá. Nhà cũ của nhà họ Uông ngay tại thị trấn. Một tòa nhà tường đất, hình thức giống thái gia trúc lầu. Tuy nhiên, phòng ở rất lớn, ở giữa có một khoảng sân lớn, bên trong thật ra sửa sang rất sạch sẽ. Bên trong có họ hàng của Uông Chính Tiền sống. Thưa bác, Uông Hoành Vĩ hét lớn ở chỗ nào? Phí Nhất Độ vừa lấy bao thuốc ra vừa hỏi. Các anh là ai? Ông cụ đập đập gậy tre trong tay, nhận lấy gói thuốc của Phí Nhất Độ còn đưa lên mũi người sau đó nhét vào túi hỏi.
Xem ra, tính cảnh giác còn rất cao. Phí Nhất Độ cứ đưa bao lớn cho ông ta rồi nói, cháu gọi chủ tịch Uông là chú, ông ấy với cha cháu là bạn bè. Lần này cháu đến đây muốn biết một chút về việc Uông Hoành Vĩ nhiễm bệnh, tuyệt đối không có ác ý. Phí Nhất Độ lấy ra chứng minh thư, ông lão cẩn thận nhìn một chút mới lên tiếng, ngay khoảng đất trống phía sau, lúc ấy nó đang chơi đùa với cháu tôi. Tuy nhiên, cháu tôi không hề việc gì. Hơn nữa mọi người cũng đã đi tìm, không phát hiện cái gì. Có thể đưa chúng tôi đi xem không? Phí Nhất Độ hỏi. Được rồi, ngay đằng sau, các cậu theo tôi. Ông lão nhận bao thuốc xong cũng liền cười ha hả dẫn Phí Nhất Độ đi. Chương 2926, căn nguyên của bệnh. Diệp Phàm phát hiện, sân sau này bên ngoài có khối đất trống. Đất trống chỉ giải gạch xanh, xem ra nhà họ Uông trước giải phóng còn có ít tiền, có thể dùng gạch tốt. Vốn sân sau đặt một ít đồ vật, tuy nhiên sau khi xảy ra chuyện đó mọi người cho rằng những thứ đó đều là tà môn cho nên đã ném đi. Ông lão nói, hóa ra vậy, tất cả đều trống trơn không có gì cả. Phí Nhất Độ không kìm nổi nhỏ giọng nói một câu. Ông cụ, sao khoảng giữa khu đất trống này lại giải gạch mới? Có phải là dẫm lên hỏng rồi không? Diệp Phàm hỏi, phát hiện ở giữa khu đất trống gạch không giống với xung quanh. Rõ ràng là gạch thời nay, còn gạch xanh bên cạnh có lẽ còn nhiều tuổi hơn, hẳn là lát trước giải phóng. Bởi vì hoa văn của gạch và độ mài mòn cũng đã nhiều năm. Ừ, đó trước kia là một cái giếng, không hiểu được đào từ lúc nào, nghe nói có trước khi xây dựng tòa nhà này. Nước giếng còn rất mát, chỉ có điều hiện giờ mọi người đều dùng hệ thống nước sạch, sau lại vứt đi, dùng tấm xi măng dày che ở đấy. Ông cụ nói, lấp lúc nào vậy? Phí Nhất Độ hỏi, còn không phải là những đạo sĩ kia nói giếng này là tà môn, phải đậy rồi. Tất cả đều là bậy bạ, giếng này ở đây 300 năm qua cũng chưa xảy ra chuyện gì, mặc dù là xảy ra chuyện cũng không liên quan đến nó có phải không. Tuy nhiên, bọn họ bảo phải đậy không ai có cách nào có phải không. Nếu không, xảy ra chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi. Ông cụ nói. Diệp Phàm vừa cẩn thận tìm tòi toàn bộ sân cũng không có phát hiện gì. Hay là giếng này có tinh xảo, Diệp Phàm thầm nghĩ. Không phát hiện một đồ vật gì, vật kia rốt cuộc là đồ chơi gì, thật đúng là thần bí. Phí Nhất Độ có chút bất mãn nói. Buổi tối chúng ta đi đào giếng thì thế nào? Diệp Phàm cười nói. Đào giếng, anh không có bệnh chứ, đêm hôm khuya khoắt đi đào giếng. Phí Nhất Độ vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nghi ngờ không biết người này có phải bị ấm đầu không. Những chỗ khác đều không có gì, chỉ có miệng giếng có chút vấn đề. Hơn nữa, nói là giếng kia có từ khi xây dựng tòa này chứng tỏ giếng này rất lâu rồi. Dù sao với thân thủ của chúng ta đào giếng cũng không quá sức, phải làm xem, không chừng có phát hiện mới. Diệp Phàm nói. Vậy thử đi xem, tuy nhiên, anh đào ở đó người nhà họ Uông có chịu không? Làm ra động tĩnh quá lớn người ta còn tưởng ra hai chúng ta là người bị bệnh thần kinh. Phí Nhất Độ nhún vai cảm thấy buồn cười. Cậu ngốc thế, không hiểu được tôi là cao thủ à? Chỉ cần một ngón tay duỗi ra, dù cậu bùng nổ như pháo cũng không ai để ý đến. Diệp Phàm cười nói. Đúng thế, tôi quên mất việc này. Phí Nhất Độ hơi ngượng ngùng. Hai người đi mua xẻng và dụng cụ. 7 giờ tối. Tuy nói là thị trấn huyện lỵ nhưng ở nơi héo lánh như vậy tất cả mọi người đã đều đi ngủ. Diệp Phàm cùng Phí Nhất Độ vụng trộm đi ra ngoài, đợi cho tất cả người nhà họ Uông đều đi ngủ. Ha ha, sống đến giờ còn cảm thấy chút hồi hộp, thật không nghĩ tới. Phí Nhất Độ cười cười hai người bắt đầu đào. Vì không để lộ ra dấu vết, hai người lật đất ở miệng giếng lên. Cuối cùng phát hiện thành giếng, chỉ để lại chỗ đặt chân. Hai người đều là cao thủ. Không lâu đã đào được chỗ giếng nước. Tuy nhiên, cũng khiến cho cả người toàn là bùn ướt. Nếu bên cạnh có một cái hang thì không biết có phải là rắn trong hang không. Phí Nhất Độ nghiêng người nhìn Diệp Phàm. Loại giếng cổ như thế này bên cạnh có hang là chuyện thường. Hang này mới như cái nắm đấm, có lẽ không phải hang chuột thì là ổ rắn rồi. Diệp Phàm thuận miệng nói, đưa mắt vào trong, đột nhiên hắn ngây cả người, cả mặt thiếu chút nữa áp sát vào cửa hang. Sao thế, phát hiện cái gì? Phí Nhất Độ thật sự hứng thú. Tôi thăm dò trước. Diệp Phàm nói xong đem con rơi ép ra, đi thẳng đến cái hang lớn hơn nắm đấm kia. Hang này cũng không phải thẳng mà là gấp khúc như con rắn. Sơ sơ đã lách qua gần 100 mét, Diệp Phàm đột nhiên rung lên. Con rơi phát hiện trong có thay đổi, dường như có hơi thở của sự sống.
Diệp Phàm khống chế con rơi càng thêm cẩn thận, lặng lẽ đi tiếp. Trời ơi, rùa lớn như vậy sợ rằng đã thành tinh. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh, phát hiện một con rùa lớn, tuyệt đối mai có thể rộng đến 2 mét chiều rộng. So với rùa biển, rùa này giống như rùa già, toàn bộ mai rùa đều màu xanh giống như là rêu mọc vậy. Đầu rùa thô nhám như thùng nước, có vẻ giống đầu thằn lằn. Tuy nhiên, đầu cũng là màu đỏ, cả người hiện lên vẻ máu màu tím. Miệng rùa phun khí, khí phun ra đều có vẻ mơ hồ như máu tím. Mẹ kiếp, thật là mày làm chuyện tốt. Diệp Phàm thầm mắng một câu, con rơi lui ra. Phí Nhất Độ vừa nghe lập tức hai mắt sáng lên, hỏi. Không đúng nha, rùa lớn như thế hang này nhỏ sao có thể chui ra? Anh có phát hiện bên cạnh còn có lối thông nào không? Tuy nhiên, cũng không đúng, rùa lớn như vậy chui ra có thể nuốt cả Uông Hoành Vĩ, còn cắn cái gì? Hình như không phát hiện hang nào, tôi cũng buồn bực, rùa này không thể ra thì ăn cái gì? Hơn nữa, sao nó có thể làm cho Uông Hoành Vĩ bị thương? Trên người Uông Hoành Vĩ rõ ràng có dấu răng đấy, chắc chắn không phải là con rùa đen này làm. Chẳng lẽ còn có con cháu của nó hay cái gì đó nó sai đi làm và tìm đồ ăn cho nó? Nếu không, cũng không thể mấy chục năm không ăn. Diệp Phàm nói, nếu không cứ đào vào. Phí Nhất Độ rất hưng phấn. Vật kia nếu có thể làm cho thằng bé hôn mê bất tỉnh, có lẽ là có thể phun khói độc gì đó. Chúng ta không có phương tiện công cụ, tôi gọi Sa Thiên đến đây ngày mai chúng ta đào tiếp. Diệp Phàm nói, ừ, chuẩn bị một chút cũng tốt. Phí Nhất Độ gật đầu, hai người đi ra ngoài. Sáng ngày thứ hai Sa Thiên vội vàng đến. Diệp Phàm gọi người nhà họ Uông dậy, mấy người vừa dậy cũng không có cảm giác gì, vội vàng ăn cơm xong lại bị Diệp Phàm làm cho bất tỉnh. Lý Tùng ở lại chú ý động tĩnh, ba người Diệp Phàm đi xuống, không lâu sau liền đào được mười mấy mét. Đất này may mắn không gặp đá, tuy nói cứng nhưng đối với ba người Diệp Phàm mà nói chưa là cái gì. Cách chỗ rùa nằm hơn 10 mét, Diệp Phàm bảo Sa Thiên và Phí Nhất Độ ngừng lại, sau đó nhắm mắt thụ thần một hồi. Sau đó bước ra con rơi chạy thẳng đến con rùa. Lúc này Diệp Phàm quan sát càng cẩn thận hơn, quá sợ hãi. Bởi vì, hắn phát hiện tại miệng rùa kia chậm rãi mở ra, một cỗ sương mù nồng đậm màu máu tím nhảy ra. Không lâu sương mù kia không ngờ bay ra ngàn vạn con côn trùng như đường chỉ máu, không khác gì châm muỗi, phía trước mọc ra một cái mỏ nhỏ như chim gõ kiến, những con vật này theo lỗ nhỏ mà ba người còn chưa đào thông bay ra. Không tốt, mau mang mặt nạ bảo hộ và dưỡng khí, muỗi độc đã tới. Diệp Phàm thu hồi con rơi nhìn hai người kêu lên, hai người cũng không chậm, trong vòng 2 giây đã mang phòng độc mặt nạ bảo hộ. Y phục này không sợ, là tổ đặc nhiệm A có thể gần giống quần áo chống đạn. Có thể khai hỏa không? Phí Nhất Độ hưng phấn đến độ môi cũng run rẩy, hắn cùng Sa Thiên cầm súng lửa. Loại súng này có thể phát ra bóng bàn hỏa đạn, lửa đạn trong nháy mắt có thể đạt đến mấy trăm đô, dù sắt thép cũng có thể thiêu hủy. Nổ súng. Diệp Phàm kêu lên, hai người nhằm vào lỗ nhỏ bắn vào, sau đó ba người mãnh liệt lui ra. Diệp Phàm tùy tay cầm lấy một đồ đặc chế chắn cửa hang vừa đào. Con mẹ nó, quả thực đang đại chiến với rùa rồi. Phí Nhất Độ cười nói. Cẩn thận một chút, chỉ sợ chỗ khác còn có đường thông. Diệp Phàm nói. Mũi này có lẽ không thể nào tấn công người khác, nếu không, cả người nhà họ Uông còn có thể may mắn thoát sao. Sa Thiên nói. Ừ, Uông Hoành Vĩ đoán chừng là chọc vào mũi kia rồi. Phí Nhất Độ cũng gật đầu. Diệp Phàm một lần nữa bước ra con rơi xuyên qua tấm sắt chui vào, may mắn sắt này không dày, nếu không cũng rất phí sức. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm giác khi con rơi chui qua tấm sắt, còn khó chịu hơn so với khi chui vào nham thạch, thậm chí còn có cảm giác không thể hít thở. Diệp Phàm thậm chí suy nghĩ nếu không chuẩn bị tốt tinh thần không thể chui được không biết có thể làm con rơi chết nghẹn hay không. Con rơi kìm nén mà chết có lẽ cơ thể hắn cũng bị thương nặng. Đương nhiên, chưa từng thử qua Diệp Phàm chỉ có thể phỏng đoán như vậy thôi. Diệp Phàm phát hiện, dưới đạn lửa mạnh, mũi kia đều bị chết trong lửa. Mà con rùa phát hiện mũi tình trạng thê thảm như thế, miệng mở to hơn chậu rửa mặt hét lên, không hình dung ra âm thanh gì. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện những con mũi may mắn thoát chết nghe được tiếng này không ngờ tất cả đều lui về, hơn nữa, từng còn một lại bay trở về miệng con rùa. Con mẹ nó, phá hư chuyện tốt của bố. Diệp Phàm có chút hậm hực, mũi này không ra ngoài thì không dễ làm rồi. Hay là dùng đạn lửa trực tiếp tấn công con rùa kia? Phí Nhất Độ nói.
Nghe nói trên người con rùa đều là lông, lửa đạn này nhất định có thể đốt rồi. Đến lúc đó chúng ta nướng rùa. Sa Thiên cũng vui vẻ. Lão quy này có lẽ đã mấy trăm năm rồi, cứ như vậy bị chúng ta nướng có chút đáng tiếc. Nếu có thể mang về tổ nghiên cứu một chút không chừng còn có thể nghiên cứu ra cái gì đó. Diệp Phàm nói. Có lẽ là không tốt lấy, hơn nữa không thể gây ra động tĩnh quá lớn, chuyện của cậu không thể làm. Phí Nhất Độ lắc đầu. Xử lý nó. Diệp Phàm cắn răng ra lệnh một cái, giỡn tấm sắt xuống, ba người bắt đầu bắn đạn lửa vào lỗ, sau đó chắn miệng lỗ, ba người ở bên cạnh giếng nghỉ ngơi chờ ăn thịt lão rùa. Ước chừng mười mấy phút sau. Hẳn là chín rồi. Phí Nhất Độ có chút không chịu nổi rồi. Chờ một chút. Diệp Phàm khoát tay áo, đúng lúc này, Diệp Phàm biến sắc kêu lên. Hình như có động tĩnh. Không tốt, hình như đất chỗ kia chấn động. Sa Thiên cũng tái mặt, cửa sắt bên kia cũng phát ra tiếng thình thịch. Không phải là lão rùa không chết đi ra chứ? Phí Nhất Độ nói. Chuẩn bị tốt súng, xử lý nó. Diệp Phàm nói, Phí Nhất Độ gật đầu sớm lên nòng súng bắn tỉa uy lực lớn rồi. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tấm sắt vỡ thành nồi sắt vặn vẹo thay đổi hình dáng. Ba người Diệp Phàm phi đến, ba người nhằm vào tấm sắt. Bên trong chính là mấy chục. Chương 2927, xem biểu hiện của tôi. Phát hiện cả người con rùa bốc lên khói, khí cháy xém, mùi thịt tỏa ra. Nó trúng hơn 10 viên đạn nhưng vẫn còn chưa chết, miệng hơi mở ra, sương mù màu máu tím lại bắn ra. Bắn vào miệng nó, Diệp Phàm nói, ba người cầm lấy lựu đạn ném về phía miệng con rùa, sau đó lui nhanh. Không lâu, bên trong tiếng nổ vang lên. Ôi mẹ nó, cuối cùng cũng xong đời. Phí Nhất Độ cười nói. Nếu mà không chết nữa thì không phải là thần tiên sao? Sa Thiên cũng cười nói. Sau hơn 10 phút, bên trong quả nhiên không có động tĩnh. Ba người can đảm đi xuống. Còn chưa chết, lại vùng lên kìa. Phí Nhất Độ khiếp sợ đến mức miệng thiếu chút nữa không khép lại được rồi, phát hiện phía dưới bị nổ thành hai lỗ thủng lớn. Mà con rùa vẫn còn chưa chết, chỉ là người đầy máu. Thấy ba người Diệp Phàm, con rùa há miệng rồi khép lại, xem ra, tuy nói không chết nhưng không xê dịch gì nhiều. Lạ nhỉ, vừa rồi chúng ta ném ba quả lựu đạn vào miệng nó, miệng này đáng lẽ nổ tan rồi. Các cậu xem, miệng nó chỉ hơi chảy máu, chẳng lẽ lựu đạn của chúng ta là hàng giả? Sa Thiên có chút nghi ngờ. Có thể là bị nó phun ra, cậu xem, bên kia nổ thành lỗ to. Tuy nhiên, cũng không phun xa cho nên, nó cũng bị thương. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm bước ra con rơi đi thẳng đến chỗ con rùa. Con rơi chui vào lỗ mũi con rùa không tiếng động. Diệp Phàm phát hiện đầu lưỡi của nó hình như bị chặt đứt một nửa, có lẽ là bị nổ đứt. Chui vào xa hơn, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, trong bụng con rùa lại có cái gì đó giống như tổ ong, bằng nắm tay, bên trong có rất nhiều lỗ. Tuy nhiên, tổ ong này hình như được hình thành từ da thịt của con rùa vậy. Chẳng lẽ đây là chỗ loài mũi đáng sợ kia sống? Diệp Phàm thầm nghĩ, hết sức tò mò, loại quan hệ cộng sinh này thật là kỳ lạ. Vì thế khống chế con rơi chui vào tổ muỗi, phát hiện bên trong không còn nhiều muỗi nữa. Mà có một con muỗi đặc biệt lớn, có lẽ là muỗi chúa, ta gần bằng đầu ngón tay út. Đi một vòng, Diệp Phàm đang muốn khống chế con rơi tiêu diệt hết muỗi trong bụng con rùa thì đột nhiên cả người ngây dại. Bởi vì, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, bên trên tổ muỗi lại có chữ chằng chịt. Diệp Phàm cẩn thận quan sát một chút, thật sự là giống chữ, có vẻ là chữ Phàm, chẳng qua Diệp Phàm không nhận ra. Rùa này có bí mật, Diệp Phàm lập tức hưng phấn lên. Ba người thấy con rùa mất đi lực công kích, cùng liền không để ý đến nó đi đến chỗ nó ở. Tuy nhiên, điều khiến ba người thất vọng chính là chỉ là một cái hang, ngoài trừ phân rùa không có cái gì khác. Ban đêm lặng lẽ đến, đêm khuya, ba người Diệp Phàm lấy con rùa lên xe, lấp lại giếng, Diệp Phàm giơ tay làm cho người nhà họ Uông tỉnh lại, lên xe chạy thẳng. Suốt 20 mấy tiếng. Con rùa già được đưa về Hồng Diệp Bảo. Hồng Diệp Bảo có mấy tầng hầm, trước kia chủ nhân để rượu. Được thiết kế rất khoa học, hơn nữa không có chút hơi ẩm nào. Con rùa lớn như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Phí Đống nhìn thấy cũng chậc lưỡi khen không ngừng, chuyển xe lăn đến gần con rùa. Diệp Phàm dùng thiết bị đặc biệt lấy toàn bộ tổ muỗi trong bụng con rùa ra. Đúng vậy là chữ phạn, là một loại chữ cổ của Ấn Độ đi gì, Phí Đống nói. Mấy chuyên gia về chữ phạn của tổ A lập tức tiến hành giải mã, không lâu sau bản dịch được đưa ra.
Một lão chuyên gia hạ kính xuống nói, đây là do một đạt ma dùng hơi thở trong lòng Phật để viết lên đấy. Mà tổ mũi này còn được người này dùng keo bong bóng đặc biệt từ da cá chế tạo thành. Vì da cá có tỉnh cộng dung với con rùa, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng con rùa. Người nọ nói là mình sắp chết, không muốn thả con rùa này ra ngoài, sợ người khác bắt được giết nên nghĩ ra cách như vậy. Đã bồi dưỡng loại muỗi máu tím này trong vòng 10 năm. Loại muỗi này không tấn công người, chuyên môn hút chất lỏng của thực vật sau đó chuyển hóa thành một loại chất lỏng đặc biệt cung cấp dinh dưỡng cho con rùa. Tuy nhiên, muỗi máu tím tuy nói không tấn công người nhưng chúng cũng là vật kịch độc, nếu chọc vào nó là không thể rồi. Tuy nhiên, nước bọt con rùa lại có thể giải độc. Bị thương chỉ cần nhỏ lên một giọt là có thể giải được. Hơn nữa, nước bọt rùa có thể chế thành giải độc hoàn, có thể giải được nhiều chất độc. Con rùa này đạt ma gọi là hải bá, là một loại rùa quý lớn trong biển. Tuy nhiên, qua trên 100 năm xa biển, rùa đã thích ứng được cuộc sống trên cạn. Hơn nữa tình hải bá dịu ngoan, chỉ cần có thể lấy được lòng tin của nó sẽ trở thành người bạn thân của anh. Đương nhiên, nếu anh muốn giết nó tức giận thì độ công kích cũng khá đáng sợ đấy, tuyệt đối không thua kém một cao thủ 11 đẳng, một trưởng chụp được đến ngàn cân lực. Có nói hải bá này phát hiện lúc nào không? Diệp Phàm hỏi. Không nói, cũng không biết là lúc nào. Lão chuyên gia lắc đầu nói tuy nhiên, nước bọt rùa đúng thật là bảo bối. Lấy về cho chuyên gia tổ khoa học năng lượng nghiên cứu một chút nhất định có thể chế tạo ra rất nhiều thuốc có tính phòng độc. Mà muỗi này cũng hữu dụng ở chỗ bồi dưỡng một chút không chừng dùng độc của nó cũng có thể là một dụng cụ tấn công. Rùa này tối nay chúng tôi sẽ cho người đến chở đi. Chúng tôi kiểm tra qua, nếu trị liệu thích đáng, nó chắc sẽ không chết. Con rùa này là vật trường thọ, sống trên mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm cũng không có vấn đề gì. Lão chuyên gia nói. Được. Tuy nhiên, trị liệu và nghiên cứu xong thì rùa này phải đưa lại đây. Diệp Phàm nói. Điều này e rằng không được, trong tổ chắc chắn không chịu. Lão chuyên gia lắc đầu. Không chịu thì các ông cũng không cần phải trở đi, tôi sẽ tự sắp xếp người đến trị liệu cho nó. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Trưởng phòng Diệp Anh không nên làm khó tôi. Chúng ta cũng không quyết định được việc lớn này, phải xin chỉ thị trong tổ. Lão chuyên gia nói. Bởi vì Hồng Diệp bảo còn treo một tấm biển là viện nghiên cứu, cho nên lão chuyên gia gọi Diệp Phàm là trưởng phòng. Vậy được, ông cứ nói vậy trước nếu tổ không chịu thì nói tôi không cho phép mang nó đi. Con rùa này là tôi phát hiện, nó thuộc về tôi. Diệp Phàm vô cùng hống hách. Lão chuyên gia lắc đầu đi xin chỉ thị. Không lâu Cung Khai Hà gọi điện thoại đến, sau khi trao đổi với Diệp Phàm một hồi thì đồng ý. Cậu giữ nó làm gì? Phí Đống có chút không hiểu hỏi. Để sau này con tôi làm ngựa cưỡi không tốt sao? Diệp Phàm cười nói. Cậu đúng là tính trẻ con, tuy nhiên, muốn làm ngựa cưỡi thì phải hàng phục rùa này mới được. Nếu không sẽ làm bị thương người đấy. Phí Đống cười nói. Từ từ sẽ được, một ngày nào đó sẽ bị hàng phục. Chỉ cần chúng ta đối tốt với nó sẽ hàng phục. Hơn nữa, tiền bối, ông nói xem, nhiều năm như vậy trong bụng rùa có bảo bối gì không? Diệp Phàm cười thần bí. Của quý của rùa, rất có thể. Động vật 5-600 năm trở lên đều có thể ngưng tụ một ít bảo bối. Thật ra là động vật ăn vào hấp thu dinh dưỡng ngưng tụ lại. Vật này đại bổ, không khác gì con rắn cậu phát hiện ở hoang đảo. Phí Đống hai mắt sáng lên. Tiền bối, chúng ta giữ nó lại từ từ nghiên cứu. Khi cần lấy quy bảo ra, tiền bối có thể ăn vào không chừng có thể đi lại được. Nếu may mắn có thể đột phá tiên thiên. Tiền bối ít nhất có thể sống thêm mười mấy năm là không thành vấn đề. Nghe nói thân thể khi đạt đến tiên thiên đại năng giả một lần nữa tẩy tủy. Có thể trẻ hóa, sống lâu hơn. Ông xem, chúng ta người thường thọ có thể đạt đến 140 tuổi. Tiên thiên đại năng giả chẳng lẽ còn không bằng người thường sao? Diệp Phàm nói. Ôi, nếu cậu chính là vì tôi, việc này sau này hãy nói, nếu Thanh Sơn có thể làm ra một vật tốt từ con rắn trên hoang đảo là tốt nhất. Nếu không, giết rùa này tôi cũng biết được là có chút tiếc. Phí Đống có chút cảm động nói. Đến lúc đó hay nói, tuy nhiên, mặc dù là lấy ra quy bảo xong rùa này chưa chắc đã chết. Có lẽ cơ thể sẽ chịu vết thương lớn, không chừng còn sẽ không chết. Diệp Phàm nói. Cũng có thể, Phí Đống gật đầu. Tiền bối, nước rửa chân của ông đến rồi. Đường Thành rất ân cần mang đến trước mặt Phí Đống. Ha ha, làm phiền cậu rồi. Mỗi ngày bê nước cho nửa chân sống nửa chân chết của tôi rửa, một ngày còn 3-4 lần.
Phí Đống cười nói. Không có việc gì tiền bối, ông cứ việc sai khiến y, ngàn vạn lần đừng khách khí. Thằng nhóc này vẫn khá hiếu thuận, Diệp Phàm cười nói. Ha ha, hiếu thuận thì hiếu thuận nhưng mấy chiêu của tôi cho y không ít. Phí Đống cười nói. Ha ha, lão Phí, mấy chiêu của ông giữ lại cũng chỉ giữ lại, không cần quá tiếc. Thằng nhóc này chăm chỉ như vậy, tôi thấy hay là lão Phí thu y làm đệ tử cuối cùng. Dù sao nhà dỗi cũng nhà dỗi, nhận một đệ tử cũng tiện có người sai khiến thuận tai. Ngoài ra cuộc sống cũng thú vị hơn một ít, Diệp Phàm cười khan một tiếng, biến thành thuyết khách. Sư phụ, đệ tử cuối cùng tôi muốn, tuy nhiên, tôi biết đường thành tôi còn lâu mới được. Cho nên, có thể xin sư phụ nhận tôi làm đệ tử ký danh. Còn đệ tử cuối cùng tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nhưng tôi biết không dễ dàng, cho nên mời sư phụ xem biểu hiện của tôi sau đó mới quyết định. Đường thành ra mặt thật đúng là cũng không phải để trưng cho đẹp, thấy Diệp Phàm nháy mắt với mình lập tức quỳ xuống đất. Y không quan tâm người ta có đồng ý hay không, gọi một tiếng sư phụ rồi nói sau. Ha ha ha, tiểu Diệp, cậu xem, đệ tử này có thể nhận hay không? Không thể tưởng tượng được lão Phí đặt quyền quyết định trong tay Diệp Phàm. Việc này tôi nào có quyền quyết định, đây là chuyện của ngài. Tuy nhiên, nếu lão Phí để mắt đến tôi cảm thấy nên đề nghị vài câu. Nhận đường thành làm đệ tử ký danh cũng không tệ lắm. Đệ tử ký danh này cũng chỉ xem như bên ngoài, còn đệ tử cuối cùng phải xem biểu hiện của y. Quyền chủ động vẫn trong tay ngài. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy rồi sư phụ, ngài xem biểu hiện của đường thành tôi là được. Đường thành tiếp tục ra mặt dày. Chương 2928, anh, tiểu Phí quỳ trước em rồi. Việc này, vẫn khá phiền toái. Tiểu Diệp, cậu cũng biết tôi làm chuyện gì đều rất tích cực. Một khi nhận đệ tử, bất kể là ký danh hay là đệ tử cuối cùng đều phải thật sự chăm chút. Tuy nhiên, cậu xem, tôi đi đứng không tiện. Nếu vì vậy mà đệ tử của tôi sai lầm thì tôi có lỗi lớn. Tôi vẫn băn khoăn, chuyện đệ tử ký danh này tôi thấy, hay là đợi chân của tôi ít nhất có thể đi lại bình thường hãy nói. Phí Đống nói sau đó tự mình lăn xe đi. Đường Thành tỏ ra thất vọng. Cậu còn chưa hiểu huyền cơ trong đó sao? Diệp Phàm cười nói. Có huyền cơ gì? Anh Diệp nhanh chỉ giáo một chút, nếu không, làm tôi hồi hộp mà chết đấy. Đường Thành vội vàng nói. Đại sư Phí không phải đã nói, một khi đi đứng dễ dàng liền nhận cậu làm đệ tử. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt thần bí. Nhưng chân của đại sư nghe nói đã bị liệt mấy chục năm, nếu dễ dàng như vậy thì có lẽ đã chữa được từ trước cũng không tới lần tôi. Đường Thành nhăn mặt nói. Bảo cậu không hiểu thật đúng là không hiểu, cậu nghĩ xem, hoang đảo thần bí. Diệp Phàm nhắc nhở một chút. Anh Diệp nói là, không sai, chính là bảo rắn, hình như có tác dụng với chân của đại sư. Đường Thành thiếu chút nữa kêu lên. Nói nhỏ một chút, đừng đưa sói đến, cậu vẫn có chút thông minh. Diệp Phàm cười nói. Tuy nhiên, con rắn kia tôi căn bản là không lấy được. Đường Thành sau đó lại ủ rũ. Nói cậu thông minh quả thật là thông minh, nói cậu ngu ngốc thì còn ngu ngốc hơn người khác. Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Anh Diệp nói rõ luôn là được, Đường Thành thật tâm xin chỉ bảo. Chuyện của tôi cậu có làm tốt không? Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Anh nói là chuyện của Vương Long Đông, gần giống gần thành, gần được rồi. Đường Thành lập tức đứng thăng. Ừ, vậy thì làm thành đi. Tuy cậu không có bản lĩnh giết rắn đảo cướp vật quý, nhưng, rắn này cũng không phải là của tổ A, cậu hiểu chưa? Diệp Phàm cười nói. Rõ rồi, đến lúc đó, tôi quỳ cũng phải quỳ một lần trước mặt ông già. Đường Thành cười như hoa nở. Cậu còn không ngu, Diệp Phàm gật đầu. Cùng ngày, Diệp Phàm cùng Phí Nhất Độ vội vàng chạy về thành phố Việt Châu. Không tệ lắm anh Diệp, tay bút này của anh rất thô. Vừa đi đến bãi Yến Nguyệt, Phí Nhất Độ không kìm nổi nói. Cũng tạm thôi, chính là thiếu tiền. Diệp Phàm thở dài. Dùng đất thế chấp để vay là được. Anh không phải nói là việc này anh cũng không làm được đi. Phí Nhất Độ. Ừ. Tôi đã nghĩ đến rồi, tuy nhiên, muốn vay cũng phải có thời gian nhất định. Hơn nữa, là một khoản tiền lớn như thế, trình tự phức tạp. Cho dù giai đoạn này cũng khổ sở, Diệp Phàm nói. Không phải nghe nói anh Diệp lần trước ra ngoài một ngày kinh doanh lời đầy bồn đầy bát sao? Phí Nhất Độ cười nói. Lời mấy trăm triệu, tuy nhiên, cậu cũng biết, quần đảo Chris là một cái thùng không đáy, mấy trăm triệu đầu tư vào đó không có gì. Hiện tại dân ở đây đã có thể có cuộc sống tốt rồi. Cũng được hưởng khoa học kỹ thuật hiện đại, không rời đi rồi. Cho nên,
đảo chủ gì đó, tất cả đều hy vọng được cấp máy phát điện hay gì đó. Mà dự án phát điện của chúng tôi hiện giờ mới chỉ hoàn thành xong đập lớn, còn chưa đặt tua bin nước. Có lẽ muốn phát điện phải nửa năm nữa. Trong khoảng thời gian này liền khổ sở rồi. Châu Ái dù sao cũng trẻ tổ, còn chưa đủ. Cho nên, chỉ có thể nhân nhượng nhóm những đảo chủ này. Diệp Phàm thở dài. Ôi đúng là như thế. Cuộc sống của mấy trăm ngàn người. Những hòn đảo này bị vây xung quanh bởi các đảo nguyên sinh. Dù muốn phát triển khai thác du lịch thì không có mấy chục tỷ có lẽ không được. Mà người nạp Tây lại không thích quá náo nhiệt. Hiện giờ anh đâm lao phải theo lao. Con của anh có lẽ cũng đã sinh rồi. Bây giờ quần đảo Chris chính là nhà của anh rồi. Người dân ở đây đều là con dân của anh. Anh không quan tâm bọn họ thì ai quan tâm bọn họ. Phí Nhất Độ cũng thở dài. Sinh Á xong đời, tôi đã quên mất việc này. Vậy cậu hãy liên lạc với Lạc Phi xem đã sinh chưa. Làm cha như tôi thật đúng là không xứng đáng. Diệp Phàm đột nhiên cả kinh, lập tức mừng như điên trong lòng. Trong lòng tự nhủ con mẹ nó, Lạc Tuyết vừa mới sinh ra một tiểu thư, chẳng lẽ Châu Ái cũng đã sinh ra công tử rồi. Đây là ý trời sao? Ừ. Phí Nhất Độ gật đầu. Việc trước mắt là anh phải giải quyết việc của nhà họ Uông. Nếu không thì cho họ nước bọt của rùa là được. Tin rằng Chủ tịch Uông cũng ghi nhớ ân tình này của anh. Đến lúc đó việc điều chuyển Đồng Nhiên đến một vị trí công tác có phân lượng hẳn không có vấn đề gì. Chuyện gì có thể so với bệnh của cháu trai? Cậu ngốc à? Diệp Phàm cười nói. Tôi làm sao lại vờ ngớ ngẩn rồi? Anh Diệp, nói cho anh rõ, Phí Nhất Độ tôi chỉ số thông minh vượt mức đấy. Chỉ có anh nói tôi khờ, nếu không, tôi sẽ trở mặt với họ. Phí Nhất Độ có chút bất mãn. Nói cậu ngu cậu không thừa nhận, cậu nghĩ, chúng ta có bảo bối trong tay, đương nhiên muốn nước bọt của rùa này phát huy công hiệu lớn nhất rồi. Diệp Phàm châm chọc. Tôi nói cũng không sai, giờ có thể làm nó phát huy công hiệu lớn nhất rồi. Anh Diệp, nếu anh có thể nói lý, Phí Nhất Độ tôi hôm nay thật đúng là chịu phục rồi. Nếu không, anh Diệp phải chịu tội với tôi. Hôm nay tôi sẽ tích cực một hồi. Phí Nhất Độ hừ nói. Ha ha. Cậu nghĩ nếu chúng ta trực tiếp đem nước bọt rùa này cho cháu Chủ tịch Uông ăn vào, đây chẳng qua là Chủ tịch Uông nợ tôi một ân tình, sau này việc Đồng Nhiên là hai người thiếu nợ nhau. Cậu nói vậy có đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đó là đương nhiên, một là một, không có khả năng anh đưa nước bọt rùa cho người ta một lần người ta phải trả anh 10 lần ân tình. Việc này không có khả năng tính toán như thế, một con ngựa là một con ngựa. Phí Nhất Độ gật đầu nói. Ha ha, rất đơn giản. Chúng ta chế nước bọt rùa thành viên thuốc xong đưa cho Đồng Oanh Oanh. Tên thuốc là gì cứ gọi là được, gọi là Thiên Bảo Quy Tinh Vương là được. Diệp Phàm vừa nói đến đây, Phí Nhất Độ không kìm nổi cười. Anh Diệp, anh không đi bán thuốc thật là phí. Nước bọt rùa không ngờ có thể gọi là Thiên Bảo Quy Tinh Vương. Lợi hại, Phí Nhất Độ tôi không thể không phục, chịu phục rồi. Sao có thể nói như vậy được, đây là rùa bình thường sao? Như các chuyên gia trong tổ dùng phương pháp đặc thù để giám định, con rùa này chỉ ít có hơn 100 năm tuổi. Đây là rùa thần, Diệp Phàm nói. Cứ gọi là rùa thần vậy. Tuy nhiên, anh đưa cho Đồng Oanh Oanh vậy cũng không giống nhau. Đến lúc đó đại ân tình của anh cũng không có. Còn không bằng anh tự đưa cho Chủ tịch Uông mạnh hơn một chút. Phí Nhất Độ châm chọc. Ha ha, Thiên Bảo Quy Tinh Vương vô dụng còn phải Diệp Phàm tôi ra tay dùng bát nhã kim châm vài cái mới được. Diệp Phàm cười khan hai tiếng. Good, very very good. Phục rồi, thật sự phục rồi, tiểu phí quỳ trước tôi rồi. Phí Nhất Độ giơ ngón tay cái lên, cười nói cứ như vậy, anh biết cách châm gì đâu, nhất định anh sẽ nói với Chủ tịch Uông là dùng kim châm này không thể giải trừ hoàn toàn bệnh của Hoành Vĩ. Còn cần nước bọt của con rùa sống trên 100 năm Thiên Bảo Quy Tinh Vương gì đó. Bởi như vậy nhà họ Uông chắc chắn đi tìm khắp nơi. Mà Oanh Oanh lại phối hợp bảo người đưa tin. Đây là vật gia truyền của nhà họ Đồng. Nói cậu ngu thật đúng là không phải ngu một chút, sao có thể chỉ một quả, ít nhất phải 3 miếng. Diệp Phàm cười nói. 3 miếng với một quả khác gì nhau? Phí Nhất Độ thật không hiểu. Cậu nghĩ xem, 3 miếng này trước tiên cho Uông Hoành Vĩ ăn 1 miếng trước, sau đó xem có hiệu quả không, nếu bệnh tình có chuyển biến lớn. Chủ tịch Uông có phải là cũng thấy được công hiệu, vừa thấy công hiệu, dĩ nhiêu là muốn miếng thứ hai rồi. Đến lúc đó nếu trực tiếp hỏi người nhà họ Đồng thì ngại. Cứ như vậy, ha ha, trước tiên giải quyết chuyện của Đồng Nhiên. Nhà họ Đồng lúc đó chỉ có thể đau lòng lấy ra 2 miếng còn thừa lại. Mà Diệp Phàm tôi cũng là một trong những công thần,
không có Bát Nhã Kim Châm của tôi thì Bảo Thiên Bảo Quy Tinh Vương đều là vô dụng có phải không? Ân tình của nhà họ Đồng chủ tịch Uông trả nhưng ân tình của tôi đâu? Diệp Phàm cười nói. Bái phục anh, Phí Nhất Độ Khâm phục thiếu chút nữa phục sát đất, cười nói. Nhờ chuyện này không ngờ anh có thể làm ra thay đổi bất ngờ. Đến lúc đó, nhà máy của anh cần chính sách ủng hộ gì, ví dụ như miễn thuế gì đấy, hay chỉ tiêu gì đấy còn không phải chủ tịch Uông nói một câu là giải quyết xong sao? Chủ tịch Uông che chở, xưởng đóng tàu cùng với bãi yến nguyệt của các anh không muốn phát triển cũng khó. Ha ha, theo nhu cầu thôi. Diệp Phàm cười nói. Tối nay chúng ta sẽ hành động. Việc này tôi trải đường một chút. Diệp Phàm cười nói. Đến lúc đó công lao này anh phải nhớ Phí Nhất Độ tôi là đại hiệp số một. Diệp Phàm cười nói. Công lao thì miễn đi, tôi muốn thấy lợi ích thực tế. Phí Nhất Độ không ngờ cười khan một tiếng. Hả, lợi ích thực tế gì thế? Diệp Phàm hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ, con mẹ nó, một chút ưu đãi tất cả mọi người đều muốn chia phần. Cùng không có gì, đó là sau khi tổ đặc nhiệm A làm ra bảo vật của con rắn, ha ha, tôi biết anh Diệp mặt mũi lớn. Đến lúc đó hỏi thủ trưởng cung cấp cho mình một quả là được. Tôi lưu trữ sau dùng có phải không? Các anh đều là cao thủ rồi, cũng không cần bảo vật nhỏ của con rắn đó. Phí Nhất Độ không ngờ như một cô gái, còn có chút nhăn nhó. Sư bá Thanh Sơn không phải ở đây, còn có, mặt mũi của nhà họ Phí lớn hơn tôi. Diệp Phàm hừ nói. Nhà chúng tôi Phí đại đang chờ dùng. Sư bá Thanh Sơn cũng là vì ông ấy. Lão cung khai hà của các anh cũng rất keo kiệt, đừng nghĩ đến muốn nhiều hay ít. Phí Nhất Độ vẻ mặt cay đắng. Việc này tôi cũng không trông cậy vào ông cụ rồi, nào dám nói với ông ấy chuyện này. Chuyện Phí đại anh cũng không cần lo lắng. Diệp Phàm cười thần bí. Anh sẽ giải quyết sao? Phí Nhất Độ cười rạng rỡ. Không đúng, với đường thành kia. Diệp Phàm cười nói. Chương 2929, thầy lang Diệp Phàm. Rõ rồi, anh Diệp quả nhiên cao tay. Phí Nhất Độ không thể không giơ ngón tay cái lên lần nữa. Tào Nguyệt đang chỉ huy đo đạc đất đai nhìn hai người cũng không hiểu hai người đang nói gì. Tốc độ của Phí Nhất Độ rất nhanh, buổi tối đã hành động rồi. Quả nhiên. Ngay buổi chiều ngày hôm sau nghe nói chủ tịch tỉnh Uông đến bãi Yến Nguyệt, khu Mã Đông khảo sát. Ủy viên thường vụ tỉnh uy, bí thư thành ủy Tô Thanh Vân cũng đến khu Mã Đông. Tất nhiên, bộ máy khu Mã Đông cũng xuất động toàn bộ, trùng trùng điệp điệp mấy chục người cùng hai người Uông Tô cùng nhau đi khảo sát. Chủ tịch tỉnh xuống dưới, bảo muốn đế bãi Yến Nguyệt một chút. Diệp Phàm đang chỉ huy các công nhân đo đạc quy hoạch. Nhóm công binh của quân khu Việt Châu cử ra cũng đang bận rộn tiến hành công việc đầu tiên của khảo sát đất đai. Thấy đoàn người của chủ tịch tỉnh Uông đến, Diệp Phàm đương nhiên nhiệt tình tiếp đón. Tuy nhiên, hôm nay rất hiếm thấy, chủ tịch tỉnh Uông hình như rất nhiệt tình với chủ tịch của một công ty sắp phá sản của tỉnh ngoài, không ngờ giơ hai tay thân thiết bắt tay đồng chí tổng giám đốc Diệp. Bí thư Diệp, anh có thể đến Việt Châu chúng tôi đầu tư. Tôi thay mặt cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn quyết định sáng suốt của tập đoàn Hoành Không. Chủ tịch Uông cười ha hả nói. Chủ tịch tỉnh Uông, chúng tôi vốn có một nhà máy, là nhà máy chế tạo máy móc phi không mười mấy năm trước đã đóng ở thành phố Việt Châu rồi. Diệp Phàm nói đến việc khác. Bãi Yến Nguyệt đang quy hoạch để hình thành một khu du lịch sinh thái. Hy vọng đến lúc đó chủ tịch tỉnh Uông có thể ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính sách. Và lại cũng không dễ dàng, một khu đất lớn như vậy. Tuy nói chúng tôi đã góp vốn, nhưng vấn đề tài chính vẫn còn thiếu rất nhiều. Rất tốt, khu đất của cậu đáng giá không ít, hoàn toàn có thể vay ngân hàng. Đối với các công ty, mặc dù là công ty tỉnh ngoài, tôi tin là ngân hàng cũng đối xử công bằng ngang nhau. Chủ tịch Uông cười nói, chính là thủ tục cho vay khá phức tạp, hơn nữa thời gian kéo dài, chúng tôi không thể chờ đợi được. Diệp Phàm nhíu mày nói, chủ tịch thành phố Ngô, nếu thủ tục đủ thì có một số việc phải được ưu đãi đặc biệt. Hơn nữa, nghe nói các cậu đã thành lập trung tâm thương mại Hoành Đô có phải không? Một khi xong lập tức đệ trình ủy ban nhân dân tỉnh nếu như có thể thông qua sẽ báo cáo tỉnh ủy. Chủ tịch Uông vừa quay đầu hỏi chủ tịch thành phố Ngô. Chủ tịch tỉnh, việc quy hoạch của chúng tôi đã hoàn thành. Đang chuẩn bị báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh. Hơn nữa khu thương mại Hoành Đô nếu có thể khánh thành. Đối với khu Mã Đông chúng ta mà nói là một cơ hội rất lớn. Tình trạng kinh tế của khu Mã Đông so với các khu khác hơi lạc hậu hơn một chút. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Cho nên, muốn lấy trung tâm thương mại Hoành Đô để kích thích sự phát triển của khu Mã Đông,
kéo kinh tế Mã Đông phát triển. Hơn nữa, nếu thật có thể thành, thì ảnh hưởng đối với sự phát triển của toàn thành phố là không thể coi thường. Tổng Giám đốc Diệp đi trước, chúng tôi hoan nghênh các khách hàng đến đầu tư vào trung tâm thương mại Hoành Đô. Với tập đoàn lớn giống như Tổng Giám đốc Diệp, thành phố chúng tôi có chính sách ưu đãi, về cho vay, chính sách ưu đãi, về quy hoạch đều có ưu tiên. Nếu Tổng Giám đốc Diệp muốn lấy đất để thế chấp vay tình, việc này dễ làm. Tôi sẽ mở hội nghị bàn về việc đầu tư vào trung tâm thương mại Hoành Đô. Về thủ tục cho vay nhất định sẽ được ưu đãi, cam đoan trung tâm thương mại Hoành Đô sẽ nhanh chóng được xây dựng và đưa vào hoạt động. Chủ tịch thành phố Ngô nhanh chóng báo cáo, đài truyền hình đương nhiên cũng quay lại rồi. Chủ tịch tỉnh Uông, có lẽ ông không biết, bí thư Diệp cũng từng là cán bộ của Việt Đông chúng ta. Tô Thanh Vân cười nói. Đúng rồi, tôi đã quên mất, bí thư Diệp trước kia hình như đã từng công tác ở ban tổ chức tỉnh ủy Việt Đông chúng ta. Chủ tịch tỉnh Uông hình như vừa nhớ ra. Ha ha, một nhân vật nhỏ như tôi vẫn được chủ tịch Uông nhớ. Lúc đó tôi đảm nhiệm chức phó trưởng ban ở ban tổ chức tỉnh ủy. Hơn nữa, tôi cũng đã đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng. Tôi nói đó, bí thư Diệp đã từng công tác ở tỉnh chúng ta, đối với tỉnh chúng ta là có tình cảm có phải không? Hiện giờ đã lên cương vị lãnh đạo cao, lập tức muốn về xây dựng Việt Đông chúng ta. Đây là người con có hiếu, chúng ta chắc không đem việc tốt đẩy ra ngoài có phải không? Chủ tịch tỉnh Uông cười nói. Khi ăn cơm trưa, chủ tịch Uông mời Diệp Phàm cùng ăn cơm. Bữa cơm ngay tại nhà khách thành ủy, ăn cơm bình thường, chỉ có đồ ăn thêm nhiều một chút. Buổi tối, Phí Nhật Độ dẫn Diệp Phàm đến bệnh viện. Chủ tịch tỉnh Uông tự mình ra cửa đón, xem cả chủ tịch tỉnh Uông cũng bị bệnh của cháu trai gây sức ép. Thật không ngờ, bí thư Diệp còn có thuật châm cứu. Thuật châm cứu là tuyệt môn của người Trung Quốc chúng ta. Cùng Diệp Phàm bắt tay chủ tịch Uông nói. Trước đây học được của một đạo sĩ, cũng đã từng chữa cho mấy người giàu có, còn có chút hiệu quả. Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp tốt nghiệp đại học nào vậy? Một người mặc áo blue bên cạnh hừ nói. Người này chính là phó viện trưởng Bệnh viện Hiệp Hòa, phụ trách cục bảo vệ sức khỏe Sở Y tế tỉnh. Ha ha, vừa rồi tôi cũng nói, là học được của một đạo sĩ bán thuốc cho má. Tôi tốt nghiệp đại học Hải Giang, không phải học ngành y. Hơn nữa, Đại học Hải Giang cũng không có ngành y. Và lại sau này cũng không làm việc ở bệnh viện nào. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, biết lão già này không phục. Bán thuốc chó má thì có ấy. Viện phó Lâm lẩm bẩm một câu. Sau đó nói, chủ tịch tỉnh Uông, bệnh tình của Hoành Vĩ cũng không phải là chuyện nhỏ. Tùy tiện trị liệu đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì phiền toái. Nếu các anh có thể điều trị khỏi thì không phiền toái. Chủ tịch tỉnh Uông hừ một tiếng. Mọi người có thể biết thái độ của chủ tịch Uông rồi. Đúng đấy, cảm cúm phát sốt mà điều trị lâu như vậy, tôi thật sự không hiểu bệnh viện Hiệp Hòa không phải bệnh viện đứng thứ hai toàn tỉnh sao. Hơn nữa, về bệnh sốt dẫn đến hôn mê đứng đầu toàn tỉnh. Dương Hiểu Mai bà xã của chủ tịch Uông có chút giận, không nể mặt phó viện trưởng Lâm. Chủ nhiệm Dương, qua thời gian điều trị bệnh tình đã cơ bản ổn định. Bà xem, không phải là vừa tỉnh lại đã kêu đau phải không? Hiện tại ít nhất cũng đã có hiệu quả. Phó viện trưởng Lâm mặt đỏ lên. Đúng vậy, chủ nhiệm Dương, bệnh tình một khi ổn định, để tổ chuyên gia chúng tôi từ từ điều chỉnh, tôi tin rằng, cho chúng tôi nửa năm có thể làm cho bệnh tình ổn định. Một chuyên gia mũi cao nói tiếp. Ổn định, đang hôn mê bất tỉnh mà các cậu nói là ổn định sao? Dương Hiểu Mai hừ lạnh một tiếng. Làm phu nhân của chủ tịch tỉnh, bà không nể mặt các chuyên gia này. Nhưng thật ra nói chuyện sắc bén hơn chủ tịch Uông nhiều lắm. Chủ nhiệm Dương, ít nhất cũng phải chập chờn như trước kia. Hơn nữa nếu để vị bí thư Diệp này ra tay, nếu gây ra chuyện gì. Bệnh của Hoành Vĩ thay đổi, để ổn định lại có lẽ khó hơn. Việc này kính xin chủ nhiệm Dương cùng chủ tịch Uông suy xét cẩn thận. Bệnh viện chúng tôi đã định ra phương án trị liệu mới, phương án này đem lại hiệu quả lớn. Một khi để người ngoài tham gia. Làm không tốt sau này sẽ phiền toái hơn. Thậm chí nghiêm trọng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Hoành Vĩ. Phó viện trưởng Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Việc này, mẹ, con thấy viện phó Lâm nói cũng có lý. Vị Diệp tiên sinh này hình như không có cái gì, không làm việc trong bệnh viện, cũng không tốt nghiệp ngành y. Nếu Diệp tiên sinh biết về bệnh thì ít nhất cũng có kinh nghiệm lâm sàng. Nhưng Diệp tiên sinh cũng không phải, mà chỉ là chủ tịch một tập đoàn. Lúc này một người phụ nữ trung niên rất lo lắng nói, người này là mẹ của Hoành Vĩ Thiết Tiểu Trân. Bí thư Diệp,
anh thật sự trước kia đã chữa khỏi bệnh cho mấy người giàu có sao? Nghe con dâu nói Dương Hiểu Mai cũng có chút do dự. Phải biết rằng tối hôm qua nghe phí nhiệt độ giật dây họ mới đồng ý. Tuy nhiên, y thuật của Diệp Phàm họ lại không thấy qua, thật sự làm người ta lo lắng. Dù là chủ tịch Uông cũng có suy nghĩ này. Dù hiệu quả hay không cũng thử xem sao, châm cứu cũng không có ảnh hưởng gì lớn đối với cơ thể. Nếu chữa khỏi không phải là tốt sao? Phí nhiệt độ đứng một bên nói. Người thanh niên này nói chuyện không có trước sau, điều này có thể loạn thử sao? Thầy thuốc chúng tôi đã trải qua rất nhiều thí nghiệm lâm sàng mới chế tạo ra thuốc. Một loại thuốc được sản xuất thậm chí cần 3-4 năm luận chứng. Các anh định lấy Hoành Vĩ làm chuột bạch có phải không? Việc này tuyệt đối không được. Hơn nữa, dù là châm cứu cũng phải chú ý. Kinh mạch da thịt cũng không phải loạn châm. Nếu không sẽ gây ra xuất huyết trong thì nguy hiểm. Viện Phó Lâm nói với phí nhiệt độ. Ha ha, nếu ông có thể chữa cũng không kéo dài đến giờ. Cái gì mà phương pháp mới, chó má cũng không phải. Chính mình không điều trị được còn sĩ diện ngăn người khác. Đây là các anh đang làm gì, nếu ảnh hưởng đến bệnh của Hoành Vĩ thì làm thế nào? Mình làm không được còn ngăn cản cao nhân, tôi thấy các anh căn bản là chỉ biết khoác lác đánh rắm. Phí nhiệt độ bày ra tư thế đại thiếu gia. Anh nói thế là thế nào, kỳ cục, Viện Phó Lâm vừa thấy, cũng dạ uy. Ha ha, Viện Phó Lâm, nếu tôi nói không sai thì dạ dày anh không được tốt có phải không? Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Anh có ý gì, dạ dày tôi không liên quan gì đến anh. Viện trưởng Lâm vừa nghe tức giận, cho rằng Diệp Phàm đang kích mình. Tôi nói sai sao, có phải dạ dày anh thường xuyên cảm giác đau như bị kim châm? Hơn nữa, tuy nói anh ăn không ít vật ngon nhưng dinh dưỡng không đầy đủ. Bởi vì, dạ dày của anh không thể hấp thu, ăn vào lại đi ra, đương nhiên vô dụng. Diệp Phàm thản nhiên cười. Chương 2930, Đồng Oanh Oanh mời tắm suối nước nóng. Lần này Viện Phó Lâm không ngờ không phản bác, nhìn Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, sau đó cười nói dạ dày là bệnh cũ của tôi, chỉ là kết quả của bệnh dạ dày, việc này tất cả các đồng chí trong bệnh viện đều biết. Bí thư Diệp thật đúng là để ý, không ngờ tìm hiểu cả bệnh cũ của tôi không bằng rồi. Ha ha, có phải không kiểm tra cũng nói là dạ dày thay đổi để qua loa tắc trách che đậy. Diệp Phàm cười cười. Đột nhiên nói dạ dày của anh thật sự nếu không điều trị có thể dẫn đến ung thư không tôi cũng không rõ rồi. Cảm ơn bí thư Diệp, đồng chí lại có cách trị liệu bệnh dạ dày rồi. Trong chốc lát là thầy thuốc châm cứu, chốc lát lại thành thầy thuốc chữa dạ dày rồi. Bí thư Diệp thật đúng là biết nhiều, Viện Phó Lâm châm chọc. Đưa tay ra đây, Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt hừ nói. Khí thế đó làm cho Viện Phó Lâm lặng đi một chút, tuy nhiên. Sau đó khôi phục bình tĩnh châm chọc nói bí thư Diệp thật đúng là muốn xem bệnh cho tôi. Tuy nhiên, nếu kiểm tra tôi đã kiểm tra qua, quả thật không có bệnh. Chẳng lẽ bí thư Diệp biết thuật đông y, bắt mạch có thể trị bệnh của tôi? Vậy thì tôi phục sát đất rồi. Ha ha ha, mấy chuyên gia đều cười. Việc này không chắc, tuy nhiên, tôi dám khoe khoang khoác lác cũng phải có chút tài năng. Nếu tôi trị được bệnh của tôi, những việc khác không cần. Khu Mã Đông chúng tôi muốn xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng ở Bãi Yến Nguyệt, đến lúc đó bệnh viện nhất định phải có. Đến lúc đó, Viện Phó Lâm ủng hộ một chút là được. Diệp Phàm đột nhiên khí phách thật sự, hơn nữa rất cương quyết. Vậy xem anh đi, Viện Phó Lâm bị chọc tức, đưa tay ra. Diệp Phàm tất nhiên lại dở trò cũ, còn rơi bay ra không tiếng động, đi vào kinh mạch của Viện Phó Lâm. Quả nhiên đoán không sai, người này hình như dùng thuốc gì đó lâu dài. Gây nên chúng độc rất nhỏ. Độc này tạo thành một màng bao bên ngoài dạ dày và ruột, đồ dinh dưỡng ăn vào đều bị màng độc này hấp thu. Độc tính càng lúc càng lớn mà người thì dinh dưỡng không đủ, càng ngày càng tệ rồi. Nằm xuống, Diệp Phàm chỉ vào chiếc giường bên cạnh. Anh muốn làm gì, trước mặt bao nhiêu người Viện Phó Lâm rất xấu hổ, đương nhiên không muốn làm theo sắp xếp của Diệp Phàm rồi. Anh muốn chữa khỏi thì nằm xuống, lập tức còn có chút hiệu quả. Không muốn trị thì bảo tôi cũng không tùy tiện chữa bệnh cho người khác. Chọc tôi mất hứng, tôi mặc kệ anh viện trưởng với không viện trưởng. Diệp Phàm có vẻ càng hống hách. Viện Phó Lâm hơi do dự nghĩ một chút, nói được, tôi nằm xuống, nếu anh không thể cho tôi thấy hiệu quả một chút. Bí thư Diệp tôi hy vọng anh lập tức biến ra khỏi bệnh viện Hiệp Hòa chúng tôi. Đừng giả vờ ngây ngốc ở đây, kiểu bịp bợm giang hồ này vô dụng. Nói nhảm ít thôi, nằm xuống, Diệp Phàm hừ nói. Viện Phó Lâm không có cách nào đành phải nằm xuống. Diệp Phàm lấy kim châm ra,
đem nội khí thông qua kim châm thâm nhập vào. Mà nội khí dưới sự bảo vệ của độc, như một lưỡi dao vô hình nhẹ nhàng cào dạ dày của viện phó lâm. Bởi vì, Diệp Phàm có đặc chế nội khí bảo vệ độc, cho nên, cũng không làm hỏng dạ dày của viện phó lâm. Đây là tác dụng của nội khí bảo vệ độc. Không lâu, viện trưởng Lâm cau mày. Có phải cảm thấy đau không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, rất đau, hình như rất nóng nữa. Viện phó Lâm hoàn toàn coi mình như một bệnh nhân, tạm thời đã quên mình bác sĩ. Diệp Phàm mất rất nhiều sức mới trừ được 3 phần độc trong người ông ta. Khiến cho màng độc mỏng đi một ít, cứ như vậy có thể làm cho dinh dưỡng được hấp thu, cơ thể cũng tốt hơn một chút. Thoải mái hơn không? Diệp Phàm hỏi. Cũng không tệ, tôi cảm thấy dạ dày hình như có chút hiệu quả. Viện phó Lâm khá hài lòng nói. Đứng lên, Diệp Phàm nói, viện phó Lâm không hề nghĩ ngợi liền đứng lên. Bí thư Diệp, tiếp theo có phải là cần đợt trị liệu thứ hai? Viện phó Lâm không ngại học hỏi kẻ dưới. Đó là đương nhiên, tuy nhiên, cũng không phải là hôm nay. Dạ dày của anh phải tôi châm cứu mới có thể chữa. Cho nên, trong khoảng thời gian này anh phải điều dưỡng. Tôi chắc chắn, nửa năm sau, anh sẽ khôi phục. Tuy nhiên, phải phối hợp với dược vật trị liệu mới có hiệu quả tốt. Diệp Phàm mang vẻ mặt một người thầy thuốc. Chắc chắn, tôi nghe bí thư Diệp. Viện phó Lâm cũng không sợ mất thể diện không thể so với việc chữa khỏi bệnh đã dày vào ông bao lâu nay. Bí thư Diệp, có phải là cũng có thể chữa cho Hoành Vĩ? Dương Hiểu Mai động tâm rồi. Hôm nay sợ rằng không được. Diệp Phàm lắc đầu, lau mồ hôi trán. Sao lại không được? Dương Hiểu Mai nóng nảy. Bà thấy đấy. Tôi vừa rồi đã mất rất nhiều sức để trị liệu cho Phó Viện trưởng Lâm. Tuy nói châm cứu chỉ nhẹ nhàng, không cần cố sức nhưng thật ra, đấy là việc rất tinh tế, hao tổn tinh thần, chờ tôi dưỡng sức mới được. Đương nhiên, để tôi kiểm tra bệnh của Hoành Vĩ một chút. Diệp Phàm nói. Vậy bí thư Diệp cần nghỉ ngơi mấy ngày? Dương Hiểu Mai hỏi. Không nên hỏi Hiểu Mai, bí thư Diệp dưỡng đủ tinh thần xong sẽ thông báo cho chúng ta. Chủ tịch Huông vội nhưng hiểu được chuyện này. Diệp Phàm kiểm tra một chút nói chủ tịch tỉnh Uông, nếu có một loại ví dụ như vật dinh dưỡng cao cấp của xà tinh gì đó phối hợp trị liệu hiệu quả nhất định sẽ tốt. Hoành Vĩ hôn mê lâu như vậy, tuy nói mỗi ngày đều được truyền dưỡng chất nhưng vì đâu nó bị hôn mê cho nên hấp thu không tốt. Thân thể là hư không được, cứ như thế, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Xà tinh, rốt cuộc là cái gì? Chủ tịch Uông hỏi. Thật ra không phải chỉ là xà tinh, tôi nói cho cách khác. Xà tinh chính là một ít tinh hoa tích tụ trong con rắn, giống như ngưu bảo. Tuy nhiên, yêu cầu của tôi là rất cao, ít nhất phải động vật từ 100 năm trở lên, hoặc là tinh hoa trong cơ thể loài chim cũng được. Diệp Phàm nói. Cái này tìm ở đâu? Chủ tịch Huông hỏi. Cái này anh cũng khó tìm, tuy nhiên, vô tình sẽ gặp. Vậy phải trông chờ vào vận may rồi. Diệp Phàm vẻ rất nghiêm túc nói. Tất nhiên là nói để dẫn dắt đến thiên bảo quy tinh vương của Đồng Oanh Oanh. Về khách sạn, Đồng Oanh Oanh gọi điện thoại mới Diệp Phàm uống trà. Diệp Phàm đương nhiên không từ chối, cùng gái đẹp uống trà nói chuyện phiếm vẫn là chuyện rất thoải mái. Lạc Nguyệt Sơn Trang rất ưu tĩnh, ngồi xe một tiếng đã đến nơi. Khu này được xây dựng ven sườn núi, phía dưới chính là biển rộng. Đồng Oanh Oanh hôm nay giống như một tiên nữ, váy trắng, dường như nhìn rõ cả màu da bên trong. Chúng ta đi tắm suối nước nóng thì thế nào? Đồng Oanh Oanh cười khanh khách nói. Nhìn như đang chăm sóc tình nhân. Chỉ hai chúng ta, Diệp Phàm hơi do dự, một nam một nữ rất thử thách, Diệp Phàm tâm lý. Hơn nữa ở Việt Châu, Lạc Tuyết có thể cũng ở đây, nếu cô nghe được, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao. Ha ha ha, Đồng Oanh Oanh cười vang, sau đó nói, Tổng Giám Đốc Diệp, xem ra anh 10 phần là con rùa rụt đầu, không dám một mình đối mặt với cô gái yếu ớt như tôi sao. Xem ra... Tổng Giám Đốc Diệp của chúng ta cũng chỉ là một con hổ giấy. Tắm thì tắm, đừng kích tôi. Tôi là người không chịu được hấp dẫn đấy, nếu đến lúc đó có chuyện gì cô hãy tha thứ. Nếu không, cô phải chuẩn bị tinh thần sớm. Diệp Phàm cười. Mồm chó không nhả ra ngà voi. Đồng Oanh Oanh lườm Diệp Phàm một cái. Có thể cùng một cô gái xinh đẹp tắm suối nước nóng hơn nữa còn ngâm mình, không ngâm vậy sao còn là đàn ông. Đồng Oanh Oanh mặc đồ tắm xong nhìn mê người, rất thanh tú. Hơn nữa không biết có phải Đồng Oanh Oanh cố ý không, hôm nay mặc bộ đồ tắm độ trong suốt cao. Đỉnh ngực còn là một lớp ren, lộ rõ hai đỉnh núi và một vùng quanh nó. Dưới đôi mắt ưng, cơ bản giống như bao phủ bởi một lớp tơ mỏng, cảnh bên trong lúc ẩn lúc hiện,
thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm kêu trời. Bởi vì, dưới đùi cô gái này cũng là lớp gen, bên trong cũng để lộ chút màu đen khiến người nhìn phun máu mũi. Diệp Phàm không tự chủ được nuốt nước bọt. Bộ đồ tắm này bình thường đều là gia đình hoặc trang phục tình nhân, dù sao đều có quan hệ kia, để kéo hứng tình thú một chút. Dùng trong trường hợp này có vẻ không thích hợp rồi. Diệp Phàm vội vàng xuống nước, nhanh chóng dùng nội khí để bình tĩnh lại phía dưới, nếu không, có lẽ đã sớm thành trụ dơ lên trời rồi. Đồng Oanh Oanh nằm nghiêng trong bồn tắm, giơ tay phất phất mấy cánh hoa hồng trên mặt nước nói hôm nay Tổng Giám Đốc Diệp nổi tiếng rồi. Chỉ là chủ tịch tỉnh xuống kiểm tra, sao có thể coi là khoe khoang. Chỉ là người ta lãnh đạo đến thăm công ty chúng ta một chút. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, Tổng Giám Đốc Diệp đa mưu túc trí điểm này Đồng Oanh Oanh khâm phục. Đồng Oanh Oanh cười nói. Lời này là ý gì, tôi không hiểu. Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Đồng Oanh Oanh. Có lẽ hôm nay chủ tịch tỉnh Uông đến đây cũng là có lý do. Ánh mắt Đồng Oanh Oanh nhìn Diệp Phàm, vẻ rất quyến rũ, cười nói tuy nhiên, tôi rất không hiểu, dựa vào cách gì, không ngờ có thể làm cho chủ tịch tỉnh Uông đến bãi Yến Nguyệt. Còn đặc biệt đến Vịnh Hồi Long huyện Ô Sơn nơi nhà máy đóng tàu của các anh đang trong giai đoạn khảo sát. Việc này hình như cũng được sắp xếp trước. Chủ tịch tỉnh Uông là ai, nhân vật số 2 của Việt Đông? Năng lượng của Tổng Giám Đốc Diệp từ đâu tới? Người ta làm lãnh đạo quan tâm đến công ty, Diệp Phàm đương nhiên không tiết lộ bất cứ dấu vết gì. Người phụ nữ này thông minh như thế, nếu nói ngay cho cô thì thiệt thòi. Ví dụ như cô đem tin tức liên quan lộ cho chủ tịch tỉnh Uông thì hắn gặp xui rồi. Người ta bị Diệp Phàm đùa giỡn có thể vui sao? Ha ha, nếu Tổng Giám Đốc Diệp đồng ý nói, không chừng tôi sẽ cho công ty xây dựng Thiên Mã các anh một chút việc để làm đấy. Đồng Oanh Oanh không ngờ đưa ra một viên đường. Chương 2931, mảnh lá không dính thân. Xem ra tập đoàn Hoành Không chúng tôi đã được chủ tịch Đồng chú ý. Chuyện gì cũng đừng nghĩ giấu. Diệp Phàm cười nói, sau đó cố ý dừng lại trên ngực Đồng Oanh Oanh vốn là muốn đùa cô một chút. Không thể tưởng tượng được Đồng Oanh Oanh cũng cố để lộ ngực, hai tay rõ ràng còn cố ý ôm lấy, nhìn như tây thi. Lập tức ánh mắt Diệp Phàm đăm đăm, trong lòng tự nhủ, mẹ nó, thế này còn để tôi ngâm hay không? Tuy nhiên ánh mắt của hắn nhanh chóng rút về. Ha ha ha, cô gái giống như gà đẻ trứng vậy, cười đến rạng rỡ. Tổng Giám Đốc Diệp, đối phó với người háo sắc chính là để hắn muốn ngừng mà không được. Đồng Oanh Oanh xinh đẹp cười nói. Cách này rất cao minh, Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn, cười nói, tuy nhiên, chủ tịch Đồng nói cho việc để chúng tôi làm, sao không nói tiếp. Gần đây chúng tôi xây dựng một chung cư ở Thiên Vân. Bên kia không phải giải phóng mặt bằng sao, chúng tôi chuẩn bị làm. Có lẽ thuộc phạm vi nhà ở xã hội, chính quyền trợ cấp 8 phần, còn lại người dân bỏ ra 2 phần. Tổng cộng có hơn 500 căn phòng, đương nhiên, diện tích của những phòng này cũng không quá lớn, từ 60 đến 108 mét vuông. Yêu cầu cũng không quá cao, cũng không có bao nhiêu khiêu chiến. Cao nhất là tầng trệt, Đồng Oanh Oanh nói. Cô nói là đem công trình này cho công ty xây dựng Thiên Mã chúng tôi. Diệp Phàm quan tâm, công trình này thật đúng là phù hợp với công ty xây dựng Thiên Mã, yêu cầu chất lượng không cao, công ty xây dựng Thiên Mã hoàn toàn có thể làm được, coi như là thử một công ty mới thành lập. Chuẩn bị cho những công trình lớn hơn. Tôi có ý như vậy, tuy nhiên, phải xem biểu hiện của Tổng Giám Đốc Diệp. Đồng Oanh Oanh đương nhiên nói vậy, nhìn Diệp Phàm một cái lại rất quyến rũ. Cô Đồng muốn Diệp Phàm tôi biểu hiện thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cố ý nhìn lướt qua người Đồng Oanh Oanh không có ý tốt. Xưởng đóng tàu nhượng lại cho chúng tôi cổ phần khống chế. Đồng Oanh Oanh nhắc lại chuyện cũ. Việc này cũng không cần nói, không có bàn bạc. Diệp Phàm khoát tay áo cầm lấy trà lên uống một ngụm. Vậy không nói, tuy nhiên, khu du lịch ở bãi Yến Nguyệt chúng tôi nắm 40% cổ phần. Đồng Oanh Oanh nói. Ha ha, ban đầu không phải cô không đầu tư sao? Diệp Phàm cố ý hỏi. Trước khác nay khác. Chủ tịch tỉnh Uông cũng đã lên tiếng, chứng tỏ khu thương mại Hoành Đô là cung đã dương tên. Tôi không gia nhập, chỉ sợ là đã quá muộn, Đồng Oanh Oanh cười nói. Việc này chỉ sợ có chút khó khăn rồi, bởi vì công ty Đường Thành đã đồng ý đầu tư 300 triệu, hợp đồng đã ký rồi. Bọn họ giữ 40% cổ phần, chúng tôi lấy đất đầu tư nắm cổ phần khống chế 60%. Hơn nữa, cô vẫn đang chú ý nên biết chúng tôi đã tiến hành giai đoạn khảo sát lập quy hoạch. Ngoài ra, đồng thời chúng tôi đã tiến hành giải phóng mặt bằng. Diệp Phàm nói, tuy nhiên, nếu cô đồng ý đầu tư,
muốn chiếm 40% cổ phần các cô đầu tư nhiều hay ít? 300 triệu, Đồng Oanh Oanh nói. 300 triệu đã muốn nắm cổ phần khống chế, đó là không thể. Ban đầu chúng tôi và công ty Đường Thanh tính như vậy vì khoản đầu tư không lớn. Nhưng các cô tham gia tổng đầu tư sẽ gia tăng, cô muốn giữ cổ phần lớn như vậy, làm sao có thể? Mảnh đất của chúng tôi ít nhất giá trị 5-600 triệu. Chúng tôi đầu tư 5-600 triệu ngược lại cùng công ty Đường Thành mới giữ 60% cổ phần. Cô thử nghĩ xem, chúng tôi sẽ đồng ý sao? Diệp Phàm cười nói, nhìn Đồng Oanh Oanh một cái nói trừ phi cô có thể đầu tư 700 triệu thì chúng tôi có thể suy xét một chút. Khu đất của các anh nhiều nhất có thể giá trị 500 triệu. Bởi vì các anh đã quy hoạch thành 3 khu để bán đấu giá. Mà chúng tôi lại đầu tư 700 triệu, hợp lại chính là 15 triệu. Chúng tôi mới chiếm 40% cổ phần, anh muốn Đồng Oanh Oanh tôi kinh doanh như thế nào đây? Đồng Oanh Oanh châm chọc nói. Nếu chủ tịch Đồng có thành ý, vậy chúng tôi không chia 3 phần đất mà quy hoạch toàn bộ. Chúng tôi lấy 800 triệu để đầu tư cổ phần, các cô bỏ 400 triệu, Đường Thành bỏ 300 triệu chúng ta tiến hành phân chia cổ phần là được. Diệp Phàm nói tuy nhiên, trong chuyện này có phải đồng ý một điều kiện của tôi? Anh nói đi, Đồng Oanh Oanh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chúng tôi muốn dùng đất góp vốn để đi vay, ít nhất, tập đoàn Hoành Không chúng tôi phải lấy 300 triệu cho việc xây dựng tập đoàn. Đa số đều đầu tư vào xưởng đóng tàu, nếu không, tàu của nhà máy chúng ta không thể ra biển. Đương nhiên, lãi vay nhà máy đóng tàu chúng tôi sẽ chịu. Chỉ là mượn khu đất dùng thôi, Diệp Phàm nói. Anh thật đúng là tính giỏi, góp vốn rồi anh lại mang đi vay tiền. Đến lúc đó nếu xưởng đóng tàu bên kia thua lỗ, không có tiền, thì tiền vay kia không phải lúc đó do chúng tôi ứng phó sao? Anh nghĩ Đồng Oanh Oanh tôi sẽ ngu ngốc như vậy sao? Đồng Oanh Oanh cười lạnh. Chúng ta có thể ký kết thỏa thuận, khoản tiền này là Độ Giả Sơn Trang cho vay lại, sau này cho tập đoàn Hoành Không vay. Nếu xưởng đóng tàu làm ăn hiệu quả, khoản tiền này đương nhiên chính là tập đoàn Hoành Không thanh toán. Tuy nhiên, xưởng đóng tàu cô cũng chiếm cổ phần lớn. Tôi tin cô và tôi hợp lực, mới có thể khiến xưởng đóng tàu phát triển, căn bản không thể xảy ra việc này. Diệp Phàm nói, trời có mưa nắng thất thường, chuyện gì cũng không thể chắc chắn. Việc mạo hiểm này chúng tôi không đảm đương nổi, hơn nữa, tập đoàn Hoành Không của các anh hiện giờ cũng gần giống, gần thành, gần bằng cái bang rồi. Lo thân chưa xong còn có khả năng trả nợ sao? Tổng giám đốc Diệp đừng nghĩ tôi ngốc, Đồng Oanh Oanh châm chọc. Cô luôn châm chọc tôi. Diệp Phàm ra vẻ nổi giận, đột nhiên ra tay trên bầu ngực rất tròn của Đồng Oanh Oanh kia một chút. Anh đồ lưu manh, Đồng Oanh Oanh đỏ mặt, lập tức mắng, nhưng cũng không dịch người ra. Cô biết tôi chính là người như thế, sao thế, nếu không thì lập tức về. Diệp Phàm châm chọc. Hừ, anh có bản lĩnh thì làm thử xem. Đồng Oanh Oanh nói. Cô nghĩ tôi và cô tôi không dám có phải không? Diệp Phàm giơ tay ra nắm, nắm trọn phía bên kia. Đồng Oanh Oanh không nói lời nào lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tuy nhiên, mặt cũng đỏ bừng. Mắt thấy tay của hắn vuốt xuống dưới bầu ngực. Ôi! Hắn thở dài, cuối cùng đành phải thu tay về. Thật lâu sau hai người không nói gì, yên lặng uống trà. Sao cô lại cố chấp như vậy? Diệp Phàm thở dài. Tôi không cố chấp thì tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô đã phá sản từ lâu, Đồng Oanh Oanh nói. Thôi vậy, coi như là cô cho tôi mượn 200 triệu thì thế nào? Tôi nói khoản đi vay kia, chúng ta có thể vay nhiều một chút, còn dư thì đầu tư vào khu du lịch. Diệp Phàm nói giọng ôn hòa. Anh nói thế còn được. Đồng Oanh Oanh gật đầu. Được. Để tôi xoa cho cô một chút thuốc, đảm bảo cô vừa lòng. Diệp Phàm nói xong lên bờ lấy hậu cung hoàn. Đây là cái gì? Đồng Oanh Oanh cũng khá hứng thú nhìn chằm chằm chai thuốc kia. Phụ nữ đều thích, tôi từng cho hai phu nhân của chủ tịch tỉnh dùng qua. Nếu cô không muốn dùng thì thôi. Diệp Phàm giơ viên thuốc trong tay lên. Tôi đồng ý, Đồng Oanh Oanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu. Tất nhiên, Diệp Phàm là quang minh chính đại, làm người mát xa. Khuôn mặt của công ty tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô trở thành khách hàng trong tay Diệp Phàm. Một giờ qua đi, Đồng Oanh Oanh ngắm kỹ khuôn mặt mình trước gương. Thực sự đẹp hơn một chút, thật sự có hiệu quả. Tôi có thể cảm giác mềm mịn và đầy sức sống. Đồng Oanh Oanh có chút không dám tin, sờ hai má mình một chút sau đó nhìn Diệp Phàm chằm chằm khẽ giơ tay nói. Còn có mấy viên, lấy ra nữa đi. Không có, thuốc này không dễ tìm, là một cao nhân chế bằng đông y. Dù cô có nhiều tiền cũng không mua được, xem như tôi vừa rồi nhận lỗi với cô đi.
Diệp Phàm cười nói. Được, được, lấy thêm một viên, tôi giao dự án chung cư bên Thiên Vân cho công ty xây dựng Thiên Mã các anh. Đồng Oanh Oanh không muốn thu tay. Tạm thời thật không có rồi, lần sau gặp vị tiền bối đó tôi phải hỏi ông ta. Trong vòng nửa năm, tuyệt đối chuẩn bị cho cô ba viên thì thế nào? Diệp Phàm nói. Anh nói phải nhớ lấy. Đồng Oanh Oanh vẫn không chịu buông tha. Chuyện xây dựng chung cư như thế nào? Diệp Phàm cười khan một tiếng. Anh hôn tôi một chút sẽ cho các anh làm. Đồng Oanh Oanh như cười như không nhìn Diệp Phàm một cái. Việc này có vẻ như kinh doanh nhan sắc rồi. Diệp Phàm cười nói. Là tôi cho, anh được lời lớn. Đồng Oanh Oanh hai má đỏ bừng. Ôi, thôi vậy, tôi đi đây. Cô cho thì cho, không cho thì thôi. Bảo một người đàn ông như tôi bán đứng nhan sắc, việc này không phải là tính cách của Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm nói xong, không dừng lại mà đi nhanh. Đồ chết tiệt, lưu manh, Đồng Oanh Oanh đập chân nhìn bóng Diệp Phàm đi xa, miệng ấp úng nói anh rốt cuộc là người như thế nào. Có khi đắm đuối, có khi giống hào kiệt, nhìn không thấu. Bố thà làm người háo sắc không muốn làm hào kiệt. Diệp Phàm mở đôi mắt ứng đương nhiên nghe được những lời này hừ nói. Tuy nhiên, Đồng Oanh Oanh khó chơi cũng làm cho Diệp Phàm tương đối buồn rầu. Người con gái này thật là có tật xấu, trong chốc lát muốn như vậy. Làm Diệp Phàm không đoán ra suy nghĩ của cô. Hắn trở lại chỗ Lạc Tuyết, nói ra yêu cầu của Đồng Oanh Oanh. Tôi thấy cô phải muốn gia tăng cổ phần. Lạc Tuyết phiêu mai hừ lạnh nói. Không thêm cổ phần thì là cái gì? Diệp Phàm cố ý giả ngu. Anh cũng nói dối em. Lạc Tuyết phiêu mai vừa bế con vừa nhìn Diệp Phàm. Được rồi, Diệp Thiên, để cha bế một cái. Diệp Phàm giơ tay. Đừng đụng vào con gái em. Lạc Tuyết xoay người không cho Diệp Phàm đụng vào. Nhưng cũng là con gái anh. Diệp Phàm kêu lên. Muốn sinh thì anh cùng hồ ly tinh kia sinh đi. Lạc Tuyết hừ nói. Hồ ly tinh, Diệp Phàm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn vẻ mặt cay đắng nói em đừng nghi ngờ lung tung. Anh và cô ta thực sự chỉ là hợp tác làm ăn. Em đấy, chẳng lẽ không cho anh làm ăn với các cô gái sao? Chương 2932, nhà họ Uông thể hiện thiện chí. Anh làm ăn với người phụ nữ khác em mặc kệ, tuy nhiên, cô ta rất ghê gớm. Diệp Phàm hừ nói quay mặt đi chỗ khác. Ai? Diệp Phàm nghiêm mặt hỏi. Còn là ai? Việc kinh doanh, có lẽ cuối cùng là làm trên giường, hừ. Lạc Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tuyệt đối sẽ không thế, em phải tin tưởng anh. Diệp Phàm anh là ai? Trên đời này, trừ em và Viên Viên, em không một mảnh lá dính vào người. Diệp Phàm nói dối lưu loát như mây bay nước chảy, rất trôi chảy. Hắn ôm Lạc Tuyết hôn một cái, sợ đến mức Diệp Thiên khóc vang lên. Xem anh đấy, dâu cũng không cạo. Lạc Tuyết nói. Không phải phụ nữ thích đàn ông để dâu sao? Diệp Phàm cười. Có phải anh dùng dâu của anh kẹp nhiều phụ nữ không? Lạc Tuyết bắt được nhược điểm rồi. Làm sao, em nghe Vương Nhân Bàng nói. Anh cũng biết anh hai không ít phụ nữ, tuy nhiên, sau khi kết hôn đều thu hết. Hiện giờ cũng giống anh, không một mảnh lá dính người. Diệp Phàm cười nói. Chó có thể không ăn cứt sao? Lạc Tuyết phiêu mai lại nói một câu, Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn. Ôi, việc này, nói thế nào em cũng không tin. Cứ nói thế, thật sự đáng ghét. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, mẹ vợ anh đâu, cả ba nữa. Mẹ, em cũng không biết mẹ ở đâu. Còn ba, không phải là đã dặn anh đi tìm sao? Lạc Tuyết phiêu mai lại nói. Thế nào, chủ tịch Đồng thực đồng ý muốn thêm cổ phần, em thật sự không muốn cô ấy đầu tư thêm thì anh không làm nữa. Chúng ta tìm ông chủ khác đầu tư. Nếu không, hai người các em ở gần nhau mỗi ngày nghi ngờ, cái công ty này cũng không thể hoạt động tốt. Nếu để người ngoài phát hiện một chút manh mối, đây chẳng phải là phiền toái sao? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Thêm thì thêm chứ sao? Chẳng lẽ Lạc Tuyết phiêu mai tôi sợ cô ta phải không? Anh bảo cô ta thêm cô thêm 1 tỷ cũng được. Lạc Tuyết phiêu mai cười lạnh nói. Xem em đó, em lại dỗi rồi, như thế anh nào dám làm vậy? Diệp Phàm nói. Em là em nói thật, cô ta không phải muốn thêm sao? Chỉ cần hai chúng ta cộng lại giữ cổ phần khống chế là được. Dù cô giữ 49% cổ phần cũng được. Tiền không ai ngại ít, nhà chúng ta người trong nhà nhiều, càng cần nhiều tiền. Chúng ta cũng phải chuẩn bị một khoản tiền cho Diệp Thiên, sau này đừng để bị ông xã bắt nạt. Lạc Tuyết phiêu mai nói rất nghiêm túc, tuy nhiên, hình như chỉ là bề ngoài. Tốt lắm, anh sẽ trả lời. Diệp Phàm mặt dày nói,
sau đó tất nhiên là bế Lạc Tuyết Phiêu Mai vào phòng. Mai Thiên Tuyết cử đến 4 cô bé trông trẻ và nấu cơm. Dượng chúng ta rất lợi hại, trước công chúa Thiên En Soi là mệt mỏi, vẫn nói là đau thắt lưng, có lẽ là dượng gây sức ép. Cô bé cười nói, thân thủ của dượng nghe nói còn cao hơn cung chủ, Lạc Tuyết Phiêu Mai sao có thể chịu được, đàn ông, đặc biệt là cao thủ, đều như lang như hổ đấy. Nếu thật sự chịu không nổi rồi, ha ha, cô nên lên đó cùng, nếu không làm bị thương công chúa. Cô giúp việc không ngờ vẻ mặt lộ ra một tia đáng khinh. Mai Hương xấu hổ đỏ mặt, không đồng ý nói. Bà Mai, bà nói bậy bà gì thế, cậu sao có thể coi trọng liễu yếu đào tơ như tôi. Trải giường chiếu cho họ coi như cũng được. Đây cũng không phải là tôi nói, là cung chủ dặn dò. Nói là thân thể Lạc Tuyết Phiêu Mai không chịu được cậu. Bởi vì cậu đã ăn hỏa long tường thiên, hơn nữa uống tiết của con trăn mấy trăm năm. Trên đời có lẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chịu được một mình. Mà cậu hiện giờ công lực cao, nhu cầu đó rất lớn rồi. Lần một lần hai có thể chịu được, nhiều lần thì không được. Cô giúp việc Mai Bình vẻ mặt nghiêm túc nói. Hơn nữa, cô là người nhà họ Mai chúng tôi, dáng vẻ cũng không kém danh sao truyền hình. Là cung chủ tuyển từ hàng ngàn người của nhà họ Mai, từ nhỏ đem cô đến ở cùng Lạc Tuyết. Cũng là tính đến việc này đấy. Đương nhiên. Cung chủ có dặn, cô nếu không chịu có thể không cần làm thế. Xã hội hiện đại, cung chủ nói cũng không thể ép cô. Không phải tôi có ý đó. Mai Hương vội vàng nói. Không có ý đó thì là ý gì? Mai Bình vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi không có ý giấy. Mai Hương nhăn nhó. Không có ý đó vậy cho dù, tôi nói với cung chủ một tiếng, sau đó nói với cô. Mai Bình nói. Tôi không phải ý đấy. Cô hiểu sai rồi. Mai Hương đỏ mặt. Quái, rốt cuộc cô có ý gì, cô có biết tôi lớn tuổi không có văn hóa, không hiểu suy nghĩ của người trẻ các cô. Mai Bình hỏi. Tôi nói là tiểu thư, đồng ý tôi. Cuối cùng Mai Hương xấu hổ không nói nên lời chạy về phòng mình rồi. Cô cũng có cùng suy nghĩ phải không, được, tôi nói với tiểu thư. Mai Bình xông vào phòng Mai Hương cười nói. Anh Diệp, anh thật sự rất mãnh liệt. Em có chút không chống nổi. Lạc Tuyết Phiêu Mai mồ hôi toát đầy người, giống như chó chết ôm bên cạnh sườn Diệp Phàm. Em cũng biết, có lẽ là vì anh ăn thái tuế. Cái này thật phiền phức rồi, quá độ làm em bị thương cũng không tốt. Anh cố gắng nhịn một chút là được. Diệp Phàm nói. Không thể nhịn, nhịn sẽ hại cho anh. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói. Vậy làm sao bây giờ nếu không em bắn, anh là máy bay? Diệp Phàm cười nói. Mồm chó nhà không ra ngà voi. Lạc Tuyết Phiêu Mai hừ nói, nghĩ một chút nói. Anh thấy cô bé Mai Hương thế nào? Cô bé đó khá xinh đấy. Diệp Phàm thuận miệng nói. Đó là đương nhiên, cô được mẹ em chọn ra từ nhà họ Mai đấy. Lạc Tuyết Phiêu Mai hơi có vẻ đắc ý. Ha ha, cô bé kia có lẽ cũng hơn 20 tuổi rồi, có phải là nên tìm người cho cô rồi không? Không cần giữ người ta suốt đời. Diệp Phàm cười khan. Cũng đoán ra một chút gì rồi. Em nói chuyện nghiêm túc với anh đừng cười. Là em nói, nếu em gánh không được, em gọi cô ấy vào thì thế nào? Lạc Tuyết nói. Không được. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi phản đối luôn. Sao lại không được, cô cũng là người nhà họ Mai, hơn nữ từ nhỏ lớn lên với em, thân như chị em. Đàn ông các anh đều thích ba bốn vợ, có cơ hội song phi không ngờ anh không chịu. Lạc Tuyết Phiêu Mai như cười như không nhìn Diệp Phàm. Không được là không được, đây là vấn đề nguyên tắc, anh nói rồi, đời này chỉ cần em và Viên Viên thôi, không cần ai khác. Sau này anh sẽ chú ý một chút, hơn nữa, công lực gia tăng, khả năng khống chế của anh cũng mạnh mẽ hơn. Vừa rồi chỉ là lâu không gặp em nên cao hứng, không khống chế được độ mạnh yếu. Diệp Phàm nói, hừ, dối trá, Lạc Tuyết Phiêu Mai chẳng phải dễ lừa. Thật ra anh có cấp dưới là Lý Cường, anh thấy. Gả Mai Hương cho y cũng thích hợp, tuy nhiên, cứ như vậy lại phải tìm người giúp việc mới cho em, cũng không thỏa đáng. Diệp Phàm nói, Lý Cường, em đã gặp, thật sự không tồi. Lạc Tuyết Phiêu Mai thật ra gật đầu. Chuyện đó từ từ sẽ đến, có cơ hội thích hợp để họ gặp nhau, không chừng còn có thể lọt vào mắt nhau có phải không? Diệp Phàm nói, vậy được rồi, anh cũng thể làm mình bị thương. Lạc Tuyết Phiêu Mai vẻ mặt dịu dàng. Diệp Phàm trong lòng thầm đắc chí, tự nhủ, phụ nữ, không phải để lừa gạt sao.
ngày hôm sau nhà họ Uông cho người đến dục. Diệp Phàm cố ý kéo dài một ngày đêm, buổi sáng ngày thứ ba, giám đốc ngân hàng xây dựng và ngân hàng công thương thành phố Việt Châu không ngờ tự mình gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Nói là trung tâm thương mại Hoành Đô đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt. Bọn họ thấy được giá trị của khu đất ở bãi Yến Nguyệt kia. Hơn nữa, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố lại đặc biệt tổ chức hội nghị. Cổ vũ các ngân hàng cho trung tâm thương mại Hoành Đô ưu đãi và ủng hộ. Cho nên, hai ngân hàng lớn chủ động tìm đến tận cửa rồi. Đều nói là vì giải quyết khó khăn về tài chính cho tập đoàn Hoành Đô. Nếu Tổng Giám đốc Diệp đồng ý, hai ngân hàng sẽ lập tức cử người đến định giá giá trị của bãi Yến Nguyệt. Đối với chuyện tốt như vậy, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không từ chối. Tuy nhiên, người phụ trách hai ngân hàng cuối cùng đều hơi ám chỉ đến một tin tức hữu dụng, việc này dường như là Chủ tịch tỉnh Uông có chào hỏi trước một chút. Diệp Phàm nghĩ sẽ hiểu ngay, đây là nhà họ Uông thể hiện thiện chí với hắn. Nếu Chủ tịch Uông đã có thành ý như thế, Diệp Phàm đương nhiên cũng không réo dài rồi. Đồng ý buổi tối ngày thứ ba đến trị liệu cho Uông Hoành Vĩ. Đồng thời Đồng Oanh Oanh cũng gọi điện thoại đến nói là nhà họ Uông đã tìm tới chỗ cô, yêu cầu họ bán Thiên Bảo Quy Tinh Vương mà cô đặt ở phòng bán đấu giá cho họ. Tuy nhiên, lúc ấy ba viên thuốc của nhà họ Đồng ra giá 10 triệu, tuy nhiên tạm thời chưa có ai mua. Nhà họ Uông vừa nghe, có chút nóng nảy, đoán chừng là không đủ tiền. Diệp Phàm cũng hiểu được, nhà họ Uông cũng không kinh doanh, có lẽ bảo bọn họ lấy ra 100-200 vạn vẫn không thành vấn đề. 10 triệu này cũng không phải nhà họ Uông có thể lấy ra được. Hiện giờ đến phiên các cô. Diệp Phàm cười. Anh rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, nhà họ Uông cuối cùng đã tìm đến tận cửa rồi. Đồng Oanh Oanh thực có chút khâm phục hắn. Ha ha, Sơn Nhân tự có diệu kế. Các cô muốn đầu tư nên nhanh một chút, đã có hai ngân hàng tìm tới tôi. Nếu không chính thức tiến hành đàm phán thì chúng tôi sẽ đổi người khác rồi. Diệp Phàm nói. Ngày mai, tôi sẽ cử người đến đây để đàm phán. Đồng Oanh Oanh cũng biết kinh doanh không nắm được điểm mấu chốt sẽ không được. Thuốc kia các cô đã đưa cho người nhà họ Uông chưa? Diệp Phàm hỏi. Trước tiên cho một viên, đó là tổ tiên nhà chúng tôi truyền lại. Đương nhiên, giá tiền này, lúc đó chúng tôi đặt 10 triệu, cuối cùng không ai mua. Đồng Oanh Oanh cười quỷ dị. Bọn họ hẳn là cho một chút tiền thuốc đi. Diệp Phàm hỏi. Sau đó chúng tôi giảm 100.000 một quả. Đồng Oanh Oanh nói. Ha ha, 100.000 là tôi thích. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Xem anh là người keo kiệt này, chúng tôi hợp tác với các anh bị thiệt nặng đấy. 100.000 khối còn lấy, rốt cuộc anh có xấu hổ không? Đồng Oanh Oanh châm chọc. Chương 2933. Viện trưởng Lâm thể hiện thiện ý. Đây chính là tiền riêng của tôi, không phải là của nhà nước. Một là một, hai là hai, 100.000 này còn thiệt chết rồi. Nếu cho người khác, ít nhất là phải 1 triệu. Đây chính là gia truyền của nhà họ Diệp đấy, nghe nói truyền 20 năm rồi, thứ tốt đó. Diệp Phàm bắt đầu hít hà. Anh chỉ nói khoác, còn lâu tôi mới tin anh. Đồng Oanh Oanh không dễ mắc mưu như vậy. Thôi vậy, có tin hay không tùy cô. Tuy nhiên, khi nhà họ Uông đến lấy viên thứ hai, có lẽ chuyện của anh cô có thể giải quyết. Diệp Phàm cười nói đến lúc đó cô cảm ơn tôi như thế nào. Lấy thân báo đáp, chỉ cần anh dám. Đồng Oanh Oanh cười khanh khách cúp điện thoại. Bố có gì không dám, bố lại không lỗ, thua thiệt điều là phụ nữ các cô. Diệp Phàm có chút tức giận cúp điện thoại. Buổi tối Diệp Phàm lại đến bệnh viện. Quá trình trị liệu rất đơn giản, kỳ thật chính là viên thuốc đã có hiệu lực. Ngoài ra Diệp Phàm châm kim vào cấp chút khí lực thôi, đó là dựng xào thấy bóng. Uông Hoành Vĩ gần 2 phút sau liền tỉnh dậy. Hơn nữa, cũng không kêu đau, nói là rất thoải mái. Người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Chủ tịch tỉnh Uông, trị liệu này có lẽ còn phải vì lần mới hoàn toàn thanh trừ độc tố trong cơ thể. Thiên Bảo Quy Tinh Vương này mọi người còn có không? Nếu không thì công hiệu giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, không có thuốc này thì muốn thanh trừ hoàn toàn độc là không có khả năng. Diệp Phàm cẩn thận nói. Bí thư Diệp cho rằng phải mấy viên mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Chủ tịch tỉnh Uông hỏi. Việc này cũng khó nói, phải xem kết quả trị liệu. Nhưng, có lẽ chừng 3-4 viên đi. Đương nhiên, nếu có nhiều hơn thì tốt một chút. Không nhiều như vậy thì thời gian khôi phục sẽ kéo dài một chút. Diệp Phàm nói. Vậy được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách đem về. Chủ tịch tỉnh Uông nói sau đó cười nói tiếp bí thư Diệp. Trung tâm thương mại Hoành Đô đã được phê duyệt báo cáo tỉnh ủy rồi, có lẽ trong 2 ngày tới,
hội nghị thường vụ tỉnh ủy sẽ thảo luận chuyện này. Chủ tịch tỉnh Uông, trung tâm thương mại Hoành Đô được thông qua có mấy phần chắc chắn? Diệp Phàm hỏi. Việc này không có khó khăn lớn, có thể nắm chắc 6 phần. Chủ tịch tỉnh Uông nói. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu, lãnh đạo nói chuyện chỉ nói một nửa. Nắm chắc 50% chỉ nói là 20. Nếu như nắm chắc 6 phần thì việc này cơ bản chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Chẳng qua làm lãnh đạo đều thích chừa một đường lui để phòng bất chắc thôi. Về đến nhà, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Đồng Oanh Oanh bàn bạc một chút. Bên kia sắp xếp nhân viên tập đoàn giải quyết chuyện vay vốn thế chấp bãi Yến Nguyệt với hai ngân hàng Việt Đông. Vốn theo quy định thì không được cấp nhiều như vậy. TN, có chủ tịch tỉnh Uông ám chỉ, tất nhiên hai ngân hàng đều đặc biệt quan tâm rồi, đồng ý trong vòng 5 ngày có thể chuyển tiền đến tài khoản của tập đoàn Hoành Không. Lãi suất cũng rất ưu đãi, coi như là hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng không làm cho người ngoài bàn tán. Nhà họ Uông ra tay cũng rất nhanh, buổi sáng ngày thứ hai ban tổ chức tỉnh ủy chính thức tiến hành sát hạch đồng chí Đồng Nhiên rồi. Quyết định này vừa được đưa ra thật sự làm cho các đồng chí lãnh đạo địa phương mở rộng tầm mắt. Theo tin tức lộ ra, Đồng Nhiên sẽ đến chủ trì công tác một huyện. Còn nhà họ Uông thuận lợi lấy được viên thuốc thứ hai. Mỗi viên liền 1.000 nhân dân tệ. Diệp Phàm ra tay trị liệu cho Uông Hoành Vĩ, lần này hiệu quả đương nhiên rõ rệt hơn. Uông Hoành Vĩ vài ngày sau không ngờ có thể xuống giường đi lại. Nhà họ Uông nhẹ nhàng thở phào, hy vọng Diệp Phàm có thể ra tay lần thứ ba. Tuy nhiên, Diệp Phàm nói, phải một tháng nữa mới hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho Uông Hoành Vĩ. Nhà họ Uông tuy nóng vội cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Buổi tối không ngờ nhận được điện thoại của Phó Viện trưởng Lâm của Bệnh viện Hiệp Hòa, nói là mới Diệp Phàm ăn cơm. Diệp Phàm biết rằng y muốn hắn chữa bệnh cho, tất nhiên cũng đồng ý. Đưa đến miếng thịt béo, không gặm thì đáng tiếc. Bao Nghị cùng đi với Diệp Phàm, địa điểm ở khách sạn thành phố Việt Châu. Đương nhiên là cao cấp, 5 sao. Viện Phó Lâm khách sáo quá, nhìn thấy Viện Phó Lâm, Diệp Phàm nhiệt tình nói. Không khách khí, BT Diệp là ân nhân, có thể mời được BT Diệp là hân hạnh của tôi. Viện Phó Lâm tuy nói là bác sĩ nhưng người ta cũng là lãnh đạo, tất nhiên hiểu rõ đạo làm quan rồi. Hai bên hàn huyên vài câu rồi ngồi xuống. Lâm Bang Minh dẫn theo mấy người, sau khi giới thiệu mới biết là hai phó viện trưởng Bệnh viện Hiệp Hòa cùng một số chủ nhiệm các bộ môn. Đồng Oanh Oanh cũng sửng sốt bị Lâm Bang Minh đẩy lên vị trí chủ trì. Sau khi uống mấy chén, hai bên càng hợp ý. BT Diệp, nghe nói bãi Yến Nguyệt các anh bắt đầu quy hoạch. Viện Phó Lâm ra vẻ quan tâm. Ừ, cũng đang khẩn trương tiến hành đo đạc quy hoạch. Có lẽ mai kia có thể bắt đầu. Diệp Phàm gật đầu nói. Lần trước Bí thư Diệp nói muốn xây dựng bệnh viện trong khu du lịch nghỉ dưỡng, không biết đã có quy hoạch không? Lâm Bang Minh hỏi. Đã quy hoạch rồi, tôi nghĩ, bệnh viện trong khu du lịch sinh thái của chúng tôi không chỉ là chữa bệnh cho trong đó, cũng có một bộ phận chữa bệnh cho bên ngoài. Cấp bậc ít nhất phải đạt đến tiêu chuẩn bệnh viện cấp thị xã. Diệp Phàm nói, biết cá mắc câu rồi. Đầu tư không ít nhỉ, giai đoạn đầu đầu tư có lẽ phải 100 triệu rồi. Một người đầu hói nói. Diệp Phàm biết, đây chính là người phân công quản lý hậu cầu của Bệnh viện Hiệp Hòa, Phó Viện trưởng Khâu. Đúng vậy, khoản đầu tư cho bệnh viện ban đầu cao. Chỉ có điều, tiền vốn đầu tư còn là một lỗ hổng lớn. Tuy nhiên, không có bệnh viện cũng không được. Việc này Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi đã thông qua. Bởi vì trung tâm thương mại Hoành Đô được quy hoạch xong, chắc phải xây dựng bệnh viện ở đó. Không bằng tập đoàn Hoành Không chúng tôi hợp tác, bọn họ cũng đầu tư một khoản tiền. Diệp Phàm nói, ừ, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe vốn là việc công ích, nhà nước cũng đầu tư rất lớn. Bí thư Diệp đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, thậm chí cả Sở Y tế tỉnh hẳn đều ủng hộ. Ngoài ra, các anh còn có thể đầu tư một khoản tiền, đất cũng là của các anh, chẳng qua, đây là bệnh viện của tập đoàn Hoành Không nên thành phố cũng khó quyết định. Viện Phó Lâm nói, chắc chắn phải mang tên Hoành Không, TN, có thể công tư góp vốn quản lý lấy hình thức cổ phần. Ví dụ như tập đoàn Hoành Không chúng tôi nắm cổ phần khống chế 51% là đủ rồi. Diệp Phàm nói. Hơn nữa, bệnh viện chúng ta An Dương là nhất đấy. Như cán bộ lão thành gì đấy chúng tôi đều tiếp nhận. Có thể tìm được một chỗ như thế cách nội thành không xa cũng không phải dễ, đúng không? Nhưng bệnh viện rất khó kiếm được tiền, nhà nước hàng năm đều phải đầu tư một khoản nhất định mới duy trì được bệnh viện. Cho nên, bí thư Diệp phải suy nghĩ chu đáo một chút. Nếu không, các anh nắm cổ phần khống chế kỳ thật chính là một gánh nặng lớn. Đương nhiên,
Bệnh viện tư nhân kinh đồng oanh 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 tốt có thể kiếm tiền nước ta cũng có. Vậy phải xem may mắn cùng với trình độ quản lý và hoàn cảnh địa phương. Phó Viện trưởng Lâm nói. Bệnh viện chúng tôi cũng không muốn kiếm nhiều tiền, có thể duy trì cân bằng chúng tôi đã hài lòng. Mục đích của chúng tôi chính là phục vụ và chữa bệnh làm một. Diệp Phàm nói. Thật ra, việc này BT Diệp, Bệnh viện Hiệp Hòa chúng tôi sẽ hỗ trợ mạnh mẽ về mặt kỹ thuật. Về tiền bạc thì nói đến đây Phó Viện trưởng Khâu nhìn Lam Bang Minh một cái cười nói thật ra, Viện Phó Lâm có năng lực lớn, giúp các anh một chút có thể thành công. Vậy cảm ơn rồi. Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp khả năng không biết, Viện Phó Lâm của chúng ta có lẽ không lâu nữa phải đi. Viện Phó Lâm cười nói. Vậy thì tốt, chúc mừng, lần này đi chắc chắn chính là thăng chức. Không biết là Phó Viện trưởng Lâm sẽ thăng chức ở đâu. Diệp Phàm cười nói. Viện Phó Lâm tuy nói là Phó Viện trưởng thứ nhất nhưng lão viện trưởng của chúng tôi đã sớm từ chức vì bệnh nặng rồi. Toàn bộ Bệnh viện Hiệp Hòa thực tế đều đồng oanh oanh Viện Phó Lâm chủ trì. Việc này là Viện Phó Lâm tiếp nhận đấy. Tuy nhiên, gần đây tỉnh có suy xét, Viện Phó Lâm rất có thể sẽ đến Sở Y tế tỉnh chủ trì công tác. Hơn nữa, tạm thời có thể giữ chức Viện trưởng Bệnh viện Hiệp Hòa. Viện Phó Khâu cười nói. Sở Y tế tỉnh, khó trách, Diệp Phàm giật mình, đương nhiên cao hứng. Lão Khâu, việc này chữ bát chưa chồng đít lên, đừng nói lung tung. Viện Phó Lâm cười nói. Tổ sát hạch đã đến rồi, đây cũng không thể nói loạn, là sự thật có phải không? Viện Phó Khâu cười nói. Đến lúc đó Diệp Phàm tôi chắc chắn phải đến chúc mừng Viện trưởng Lâm một chút. Diệp Phàm cười nói. Nói chi vậy, đến lúc đó Bệnh viện Hiệp Hòa chúng tôi làm chủ, mời Bí thư Diệp nhất định phải đến. Viện Phó Khâu cười nói, Diệp Phàm sửng sốt, trong lòng cũng nghĩ ra chút gì đó. Xem tư thế của đồng chí Khâu, dường như là sau khi Lâm Bang Minh đi có lẽ là Viện Phó Khâu thay thế rồi. Tuy nhiên, Lâm Bang Minh hôm nay đồng ý triều hiền đãi sĩ. Có lẽ không riêng gì là vì mời hắn khám bệnh cho. Chẳng lẽ là y thấy hắn được chủ tịch tỉnh Uông quý mến, muốn thông qua hắn chấp nối. Vì thế Diệp Phàm giật mình cười nói Viện Phó Lâm, Uông Hoành Vĩ có thể đi lại được. TN, còn phải nghỉ ngơi ở bệnh viện một thời gian ngắn. Mà tôi lại không rảnh, trong khoảng thời gian này tôi đã dặn nhà họ Uông, an dưỡng trong bệnh viện thì đồng oanh oanh Viện Phó Lâm phụ trách một chút. Phương pháp an dưỡng tôi sẽ cho Viện Phó Lâm tài liệu. Đến lúc đó Viện Phó Lâm cứ thế làm là được. Hơn nữa, lần trị liệu thứ ba tôi hy vọng Viện Phó Lâm có thể hỗ trợ tôi hoàn thành, tạm thời chịu lép vế một chút, đảm nhiệm trợ thủ của tôi thì thế nào? Mặt Khâu Nhất Đồng hiện rõ vẻ đố kỵ, mà Lâm Bang Minh mừng rỡ cười nói việc này tôi theo sắp xếp của Bí thư Diệp, yên tâm. Không cần nói làm trợ thủ, chỉ là tiêm hay sách tuy tôi cũng sẽ cố hết sức. Chúng ta là bác sĩ, cứu sống bệnh nhân là trách nhiệm của chúng ta. Có thể chữa khỏi bệnh cho Uông Hoành Vĩ cũng là mong muốn của chúng tôi. TN, không biết Bí thư Diệp khi nào thì giao tài liệu cho tôi. Còn nữa, việc này có lẽ còn phải dặn dò người nhà họ Uông một chút. Nếu không, nói thật, chủ nhiệm Dương đối với bệnh viện chúng tôi, ha ha còn ha ha. Không việc gì, tài liệu tối về tôi sẽ chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai anh đến lấy, tôi sẽ gọi điện thoại bàn với chủ tịch tỉnh Uông một chút phương án trị liệu. Diệp Phàm cười. Tất nhiên là thuận nước xong thuyền rồi. Lâm Bang Minh nghĩ trong lúc mấu chốt, nếu như có thể khiến chủ tịch tỉnh Uông vui vẻ, vì là trợ lực rất lớn rồi. Chương 2934, rằng co. Vậy đi, liên quan đến quy hoạch bệnh viện ở Bãi Yến Nguyệt các anh mai tôi sẽ cho Viện Phó Khâu đến bàn bạc với các anh một chút. Nếu có thể trao đổi khi quy hoạch thì cũng dễ cho việc hợp tác của chúng ta sau này có phải không? Ít nhất việc trình báo tài chính. Hay tranh thủ tôi cũng sẽ nhắc đến với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng như sở y tế. Viện Phó Lâm lập tức trả lại đào, nhìn Diệp Phàm một cái nói và Bệnh viện Hiệp Hòa chúng tôi đương nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không bằng hai bệnh viện chúng ta làm cái hỗ trợ lẫn nhau đi. Đến lúc đó, bệnh viện chúng tôi cũng có thể sắp xếp một chút tiền nhàn rỗi. Sẽ quyên tặng một chút trang thiết bị của bệnh viện có phải không? Nào dám từ chối? Tôi sẽ sắp xếp người bàn bạc trao đổi với Viện Phó Khâu. Diệp Phàm cười nói. Bữa cơm này hai bên ăn uống đều rất hài lòng. Bí thư Diệp, anh thật đúng là lợi hại. Bao Nghị cười ha hả nói. Xã hội này như thế, không phải chúng ta lợi dụng người khác mà họ cũng đang lợi dụng chúng ta. Giữa người với người chính là trợ giúp cho nhau. Nói trắng ra, chính là lợi dụng lẫn nhau. Không có lợi dụng thì không thể đứng dậy nổi.
Dù là người làm tình nguyện, anh cho rằng họ không có mong muốn sao? Thật ra họ cũng có mong muốn của bản thân, mong muốn được an ủi trong lòng. Đây cũng là một kiểu hưởng thụ tinh thần, có phải không? Nói cách khác, anh thật sự nghĩ rằng đồng chí Lâm Bang Minh đường đường phó viện trưởng bệnh viện Hiệp Hòa lơ mơ mở tiệc đãi một chủ tịch công ty như tôi sao? Việc này căn bản là không liên quan với nhau. Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp, chúng ta phải khẩn trương về rồi. Bao Nghị nói. Về, vì sao? Diệp Phàm nhìn Bao Nghị. Tôi vừa mới nhận được điện thoại của chủ nhiệm Khổng, nói là chủ tịch huyện Hoành Cương đã báo cáo chúng ta lên tỉnh. Bao Nghị nói. Cái gì? Diệp Phàm hừ nói. Còn không phải chuyện hôm đó sao? Chính là ở Chu Tước Sơn Trang, tố cáo chúng ta đánh người bị thương, chiếm đoạt tài sản của thị trấn Hoành Không vân vân. Bao Nghị giận dữ nói. Đã thả người chưa? Diệp Phàm hỏi. Thả rồi, chỉ phạt chút tiền thôi. Bao Nghị nói. Tỉnh có thái độ như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cử tổ điều tra xuống dưới, mai kia sẽ đến. Chúng ta phải trở về chuẩn bị một chút. Nếu không, để họ gây sức ép cũng không được. Ở tỉnh cũng thế, chút việc đó không ngờ cũng lập tổ điều tra, làm như vậy còn để người ta sống không? Bao Nghị nói. Ha ha, Bao Nghị, việc này phía sau có người đẩy tay. Có người không muốn cho tôi sống an ổn một ngày. Hơn nữa, Thông Thiên Hà có người nhìn chúng, tất nhiên muốn chiếm Chu Tước Sơn Trang về. Việc này, đơn giản chính là vì lợi ích thôi. Nhưng, bên này tôi không thể phân thân. Có lẽ mai kia tập đoàn chúng ta sẽ chính thức tiến hành bàn bạc với Hoàng Triều Đế Đô rồi. Tôi muốn bất cứ lúc nào cũng nắm vững tình hình mới được. Diệp Phàm cười hai tiếng nhíu mà. Nhưng bên kia không đi không được, Bao Nghị nhíu mày. Anh về trước, anh là đương sự, chắc chắn được tổ điều tra hỏi cung. Bất cứ lúc nào có biến báo cáo với tôi. Diệp Phàm nói, Bao Nghị không có cách nào, đành thu dọn một chút vội vàng về tổng bộ tập đoàn Hoành Không. Ngày hôm sau, tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô cùng tập đoàn Hoành Không chính thức tiến hành đàm phán việc hợp tác góp vốn. Hai bên đều cử cao thủ đàm phán đến. Bên phía Diệp Phàm do Tào Nguyệt phụ trách, Hoàng Triều Đế Đô bên kia do Phó Tổng Giám đốc Cao Bình Minh phụ trách. Diệp Phàm cùng Chủ tịch Đồng đều ngồi trong phòng làm việc bất cứ lúc nào nghe báo cáo. Nghe nói tập đoàn Hoành Không đã lại bị điều tra, chuyện này còn dính đến Diệp Phàm. Tăng Vân Nhàn rất nhanh đã lên tiếng. Đánh người còn mạnh hơn chiếm nhà của người khác, thiên hạ này chẳng lẽ còn chưa đủ chỗ? Diệp Phàm thì thế nào, nghĩ đến Hoành Không liền tinh tướng có phải không? Thành phố Hạng Nam chúng ta quản bọn họ không được, nhưng còn tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Trịnh Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng nhìn lão hổ cái một cái có chút nghi hoặc. Đừng nhìn tôi, việc này không phải là tôi xong rồi đấy. Cái Thiện Trung trừng mắt nhìn Trịnh Nhất Thiên một cái. Trong ánh mắt Tằng Vân Nhàn hiện lên tia vui mừng khi người khác gặp họa khó có thể nhận ra. Đây rốt cuộc là bút tích của ai? Chỉ dựa vào chủ tịch huyện Hoành Cương kia có thể làm được cái gì? Trịnh Nhất Thiên hết sức không hiểu. Ha ha, nếu tôi đoán không lầm hẳn là nhân vật số một của huyện Hoành Cương. Chu Nhất Đán nhất định là không được, y không có bối cảnh sâu như vậy. Lão hổ cái ra vẻ túc trí đa mưu mỉm cười. Ông chủ phía sau màn rốt cuộc là ai? Tằng Vân Nhàn cũng tương đối nghi ngờ. Anh hỏi tôi hỏi ai đây? Lão hổ cái cũng trừng mắt nhìn Tằng Vân Nhàn một cái. Bí thư cái, anh nói xem lần này bọn họ có thể gây ra sóng gió gì? Trịnh Nhất Thiên lại hỏi. Tiểu đà tiểu nháo, cuối cùng không giải quyết được gì. Mục đích của Lưu Tiêu Thành cũng không phải là muốn hả giận cho Chu Nhất Đán, còn những nhân viên kia Lưu Tiêu Thành cũng không coi họ ra gì. Lão hổ cái nói. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tằng Vân Nhàn hỏi. Núi Thông Thiên, lão hổ cái cười lớn. Đúng thế, chúng ta bị làm cho hồ đồ rồi. Tằng Vân Nhàn gật đầu cười nói. Tôi thấy đủ hắn uống một bình đấy. Hình như người này đến Hoành Không không đến 2 tháng, làm ra không ít việc. Phó Chủ tịch tỉnh Triệu Hướng Đông mang tổ điều tra mới trở về, Đảng ủy Công an lại cử tổ điều tra đến rồi. Cứ như vậy có phải là thay nhau oanh tạc không? Anh nói cứ oanh tạc như vậy, Diệp Phàm còn có thể gánh vác sao? Nghe En Soi người này mấy ngày gần đây cũng không ở đây, đi đến nhà máy bên Việt Châu rồi. Có việc này chạy đi chạy lại, có lẽ bên kia làm không nổi. Tằng Vân Nhàn cười ha hả nói. Việc này tốt lắm, lão Tằng anh có thể ngồi xem cuộc vui rồi. Trịnh Nhất Thiên hừ nói. Không phải anh cũng thế sao? Tằng Vân Nhàn tức giận nói. Sáng thứ hai, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Bao Nghị bí thư Diệp, tổ điều tra do Phó BT Đảng ủy Công an, đồng chí Khương Đông Đình dẫn đầu. Thành viên có viện kiểm sát,
còn có đồng chí ở Sở Tài nguyên Đất đai tỉnh. Người đến không lương thiện rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Còn không phải sao, có vẻ là Khương Đông Đình đến vì chúng ta đấy. Vừa đưa ra là giải quyết việc chung, ngay cả nhà khách tập đoàn Hoành Không chúng ta cũng không ở mà ở một căn hộ tư nhân trong thị trấn. Phó Giám đốc Dương mời họ ăn cơm họ cũng không tới, nghiễm nhiên miễn hết tiệc chiêu đãi ý là sẽ xử theo pháp luật. Bao Nghị hừ nói. Còn không dừng ở đây, có lẽ việc đánh người chỉ là một mồi lửa, mục đích của họ là Chu Tước Sơn Trang. Bởi vì núi Thông Thiên muốn khai thác du lịch, Chu Tước Sơn Trang là trung tâm của núi Thông Thiên, rất có giá trị. Lần này các cấp lãnh đạo huyện Hoành Cương thống nhất nhận thức, chính là muốn lấy lại Chu Tước Sơn Trang. Cho nên, ngay cả đồng chí ở Sở Tài nguyên Đất đai của tỉnh cũng đi theo, chính là vì giải quyết vấn đề này. Diệp Phàm nói, thì ra là thế, tôi nói sao lại thế này, Giám đốc Sở Tài nguyên Dương Nguyên Lý yêu cầu chúng ta đưa ra tất cả các tài liệu có liên quan đến Chu Tước Sơn Trang cùng với bằng chứng. Việc này, nghe nói trước kia chỉ nói miệng một chút, nào có tài liệu gì. Mặc dù có tài liệu, có lẽ gần 20 năm rồi mất hết. Bao Nghị nói, chúng ta không có họ cũng không có, sợ cái gì. Diệp Phàm hừ nói, mấu chốt của vấn đề là bọn họ chỉ tên yêu cầu anh lập tức về nhận điều tra, hơn nữa, hình như Phó Bí Thư Khương cho rằng căn bản anh không coi tổ điều tra ra cái gì. Phó Tổng Giám đốc Dương thật ra giải thích bên kia anh đang bận nhưng người ta không nghe. Nói là nếu trong ngày hôm nay anh không về, bọn họ trực tiếp xử lý chuyện này. Con mẹ nó, đây quả thực là ức hiếp người quá đáng. Tôi thiếu chút nữa muốn ra quyền một quyền làm người kia ngã, mẹ kiếp, này là gì đây? Bao Nghị tức giận nói. Việc này liên quan gì đến tôi, khi đánh người tôi cũng không ở đó. Chẳng lẽ đồng chí Dương Chấn Đông còn không thể thay mặt tập đoàn Hoành Không chúng ta sao? Diệp Phàm hừ lạnh. Việc này đương nhiên chúng tôi có thể, quan trọng là anh không về. Liền cho bọn họ nắm được nhược điểm. Đến lúc đó gây sức ép càng lớn liền không dễ làm rồi. Bao Nghị nói. Không thèm nghĩ đến bọn họ, anh cứ nói tôi đang đàm phán chuyện hợp tác, cũng chưa về. Chuyện ở tập đoàn hiện do đồng chí Dương Chấn Đông toàn quyền giải quyết. Tôi sẽ nói với đồng chí Dương Chấn Đông, Chu Tước Sơn Trang không có khả năng nhượng lại. Diệp Phàm nói xong cúp điện thoại, nghĩ một chút lại gọi điện thoại cho Dương Chấn Đông. Tuy nói hai người có chút va chạm nhỏ trong hội nghị thường vụ, nhưng việc này cũng có thống nhất chung, nhất trí đối ngoại. Tuy nhiên, kế hoạch cản không nổi thay đổi. Sáng ngày thứ hai, Bao Nghị lại gọi điện thoại đến, nói là công an huyện Hoành Cương xuất động 6 chiếc xe cảnh sát, chừng 30 người cưỡng ép chiếm lĩnh Chu Tước Sơn Trang. Mới có chỗ dựa đã muốn mượn thế mà đi, thủ đoạn còn rất cao minh. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Chỗ dựa vững chắc ở đâu? Bao Nghị hỏi. Tổ điều tra đó, Diệp Phàm hừ nói, các anh sao lại hế này, cứ để cho bọn họ chiếm đoạt sao? Làm sao được, chúng tôi nhận được tin tức đã quá muộn. Bọn họ đột nhiên tập kích thẳng đến Chu Tước Sơn Trang. Tuy nhiên, tôi hiện tại đã đưa người đến Sơn Trang, đang giằng co với họ. Tôi hạn cho họ trong nửa giờ rời khỏi Sơn Trang nếu không Bao Nghị tôi phải ra tay. Bao Nghị thật sự kích động. Chớ làm loạn, có lẽ người Hoành Cương muốn thấy kết quả như thế. Nhất loạn bọn họ có cơ hội gây sự lớn hơn, anh dẫn người rằng co với họ là được, Diệp Phàm nói. Lúc này điện thoại lại vang lên. Diệp Phàm vội vàng cúp máy Bao Nghị sau đó nghe tiếng Dương Chấn Đông lo lắng Bí Thư Diệp, anh nhanh về, nếu không xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn, có chuyện lớn gì? Diệp Phàm hừ nói, trong lòng tự nhủ anh đấy vừa thấy chuyện xấu đã muốn đi. Tính tình này của anh còn muốn ngồi vào vị trí của tôi ở Hoành không sao? Cục trưởng Bao dẫn đang giằng co với người của công an huyện Hoành Cương. Nếu cứ thể sợ rằng xảy ra chuyện lớn. Mà đồng chí Khương Quân nghe nói việc này xong lập tức mang người của công ty xây dựng cùng với mấy trăm người trong xưởng cầm công cụ, đi mười mấy chiếc xe chạy thẳng đến Chu Tước Sơn Trang. Công an cục thành phố Hạng Nam đã đưa cảnh sát đến. Việc này nếu không ngăn lại, xảy ra đại sự. Dương Chấn Đông đúng là thật nóng nảy. Nếu Diệp Phàm giao cho y toàn quyền phụ trách. Đến lúc đó gặp chuyện không may sẽ do y chịu trách nhiệm. Lão già này tất nhiên là lo lắng. Không việc gì, động thủ chắc có lẽ không, rằng có một chút cũng tốt. Tôi ngược lại muốn xem ai có thể chống được đến cuối cùng. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Chương 2935, ném đồ của Diệp Tổng ra ngoài. Lão Khương Quân kia tôi không thể chống lại nổi. Bí thư Diệp, nếu không anh gọi điện cho Khương Quân, bảo anh ta chớ làm loạn. Cứ để xem. Ngàn vạn lần đừng ra tay. Hơn nữa, tôi cảm thấy không phải chỉ là một sơn trang,
nếu không được thì nhường cho họ là được. Sơn trang này trước kia cũng đích thực là của huyện Hoành Cương đấy, sau mới cho chúng ta ở. Người ta hiện tại muốn đòi về cũng là bình thường. Dương Chấn Đông quả thật là sợ hãi, không ngờ đã muốn lui. Tổ điều tra đang điều tra, có việc bọn họ sẽ ra mặt đấy. Diệp Phàm hừ lạnh qua điện thoại. Mẹ kiếp, anh Tránh ở Việt Đông không về, để khoai lang bỏng cho bố đón. Dương Chấn Đông tôi đã gây vào ai đây? Dương Chấn Đông tức giận thiếu chút nữa quăng điện thoại. Cái phi, đã hơn nửa tiếng tôi, Bao Nghị tôi giữ lời, nếu các anh không đi chúng tôi phải mời các anh ra ngoài. Bao Nghị cứng rắn mạnh mẽ nói. Chúng tôi về nhà của chúng tôi liên quan gì đến cục trưởng Bao? Muốn mời ra ngoài, thì phải là chúng tôi nói lời này. Trưởng phòng công an huyện Hoành Cương che phi nhìn 30 cảnh sát phía sau lập tức 10 phần lo lắng. Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hoành Không đã cử đến chừng 30 người. Lần này có 60 người. Số người bên phía Bao Nghị rõ ràng kém xa. Đúng lúc này, có người hét lớn cục trưởng Bao, người của Hoành Không chúng ta đến. Bao Nghị quay đầu nhìn lập tức cau mày, bởi vì Khương Quân và mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đi tới. Hơn nữa, tất cả trong tay cầm cuốc xẻng gạch đá, gậy gộc, trông giống như nông dân khởi nghĩa. Bao Nghị không hy vọng Khương Quân tới, hiện giờ bên cạnh y tuy nói không nhiều người. Nhưng nếu quả thật đánh nhau một mình Bao Nghị có thể bắt 7-8 người bọn chúng. Kết quả cuối cùng vậy không thể biết rồi. Đến lúc đó chính là gây sức ép cũng có thể nói là người mình ít người, họ thì nhiều người. Tuy nhiên, cũng không thể khiến Khương Quân về. Vừa thấy Khương Quân mang nhiều người như vậy đến đây, mặt cái phi đã tái đi rồi. Ngay cả những cảnh sát phía sau không tự chủ được cũng rút lui một bước. Còn nhân viên chính quyền mà Ủy ban Nhân dân thị trấn Hoành Không cử đến đã sớm bị dọa đến mặt trắng bệch một đám liều mình chen chúc chỗ chân tường. Có lẽ là thấy tình thế không ổn thì sẽ trèo tường mà lèn. Láo thật, không ngờ các anh dám đến trước phòng chủ tịch chúng tôi Dương Oai. Thật không coi tập đoàn Hoành Không chúng tôi ra gì đúng không? Khương Quân vừa bước đi hùng dũng vừa chỉ vào cái phi mắng. Khương Quân, anh thả dám gì ở đây? Chu Tước Sơn Trang này sau giải phóng chính là thuộc huyện Hoành Cương. Sau đó chỉ cho các anh mượn dùng, không ngờ vẫn chiếm không trả. Hôm nay chúng tôi đến thu hồi, mặt dày thì cứ qua mặt cái phi tôi là được. Cái phi gan dạ gầm lên. Anh nghĩ chúng tôi không dám có phải không? Bao Nghị đột nhiên lên tiếng, nhảy một bước. Khí thế của cao thủ ngũ đẳng phát ra còn có chút dọa người. Cái phi bị khí thế của y chúi xuống, phản xạ có điều kiện lui về sau nửa bước. Tuy nhiên, sau đó anh ta lập tức phản ứng lại, mặt đỏ bừng, bước ngay lên một bước, xa hơn trước nửa bước. Các anh em công nhân, Chu Tước Sơn Trang này là tài sản của Hoành Không chúng ta. Nếu bị huyện Hoành Cương chiếm đi sau này chúng ta có muốn sống không? Hôm nay chiếm Chu Tước Sơn Trang, ngày mai có lẽ đến lượt trụ sở chính của chúng ta. Ngày mốt đầu rồi, ngày mốt lại chiếm nhà máy chúng ta rồi. Chúng ta không thể để huyện Hoành Cương làm sằng bậy như thế. Tài sản của tập đoàn chính là tài sản của chúng ta tiến lên. Khương Quân hét lớn. Nói xong liền từ từ tiến lên trước, mấy trăm người phía sau cũng cùng bước lên. Cục trưởng cái, kỳ hạn nửa tiếng chỉ còn lại 2 phút. Nếu không đi, Bao Nghị tôi cũng không ngăn họ, để anh tự giải quyết đi. Ha ha, sắp đánh nhau rồi. Trịnh Nhất Thiên cười đến rạng rỡ. Người của anh thế nào rồi? Che Lão Hổ hỏi. Cách thị trấn Hoành Không không xa. Trịnh Nhất Thiên đắc chí nói. Ngu ngốc. Tằng Vân nhàn mắng một câu, tức giận đến mức Trịnh Nhất Thiên lập tức xoay người nhìn y, hừ nói Tằng Vân Thanh hôm nay không giải thích rõ ràng tôi liều mạng với anh. Dù là mẹ tôi cũng mắng ngu ngốc đấy. Tôi nói sai sao, lúc này anh lo lắng không yên, đi xem náo nhiệt gì. Người của anh vừa đến, có thể đánh nhau sao? Tằng Vân nhàn hừ nói, Trịnh Nhất Thiên nhưng thật ra bị nghẹn lại, nhìn Lão Hổ Cái. Tuy nhiên, Lão Hổ Cái không hé răng. Trịnh Nhất Thiên không có cách nào, đành phải tự giễu mình nói tôi gọi điện thoại bảo họ chậm một chút. Hiện tại đã biết rõ còn không tính là muộn, Tằng Vân nhàn hừ một tiếng. Anh cũng đừng đứng đó mà nói mát, có bản lĩnh đi thử một chút. Dám bản lĩnh cũng đứng đó nói lung tung, Trịnh Nhất Thiên tức giận. Anh cho là chỉ anh cũng không có phải không? Làm việc phải dùng cái đầu mà không phải quả đấm. Động tí là dùng nắm đấm chỉ có thể là thủ đoạn cấp thấp. Tôi thấy anh thật đúng là không lên được mặt bàn. Tằng Vân Nhàn cũng nổi giận, y cho đến giờ đều khinh thường những người đầu lớn nắm tay to, trong bụng không có chút văn hóa nào như Trịnh Nhất Thiên này. Tuy nhiên, Trịnh Nhất Thiên người ta là bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an.
đi ra ngoài còn khí thế hơn trưởng ban thư ký thành ủy như Tằng Vân Nhàn nhiều lắm. Tất nhiên Tằng Vân Nhàn cũng không cảm thấy thoải mái. Hừ, đôi khi nắm tay so với múa mép khua môi của anh còn mạnh hơn nhiều. Còn Muki, tôi thấy chính là ngốc nghếch, anh dùng đầu óc để giải quyết chuyện Chu Tước Sơn Trang xem. Nếu không có huyện Hoành Cương làm vậy, có thể lấy lại Sơn Trang sao? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nắm tay dễ làm hơn đầu óc. Trịnh Nhất Thiên phản bác lại. Được rồi, hai người có dừng lại không? Che Lão Hổ thấy hai người cãi nhau lập tức vỗ bàn nói. Bao Nghị, anh dặn Khương Quân lập tức rút người về Hoành Không, còn anh cũng bỏ chạy. Diệp Phàm đột nhiên gọi điện thoại đến. Như vậy sao được, vậy chúng ta không phải là đớn hèn sao? Bao Nghị có chút không cam lòng. Không có việc gì, bọn họ chiếm không được đấy. Diệp Phàm nói. Vậy được rồi, Bao Nghị nói, đi qua nói với Khương Quân vài câu, Khương Quân nghĩ một chút, đồng ý. Khương Quân biết vị cục trưởng Bao này là tâm phúc của Chủ tịch Diệp. Người ta từ Tấn Lĩnh đến đây, có lẽ quan hệ cùng Diệp Phàm so với mình còn hơn một ít. Tuy nhiên, Khương Quân cũng không hiểu, trong hồ lô của Diệp Phàm rốt cuộc bán thuốc gì. Việc này hình như không giống với phong cách của Diệp Phàm. Đương nhiên Khương Quân cũng biết, Bao Nghị không có khả năng giả truyền thánh chỉ. Cái gì, tất cả người đều rút lui sao? Trịnh Nhất Thiên quả thực không thể tin được vào tai mình, một hồi sau nói với Lão Hổ Cái. Việc này cũng là lạ, Lão Hổ Cái đều có chút buồn bực. Chẳng lẽ Diệp Phàm chỉ có điều là hổ giấy, bị dọa rồi? Tằng Vân Nhàn cũng hết sức nghi hoặc nói. Cậu thấy đây là phong cách của hắn sao? Che Thiệu Trung hừ lạnh một tiếng. Ừ, không giống, Tằng Vân Nhàn nói. Sao lại kỳ quái như thế, chẳng lẽ bọn họ dễ dàng nhường chúng ta? Bí thư huyện ủy Hoành Cương Lưu Tiêu Thành vuốt cằm nhìn ra dãy núi phía xa. Cái này cũng không đúng, tuy nói chúng ta chiếm đoạt rồi. Nhưng bọn họ chắc chắn còn có thể gây sức ép. Tuy nhiên, hành động của bọn hắn cũng thực sự làm cho người ta khó hiểu. Có phải là lãnh đạo cấp trên đã nói gì? Diệp Phàm không thể không khuất phục. Chủ tịch huyện Chu thắc mắc. Nếu dùng mắt nhìn tuyệt đối làm cho người ta giật mình, bởi vì lúc này Lưu Tiêu Thanh và Chu Nhất Đán đang ngồi trong hội nghị thường vụ huyện ủy. Lúc này ủy viên thường vụ huyện ủy đều đến đông đủ. Tuy nhiên, lại không mở cuộc họp thường vụ. Xem ra, tất cả mọi người đều yên lặng chờ tin tức Chu Tước Sơn Trang. Việc này không thể nào. Lưu Tiêu Thanh hơi lắc đầu. Có thể là trò đùa lấy lui để tiến không? Ví dụ như chúng ta thấy người của họ đều bỏ chạy rồi, nhất định sẽ lơ là sau đó người của chúng ta vừa rút lui bọn họ đột nhiên quay lại, thôn trang này không phải do họ chiếm trở về sao? Tránh văn phòng huyện ủy Hoành Cương Trương Đông Hà nói. Có khả năng, Chu Nhất Đán gật đầu nói. Phải dặn Che Phi phải cố thủ vững ở đó, tốt nhất là điều hết nhân viên của Ủy ban Nhân dân thị trấn Hoành Không sang đó. Tạm thời làm việc ở Chu Tước Sơn Trang không phải tốt sao? Cứ như vậy, xem ai còn có thể làm thế nào. Ha ha, Lão Chu, kế này của anh rất hay. Trương Đông Hà cười. Bí thư Lưu, ngài xem thế được không? Việc này anh quyết định đi, tuy nhiên, phải chú ý, đừng làm sằng bậy trong thôn. Còn nữa, nghiêm cấm lấy của dân một thứ gì đó. Lưu Tiêu Thanh nói vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, nghe nói Sơn Trang này sửa chữa một chút là cho Diệp Phàm ở đấy. Bên trong chắc chắn mua không ít đồ đặc quý. Những thứ này bất kể thể nào cũng phải cho họ, nếu không làm hư thì phiền toái. Trương Đông Hà cũng gật đầu nói. Hay là chuyển hết những thứ này đem đến trụ sở tập đoàn Hoành Không? Chúng ta đem đồ đến cho họ rồi, bọn họ muốn hay không là chuyện của bọn họ. Cứ như vậy, Sơn Trang này không có chuyện gì của họ. Chu Nhất Đán đột nhiên cảm thấy mình hôm nay đặc biệt thông minh, trí thông minh như lập tức cao lên gấp N lần. Cách này hình như không tồi. Trương Đông Hà cười nói. Đem có thể đem, đừng làm hỏng là được. Thư ký Trương hừ một tiếng. Không lâu trước cửa trụ sở tập đoàn Hoành Không đã đầy bàn ghế giường tủ. Yêu cầu bảo vệ đem những thứ này vào trụ sở. Tuy nhiên, Bao Nghị không lên tiếng, không ai dám lộn xộn, mấy thứ kia cứ bày trước cửa trụ sở tập đoàn Hoành Không. Người này rốt cuộc đang chơi trò gì? Che Lão Hổ vu ốt cằm, có chút nghi ngờ. Hoành Không đợt này mất mặt, đồ ở phòng chủ tịch cũng bị người ta chuyển ra ném ở cửa. Trịnh Nhất Thiên phá lên cười. Ha ha, Lưu Tiêu Thành hồ đồ rồi. Tằng Vân Nhàn cười nói. Sao lại hồ đồ, chiêu này là hả giận. Trịnh Nhất Thiên cười nói. Anh biết cái gì, chiêu thức ấy lại biến Lưu Tiêu Thành thành keo kiệt. Việc này còn chưa giải quyết đã đem đồ đạc của người ra đi, đây khác gì là cướp. Anh phải biết rằng, huyện Hoành Cương là chính quyền,
không phải là cướp. Tằng Vân Nhàn hừ lạnh nói. Chương 2936, nhét hết vào. Ngược lại thực sự là thế. Trịnh Nhất Thiên sửng sốt hiểu ra. Tôi thấy việc này thật lạ, Lưu Tiêu Thành sao không ngăn Chu Nhất Đán làm càn quấy? Che Lão Hổ nói. Đúng vậy, Lưu Tiêu Thành không phải được cho là đa mưu túc trí sao? Thật khiến người ta khó hiểu, Tằng Vân Nhàn cũng nghi ngờ. Đồng chí Dương Chấn Đông, anh lập tức đưa ra một báo cáo. Diệp Phàm gọi điện thoại đến. Báo cáo gì? Dương Chấn Đông hỏi. Lấy danh nghĩa Tổng Công ty Tập đoàn Hoành Không yêu cầu đem hết thảy núi Thông Thiên và thị trấn Hoành Không đều quy hoạch về Tập đoàn Hoành Không quản lý. Diệp Phàm nói, đây chẳng phải là muốn cứng rắn lấy thị trấn Hoành Không ra từ huyện Hoành Cương sao? Người ta không phải là người ngu, bỏ đi một thị trấn lớn làm sao có thể đồng ý? Hơn nữa, việc này trước kia đã gây sức ép rồi, thành phố Hạng Nam đều không chịu, Dương Chấn Đông nói. Thử một chút đi. Trước tiên tìm chủ tịch thành phố, sau đó tìm bí thư cái. Diệp Phàm dặn, việc này hay là bí thư Diệp về làm thì thế nào? Việc này quá lớn, chắc chắn phải được đảng ủy và ban giám đốc tập đoàn đồng ý mới được. Không chừng còn phải báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thông qua mới được. Dương Chấn Đông nói, ha ha, việc này là đang báo cáo lên trên đây. Thành phố Hạng Nam đồng ý cũng phải báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nói chỉ là chia một thị trấn nhưng vì thị trấn Hoành Không chúng ta là thị trấn cấp ủy ban nhân dân huyện, cho nên, nhất định phải báo cáo. Diệp Phàm cười nói. Việc này Dương Chấn Đông có chút do dự. Đây tuyệt đối là chuyện phiền toái. Làm không tốt thì chính y sẽ là người dẫn lửa thiêu thân. Hơn nữa, còn phải chịu sự nóng giận của cái lão hổ của thành phố Hạng Nam. Tất nhiên Dương Chấn Đông không muốn làm chuyện này rồi. Nếu anh cho rằng không dễ thì tôi sẽ giao cho đồng chí Ngô Hồng Sơn làm. Diệp Phàm hừ nói, thôi vậy, để tôi bảo người làm, tuy nhiên, Tào Nguyệt và Nghiêm Phương Long vẫn còn ở bên chỗ anh. Dương Chấn Đông cắn răng hứa hẹn, việc này chắc chắn không thể để Ngô Hồng Sơn làm. Như vậy nhân vật số 2 của tập đoàn như anh ta còn mặt mũi nào? Dù là chết cũng phải làm. Tuy nhiên, Dương Chấn Đông trong lòng cũng thầm mắng Diệp Phàm mấy lần rồi. Việc này ba người chúng tôi đã bàn bạc, đều đã đồng ý rồi. Diệp Phàm nói. Vậy được, tôi sẽ nói với Lão Hà và Lão Ngô một tiếng. Dương Chấn Đông bị ép, hiểu được đây là làm không công nhưng không có cách nào khác. Nhưng Dương Chấn Đông cho rằng, việc này 200% đều là không thành đấy. Cái Lão Hổ sẽ cho thị trấn Hoành Không đi mới là kỳ lạ. Dù là Nghiêm Phương Long cùng Tào Nguyên đều không tin, việc này ngoài Diệp Phàm, có lẽ toàn bộ tập đoàn không mấy người tin. Dương Chấn Đông lập tức triển khai cuộc họp. Bốn ủy viên thường vụ ở nhà lúc này cũng không có ý kiến gì. Cho nên cuộc họp đảng ủy lập tức hình thành quyết nghị. Các đồng chí bên văn phòng đã nhanh chóng soạn văn kiện. Dương Chấn Đông tự mình dẫn theo mấy người đến thẳng ủy ban nhân dân thành phố Hạng Nam. Tôi nói Diệp Phàm, anh muốn làm gì? Mấy tiếng sau Diệp Phàm nhận được điện thoại của Lam Tồn Quân. Muốn làm gì, có ý gì vậy ông em? Diệp Phàm lòng dạ biết rõ nhưng giả ngu một chút. Chính là chuyện các anh muốn lấy thị trấn Hoành Không. Dương Chấn Đông ở tập đoàn của anh dẫn mấy người đến ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi rồi. Trình một văn bản lên tôi, trên văn bản nói vì để sớm khôi phục tập đoàn Hoành Không, hợp lý quản lý. Yêu cầu giao thị trấn Hoành Không cho tập đoàn quản lý. Hơn nữa còn bổ sung chứng cứ, trước thị trấn Hoành Không thành lập chính là vì tập đoàn Hoành Không. Hiện giờ tập đoàn Hoành Không một lần nữa quy hoạch lại, đã đem thị trấn Hoành Không quy hoạch vào lần nữa. Không tách thị trấn Hoành Không ra, quy hoạch của tập đoàn Hoành Không chỉ là khoảng trống. Lam Tồn Quân vẻ mặt căm tức nói, bởi vì thị trấn Hoành Không là thị trấn lớn, là địa bàn quản lý của nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Tồn Quân. Diệp Phàm đây là muốn rút củi đáy nồi, Lam Tồn Quân tất nhiên đau lòng. Đừng có tức giận như vậy, đây thật sự là việc tập đoàn Hoành Không quy hoạch lại một lần nữa. Cậu biết tính tôi. Muốn quy hoạch thị trấn Hoành Không vào quy hốt phát triển của tập đoàn Hoành Không lần nữa. Tôi muốn tập đoàn Hoành Không trở thành ngôi sao sáng chói trên cả nước. Diệp Phàm nói. Giọng điệu thật đúng là không nhỏ anh Diệp ạ. Lam Tồn Quân châm chọc. Ha ha, Diệp Phàm tôi cho tới giờ chính là đại khí phách. Cậu xem, ai có bàn tay to như tay tôi, cược một cái là 300 triệu. Diệp Phàm thật đúng là không khiêm tốn. Anh có bản lĩnh, tuy nhiên, việc này thì không được. Có lẽ anh cũng nghe được tin tức gì đó. Có người muốn đầu tư khu du lịch sinh thái ở sông Thông Thiên. Lam Tồn Quân có chút đau lòng. Ha ha, ông em,
tập đoàn Hoành Không thật có thể quật khởi, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố như cậu cũng sẽ không sao. Diệp Phàm cười khan hai tiếng. Liên quan gì đến tôi? Lam Tồn Quân hừ nói. Mặc kệ chuyện có liên quan gì đến cậu không, đến khi tập đoàn Hoành Không thật sự quật khởi rồi, Lam Tồn Quân lúc trước ủng hộ việc của tập đoàn Hoành Không chúng tôi đều ghi nhớ. Ví dụ như đem thị trấn Hoành Không nhét vào quy hoạch của tập đoàn Hoành Không. Nếu Hoành Không phát đạt, khoản thuế còn không phải là nộp cho thành phố Hạng Nam các cậu sao? Diệp Phàm cười nói. Việc này, hình như chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước. Tập đoàn Hoành Không thật có thể quật khởi đến mức có thể nộp thuế, có lẽ Lam Tồn Quân tôi đã sớm cút xéo. Tôi thấy không đến ngày đó rồi. Diệp Phàm anh có thấy hay không cũng khó nói. Không có 5-6 năm không thể làm được. Có lẽ thần tiền ra tay sao? Lam Tồn Quân không tin có bánh rơi xuống từ trên trời. Nghe nói tập đoàn Hoành Không các anh 7-8 năm nay chưa hề nộp thuế. 2 năm nay thành phố Hạng Nam chúng tôi còn phải cấp chút tiền. Gần đây không phải vừa mới cho các anh 80 triệu sao? Các anh không cần chúng tôi lau mông là đủ cho chúng tôi rồi. Cậu không tin tôi, Diệp Phàm hừ nói. Không phải là không tin anh, tôi tin vào năng lực của anh Diệp. Nhưng tập đoàn Hoành Không đã rất mục nát rồi, quả thực là hôi. Ngoài thần tiên có thể cứu được, người không thể cứu. Anh Diệp, tôi cũng khuyên anh một câu, bánh trung thu rất khá, anh không cần vẽ quá lớn. Đến lúc đó rơi xuống sẽ đập chết người. Lam Tồn Quân nói. Sông dài nhiều như vậy để làm chi, một câu thôi, ông em có đồng ý không? Diệp Phàm tỏ vẻ anh cả. Không đồng ý, Lam Tồn Quân không hề nghĩ ngơi, trực tiếp từ chối. Ha ha. Việc này cái lão hổ sẽ đồng ý, cậu còn có thể thay đổi ông ấy sao? Hơn nữa, việc này đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, cậu còn muốn uốn lại thái độ của Chủ tịch tỉnh cái gì? Diệp Phàm cười khan vài tiếng. Anh cái lão hổ làm sao có thể đồng ý? Tuy nói anh bảo Dương Chấn Đông đến, nhưng cái lão hổ không phải người ngu. Việc này rõ ràng là bút tích của anh. Anh cũng đừng nói với tôi anh không bóp cổ ông ta, ngày đó tôi đã tận mắt nhìn thấy. Lam Tồn Quân hừ nói. Ha ha, trước khác nay khác rồi. Đầu óc cậu vẫn chưa mở ra. Diệp Phàm cười nói. Bố không phải dưa hấu còn nở hoa cái gì. Lam Tồn Quân hừ lạnh một tiếng. Cậu suy nghĩ một chút, lần trước 80 triệu lão hổ cái cũng đồng ý. Ý gì cậu hiểu không? Cậu cho là lão hổ cái là người lương thiện sao? Không phải chuyện lần trước tôi nói với cậu sao? Diệp Phàm nói. Các anh, hai người các anh kết phương muốn vét sạch của thành phố có phải không? Tôi nói nhé. Dù sao cũng phải để lại cho anh em chút gì có phải không? Đến lúc đó, Hoành Không của các anh béo rồi, thành phố Hạng Nam chúng tôi thành thành phố rác rưởi rồi. Cuối cùng Lam Tồn Quân đã hiểu, giống như mèo bị đạp trúng đuôi thiếu chút nữa nhảy lên mới nghĩ cái lão hổ sắp rời khỏi Hoành Không rồi. Việc này che lão hổ 8 phần sẽ đồng ý. Vội gì, còn giống lên, chỉ một thị trấn cũng làm cậu vội chết sao? Đừng nóng vội, đến lúc đó làm khu du lịch sẽ cho cậu một chén canh đầy. Có thể hợp tác thôi có phải không? Hơn nữa, việc này cậu không đồng ý cũng phải đồng ý. Không bằng làm ân tình thuận nước song thuyền. Đến lúc đó xin trên tỉnh, phía tỉnh ủy cậu cũng không cần nói, với quan hệ của tôi và lão Ninh chắc chắn là dễ. Dù là ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch tỉnh Khúc chẳng lẽ không muốn tập đoàn Hoành Không sớm thoát khỏi khốn đốn sao? Đây cũng là giảm bớt một cái túi thủng cho ủy ban nhân dân tỉnh. Thái độ ông ta thế nào? Cần gì tôi cường điệu một chút có phải không? Diệp Phàm vừa đấm vừa xoa rồi. Tốt, tốt, đây là anh em, Lam Tồn Quân tôi cuối cùng là thấy được thủ đoạn bán đứng anh em của Diệp Lão Đại. Lần trước tôi nghe nói anh đem bán Lão Lang, hiện tại không ngờ lại đánh lên đầu tôi. Tôi xui xẻo, Lam Tồn Quân tức giận cắn răng cúp điện thoại. Tất nhiên Dương Chấn Đông xin ủy ban nhân dân thành phố có thể thông qua. Sau đó đến thành ủy trong tay cái lão hổ. Ha ha ha. Bọn người kia thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể làm ra. Xem ra Lam Tồn Quân thật đúng là cùng một phe với Diệp Phàm. Không ngờ bỏ thị trấn Hoành Không tặng cho Diệp Phàm, con mẹ nó thực là đau đầu. Điển hình ăn cây táo rào cây sung, Tằng Vân Nhàn là trưởng ban thư ký thành ủy, vừa cầm công văn của tập đoàn Hoành Không đến văn phòng lão hổ cái vừa cười. Chuyện gì hoang đường như vậy? Trịnh Nhất Thiên đã ở đó, thuận miệng hỏi. Anh xem một chút sẽ hiểu có phải là chuyện hoang đường không. Tằng Vân Nhàn đưa văn bản cho Trịnh Nhất Thiên. Trịnh Nhất Thiên lật ra sau đó cũng cười ha ha đưa văn bản cho lão hổ cái. Lão hổ cái cũng rất nghiêm túc xem lại hai lần. Bí thư cái,
nếu Lam Tồn Quân đã rõ ràng như vậy, chúng ta sẽ bác bỏ văn bản này trước hội nghị thường vụ đảng ủy. Để nói Lam Tồn Quân ăn cây táo rào cây sung, tin rằng việc này truyền ra, hắn có quả ngon để ăn đấy. Tằng Vân Nhàn có biệt hiệu là miệng nam mồ bụng một bồ dao găm quả không sai. Đúng vậy, hoang đường như vậy lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố lại có thể thông qua. Xem ra, ít nhất đồng chí Ngưu Kiến Quốc bị điều đi rồi, ủy ban nhân dân thành phố đã bị họ Lam nắm hết trong tay. Người này còn có chút thủ đoạn. Trịnh Nhất Thiên cũng cười lạnh nói, y cũng là làm không công, có lẽ nể mặt Diệp Phàm. Chúng ta sẽ hung hăng đả kích người này kêu ngạo bệ vệ. Chúng ta phải cho y biết, có thể khống chế ủy ban nhân dân thành phố cũng vô dụng. Việc lớn còn do hội nghị thường vụ đảng ủy quyết định. Các cậu nói nắm trong tay thị trấn Hoành không trong tay lợi hay hại. Không tưởng được Che Lão Hổ đột nhiên lại hỏi một câu. Lợi và hại, Trịnh Nhất Thiên thì thầm một câu. Chương 2937, hai lão tổng giao chiến. Tôi thấy thị trấn Hoành không nếu 12-13 năm trước khi tập đoàn Hoành không phát triển cực thịnh thì đương nhiên là lợi rồi. Lúc đó Hoành không là thị trấn lớn nhất của thành phố Hạng Nam chúng ta, dù tính trên toàn tỉnh thì đúng ở trong top 15 đấy. Hiện tại không được, gần như là một thị trấn mục nát, là một cái xác thị trấn rồi. Không cần nói là xếp số, chính là đếm ngược cũng không sai biệt lắm. Đối với thành phố chúng ta mà nói, cũng không có nhiều ưu đãi gì. Tằng Vân Nhàn nói, đúng vậy, như một thị trấn rách nát thôi, cái xác thị trấn Hoành không này bọn họ muốn thì cho bọn họ. Còn có thể thể hiện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hạng Nam chúng ta ủng hộ quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh có phải không? Che Lão Hổ lộ ra nụ cười hiếm thấy. Thế nào lại là quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh? Trịnh Nhất Thiên có chút không hiểu. Cậu nghĩ xem, việc này Hoành không là tập đoàn trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu của Hoành không chủ tịch tỉnh có thể không đồng ý sao? Bây giờ chủ tịch Khúc trong lòng chỉ trông cậy vào Diệp Phàm có thể vực dậy tập đoàn Hoành không, đó là cầu được ước thấy. Ngoại trừ việc không đưa tiền, cái khác đều cho. Thành phố Hạng Nam của chúng ta cùng huyện Hoành Cương mặc dù phản đối, nhưng nhảy cao được đến đâu. Cùi trỏ còn có thể vượt qua đùi sao. Đến lúc đó, cùng với khiến tất cả mọi người không thoải mái, không bằng thể hiện sự tốt bụng của chúng ta. Để ủy ban nhân dân tỉnh có ấn tượng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hạng Nam làm đúng chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh, ủng hộ việc phát triển tập đoàn Hoành không. Ví dụ như ngay hôm qua cho họ 80 triệu. Các cậu không hiểu được, hôm nay chủ tịch tỉnh Khúc cùng phó chủ tịch tỉnh Thái đều tự mình gọi điện thoại đến. Khen ngợi thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hạng Nam ủng hộ tập đoàn Hoành không. Thể hiện tình nghĩa anh em trên cùng địa bàn. Còn riêng chỉ tên biểu dương tôi và đồng chí Tồn Quân khẳng khái giúp tiền là điển hình của cả tỉnh. Hơn nữa, nếu thị trấn Hoành không vào trong tay họ trở thành gánh nặng, lúc đó Diệp Phàm muốn cầu chúng ta thu hồi chúng ta sẽ không muốn. Cái Lão Hổ cười nói. Ừ, có lý. Trịnh Nhất Thiên nói, tất nhiên y có chút khoa trương. Tuy nhiên, chỉ sợ đến lúc đó đồng chí Lưu Tiêu Thành của huyện Hoành Cương sẽ gây sức ép. Người này không phải nghe nói có hậu thuẫn sao? Mà lúc này tập đoàn Hoành Không và huyện Hoành Cương đang có mâu thuẫn, hậu trường ở tỉnh của y nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó, chúng ta ủng hộ như vậy, đây chẳng phải là biến thành ủng hộ tập đoàn Hoành Không sao? Tằng Vân Nhàn nói. Chúng ta đều xoay tuy nhiên chẳng lẽ huyện Hoành Cương lớn hơn so với thành ủy thành phố Hạng Nam sao? Cậu nghĩ xem, hậu trường y cứng rắn, nhưng có thể cứng rắn hơn chủ tịch Khúc và bí thư Ninh không? Cậu cũng đừng quên, Diệp Phàm là bí thư Ninh trực tiếp lấy được từ Tấn Lĩnh. Hai vị lãnh đạo đều trông cậy vào Diệp Phàm. Cái Lão Hổ mặt trầm xuống hừ nói. Ừ, đúng thế, con tép phía dưới mặc dù luồn lên nhảy xuống tự mình gây sức ép cũng không làm được gì. Tằng Vân Nhàn cũng gật gật đầu. Vân Nhàn, lập tức thông báo các ủy viên thường vụ mở cuộc họp khẩn cấp thảo luận việc tập đoàn Hoành không xin thị trấn Hoành không. Việc này nhất định phải được thông qua trên hội nghị. Một khi thông qua, lập tức báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh. Cái Lão Hổ rất nhanh gọn, dứt khoát quyết đoán. Bởi vì, chuyện của y đến giờ vẫn trong giai đoạn bí mật. Một khi để lộ tin tức, thì không thể như vậy rồi. Chưa lộ tin tức thì cái Lão Hổ làm thế cũng không có gì. Nếu lộ ra còn làm như thế thì là điển hình đi rồi còn thể hiện một phen. Hai tiếng sau, Dương Chấn Đông gọi điện thoại đến báo cáo nói là văn bản xin đã được thành ủy Hạng Nam thông qua. Mà hai phần tài liệu, một do tập đoàn Hoành không đưa đến ủy ban nhân dân tỉnh, một do thành ủy Hạng Nam đưa đến tỉnh ủy. Dương Chấn Đông tương đối thổn thức,
nói đó là điều không có khả năng sao có thể biến thành có khả năng. Đương nhiên, Dương Chấn Đông cũng mơ hồ cảm giác được cái gì đó, có lẽ việc này là nằm trong kế hoạch của ông chủ Diệp rồi. Dương Chấn Đông trong lòng thầm có tia gợn sóng, cảm thấy người thanh niên này thật đúng là không tầm thường. Cái gì, làm sao có thể? Lưu Tiêu Thành vỗ bàn một cái, hỏi Chủ tịch huyện Chu đứng đối diện. Việc này là sự thật, vừa rồi văn phòng thành ủy gọi điện thoại đến, mà văn phòng ủy ban nhân dân cũng gọi điện thoại đến xác nhận chuyện này là chính xác. Chu Nhất Đán có chút ủ rũ nói. Việc này chúng ta đồng ý sao? Lưu Tiêu Thành hừ lạnh nói. Đương nhiên không đồng ý. Chúng ta làm sao có thể đồng ý? Tuy nhiên, lần này Bí Thư Tre cùng Chủ tịch Lam đều quyết định rồi. Nghe nói chuyện này được thảo luận trên hội nghị thường vụ thành ủy. Bí Thư cái cùng Chủ tịch Lam không ngờ liên kết đồng ý một cách kỳ lạ. Hai người họ đều đã đồng ý rồi. Hơn nữa Tằng Vân Nhàn cùng Trịnh Nhất Thiên nữa, những đồng chí khác còn có gì để nói? Chỉ có thể im lặng tỏ vẻ đồng ý. Chu Nhất Đán tức giận nói. Việc này làm sao bây giờ Bí Thư Lưu? Chẳng lẽ chúng ta chán nản bắt họ rút khỏi Chu Tước Sơn Trang sao? Thị trấn Hoành Không đã bị bọn họ tách ra, hơn nữa trước đó không hề có một thông báo gì. Đây là vô cùng không tôn trọng những cấp dưới như chúng ta. Có còn coi những cấp dưới như chúng ta ra gì không? Công việc này, còn để chúng ta làm không? Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hoành Cương về sau còn làm việc gì ở thành phố Hạng Nam này? Thị trấn Hoành Không là địa bàn của huyện Hoành Cương chúng ta. Việc này bọn họ đã báo cáo chưa? Lưu Tiêu Thành sắc mặt khó coi thiếu chút nữa thành cả tím. Lập tức báo cáo lên, đồng thời báo cáo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Ra vẻ họ quyết tâm rất lớn, phải tranh thủ trong thời gian ngắn giải quyết việc này. Chu Nhất Đán nói, Bí Thư Lưu hay là nhanh gọi điện thoại cho Bí Thư cái một chút, chỉ sợ quá muộn. Gọi điện thoại có tác dụng không? Lưu Tiêu Thành nhìn Chu Nhất Đán một cái nói. Việc này chẳng lẽ Bí Thư cái sẽ phủ quyết định của chính mình sao? Điều này chắc chắn sẽ không, đây khác nào tự vả vào miệng rồi. Chu Nhất Đán thật sự tiếc, đặt mông xuống ghế xoay, sắc mặt đen như bao công. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thật lạ, việc này Lam Tồn Quân đồng ý cũng bình thường. Nghe nói người này trước kia đã cùng làm việc với Diệp Phàm. Nhưng Bí Thư cái làm sao có thể đồng ý, chẳng lẽ ông ta đã quên việc kia? Nói đến việc kia Chu Nhất Đán thấp thỏm không yên nhìn ra ngoài cửa. Nếu Che Lão Hổ nghe được. Cậu ra ngoài trước đi, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Lưu Tiêu Thành nói. Bên này tập đoàn Hoành Không của Diệp Phàm cùng tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô đàm phán đang lúc nóng bỏng. Diệp Phàm rõ ràng cứ như vậy mà làm một chai bia, vài củ lạc tự uống. Mà Đồng Oanh Oanh cũng làm một ly nước chè xanh, hai đĩa điểm tâm ngọt ngồi ở trong phòng làm việc tại thành phố Việt Châu. Chuông điện thoại di động vang lên, Đồng Oanh Oanh vừa thấy là Diệp Phàm đấy. Trong lòng tự nhủ, anh rốt cuộc ngồi không yên, vì thế tươi cười nghe điện thoại. Chủ tịch Đồng chuyện Đồng Nhiên thế nào? Diệp Phàm cười hỏi, vẻ rất quan tâm. Ha ha, có lẽ anh đã biết trước rồi. Làm chủ tịch một huyện. Đồng Oanh Oanh vẫn không kìm nổi niềm vui. Anh trai cuối cùng đã có ngày nổi danh. Tuy nhiên, ngay sau đó, Đồng Oanh Oanh lập tức bình tĩnh lại. Trong lòng tự nhủ chớ bị họ Diệp này dùng viên đạn bọc đường đánh chúng. Hắn đoán chừng là đánh bài tình cảm rồi. Ha ha, tôi gọi điện đến trước tiên chúc mừng một chút. Diệp Phàm cười nói. Còn chưa quyết định, chuyện trong thể chế các anh, chỉ cần ban tổ chức chưa tuyên bố cũng đều có thể biến thành không thể. Đồng Oanh Oanh giọng hơi lười biếng. Việc này hẳn là quyết định rồi, tôi đã gọi đến cho trưởng ban tổ chức. Có lẽ trong vòng 2 ngày nữa là công bố quyết định. Tiền đồ của Đồng Nhiên không thể lường được, mới 30 tuổi có thể chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân huyện, sau đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức Bí Thư huyện ủy phó chủ tịch rồi chủ tịch thành phố rồi. Diệp Phàm cười nói, anh cho anh tôi những lời tốt đẹp chính là một kế hoạch đúng không? Tuy nhiên, tôi biết, việc này nói thì dễ nhưng làm thì còn khó hơn lên trời. Ví dụ bước gần nhất này mà nói chủ tịch huyện lên làm Bí Thư huyện ủy nói còn khó hơn lên trời. Tuy nói cấp bậc cùng nhau nhưng nhân vật số 1 nhân vật số 2, khác nhau một trời một vực. Đồng Oanh Oanh không mắc mưu. Ha ha, cô thấy tôi như thế nào? Diệp Phàm cười khan 3 tiếng. Anh đương nhiên hoành tráng lửa gạt trời rồi. Chủ tịch một tập đoàn cấp thứ trưởng. Nếu muốn nói về tiền đồ thì không thể giới hạn mà đó là chính anh. Anh ấy không phải là người may mắn như anh. Đồng Oanh Oanh hừ nói. Cô nàng này thật đúng là mạnh miệng. Diệp Phàm thầm hừ một tiếng cắn răng cười một cái nói.
việc này cũng không hẳn thế, Đồng Nhiên có thể có tư cách lên bí thư huyện ủy, khi đó có lẽ tôi đã lên một tầng cao hơn nữa. Cho đến lúc này, không chừng sẽ để Đồng Nhiên đi theo tôi có phải không? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đồng Nhiên có thể làm việc. Con người của tôi nói chuyện thô, nhưng Mã Mã Hổ Hổ cũng coi là một cán bộ đủ tư cách. Mặc kệ việc anh nói tốt đến đây, giao tình lớn hơn nữa tôi đều coi như cứt chó đấy. Đó là đương nhiên, anh thật sự làm việc mà. Tuy nhiên, lời này của anh hình như ám chỉ chút gì đó đúng không? Đồng Oanh Oanh cười nói, kỳ thật trong lòng cũng quan tâm rồi. Tuy nhiên, cắn răng một cái lập tức nghĩ đây là viên đạn bọc đường của Diệp Phàm không thể nói. Cô cứ nói đi. Diệp Phàm cười nói, anh đang đánh bài tình cảm có phải không? Đồng Oanh Oanh cười khanh khách. Chúng ta là bạn bè, còn tình cảm gì? Diệp Phàm cười nói, hừ, anh có lòng tốt giúp tôi, còn không phải trông cậy vào tôi có thể nhượng bộ một ít sao? Tuy nhiên, việc này dính đến vấn đề cổ phần khống chế. Bãi Yến Nguyệt và xưởng đóng tàu các anh chỉ có thể lấy được một. Hai công ty dù sao các anh cũng phải để tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô khống chế một. Nếu không, chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận. Đồng Oanh Oanh không ngờ nói. Xem ra tôi đã thành nhiều lời, người tốt khó làm rồi. Đến lúc đó Đồng Nhiên cần phải cô lại đến, có lẽ đã quá muộn. Diệp Phàm nói. Anh đang uy hiếp tôi. Đồng Oanh Oanh ra vẻ tức giận. Ha ha, phải dùng tới sao? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Anh cũng quá độc ác, cái gì cũng muốn nắm trong tay. Nhưng không phải là của riêng tập đoàn Hoành không các anh? Thiên hạ này thật là việc tốt cũng không thể đều bị anh chiếm hết có phải không? Tôi nghi ngờ, anh có phải muốn thông qua việc này nuốt luôn tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô? Chỉ cần anh dám nuốt cũng đúng, Đồng Oanh Oanh tôi ở ngay đây. Bất cứ lúc nào anh đến nuốt luôn cũng được. Đồng Oanh Oanh dù sao cũng là con gái, mặc dù là tinh anh kinh doanh, nhưng dù sao tuổi tác sẽ không lớn, tính tình cũng thích đùa. Chương 2938, quỷ cũng giúp đỡ. Đồng Oanh Oanh, cô nói những câu này là hạ thấp giá trị rồi. Nếu là thật muốn nuốt tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô, mấy năm trước tôi cũng không để tập đoàn Bàn Đế ra tay. Còn cả tập đoàn Lô Thị ở Thủy Châu, cô cũng không nghĩ lúc trước kia cô có bao nhiêu tiền. Chúng tôi giữ 60% cổ phần của Hoàng Đế, vì sao hai người họ lại đồng ý lui ra ngoài, cô còn thực sự nghĩ rằng Đồng Oanh Oanh cô xinh đẹp nên khiến hai vị chủ tịch mềm lòng có phải không? Nói không dễ nghe một chút, trước mặt tiền vàng, phụ nữ xinh đẹp đều là rác rưởi. Có tiền thì phụ nữ thế nào tìm không thấy, cô không ngờ kích thích tôi như thế. Nói cho cô biết, tôi rất tức giận. Diệp Phàm thật sự giận, giọng rất hống hách, kèm theo ý châm chọc. Anh tức giận thì tức giận, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tôi biết anh giúp nhà họ Đồng chúng tôi. Nhà họ Đồng chúng tôi nợ anh, nhưng việc kinh Đồng Oanh Oanh một là một không thể liên quan đến cá nhân. Anh cho rằng Đồng Oanh Oanh tôi là một người vô tình. Vậy cũng được. Anh giúp nhà họ Đồng chúng tôi đem thân thể này cho anh, tôi lấy thân tương báo không phải được sao? Nói cho anh biết Diệp Phàm, thân thể của tôi còn chưa hầu hạ một người đàn ông nào. Diệp Phàm anh cho rằng có thể đòi lấy thì cứ lấy. Đồng Oanh Oanh tôi hầu hạ anh một hồi, từ đó về sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Không thể tưởng được Đồng Oanh Oanh mạnh mẽ thật sự. Nếu có đứa nhỏ thì làm sao bây giờ? Diệp Phàm lòng cũng mềm nhũn. Tôi tự nuôi. Không liên quan rắm gì đến anh. Hơn nữa, họ Đồng. Tuy nhiên, anh lợi hại như vậy sao? Tôi không thấy được, Đồng Oanh Oanh vểnh miệng châm chọc nói. Đây là cô càn quấy đấy. Diệp Phàm kỳ thật có chút chột dạ. Đây là anh nói đấy, tôi chưa nói đúng không? Đồng Oanh Oanh hừ nói. Thôi vậy, không nói chuyện nhàm chán này được rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ không lâu tập đoàn chính hà của Hồng Kông sẽ đến tập đoàn chúng tôi để bàn chuyện đầu tư. Bọn họ cũng muốn cổ phần khống chế nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không. Hơn nữa, bên Canada cũng đề cập đến khoản đầu tư 800 triệu đô la Mỹ. Nếu không như vậy đi, bên này cô đầu tư ít một chút. Lấy tiền mang đến nhà máy thiết bị điện lực là được. Đến lúc đó, cổ phần mà cô nắm giữ cũng không tệ lắm. Hoành Không chúng tôi với cô liên kết áp chế tập đoàn chính hà. Đồng Oanh Oanh tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô các cô nắm cổ phần khống chế thì sao? Diệp Phàm nói. Tập đoàn chính hà cũng là tập đoàn lớn, kỳ thật thực lực không kém tập đoàn Đế Đo chúng ta. Bọn họ là cáo già, muốn để họ mắc mưu có lẽ không thể. Đến lúc đó nếu họ yêu cầu nắm 51% cổ phần thì nguyện vọng của chúng ta đều rơi vào khoảng không. Đồng Oanh Oanh nói, chúng ta sẽ không để họ giữ nhiều cổ phần như vậy,
chỉ với cổ phần của hai chúng ta cộng lại có 51%, bọn hắn đành phải nhượng bộ. Diệp Phàm nói, muốn chờ bọn họ bên kia đến xong chúng ta bàn lại. Đồng Oanh Oanh có chút động tâm rồi. Không được, bên này không thể ngừng, càng sớm càng tốt. Diệp Phàm nói, không sai, tổng bộ của các anh ở tỉnh Thiên Vân. Còn anh đang ở Việt Châu làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể khiến Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân nghi ngờ anh muốn đem tổng bộ rời đi không? Hơn nữa, anh nâng đỡ bên này đứng lên, mập cũng là bên tỉnh Việt Đông. Tỉnh Thiên Vân không thu được chút thuế nào, họ sẽ đồng ý sao? Đến lúc đó, sợ là chúng tôi muốn cổ phần khống chế nhà máy thiết bị cơ điện cũng khó khăn đấy. Đồng Oanh Oanh hừ nói, cô gái này đúng là lợi hại. Cô kiểu gì cũng phải được một phải không? Diệp Phàm hừ nói. Xưởng đóng tàu Đồng Oanh Oanh chúng tôi nắm cổ phần khống chế là được, tôi thấy bãi Yến Nguyệt bên đó thu hồi vốn thời gian ngắn hơn một chút. Còn xưởng đóng tàu có lẽ còn dài hơn một chút, anh cố ôm làm gì? Đồng Oanh Oanh nói. Cho các cô cổ phần khống chế đi. Tuy nhiên, bên kia các cô nhượng bộ một chút. Còn nữa, nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không bên kia các cô cũng phải đầu tư ít 300 triệu. Ngoài ra còn nhà xưởng của chúng tôi nữa mới có thể vững chắc ép tập đoàn Chính Hà. Cái này gọi là bảo vệ phía đông mất phía tây đi. Diệp Phàm đưa ra một phương án mới. Để tôi suy nghĩ, Đồng Oanh Oanh nói. Sáng ngày thứ hai, Đồng Oanh Oanh tự mình đến, đồng ý với đề nghị của Diệp Phàm. Hai bên còn ký một hợp đồng bí mật, chuyện ở Việt Châu cuối cùng đã giải quyết xong. Về vốn thì mới vừa được vay 500 triệu, cho nên, hơn 100 triệu dùng cho xưởng đóng tàu. Bởi vì xưởng đóng tàu Đồng Oanh Oanh tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô nắm cổ phần khống chế cho nên tập đoàn Hoành Không ngược lại đầu tư ít đi một chút. Xưởng đóng tàu Đồng Oanh Oanh phó tổng giám đốc Cao Bình Minh của tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô phụ trách tất cả. Bên Hoành Không cử ra Nghiêm Phương Long phối hợp. Bên bãi Yến Nguyệt Hoành Không cử Tào Nguyệt, công ty đường Triều Bát Phẩm cũng cử ra phó tổng giám đốc Mai Định Hải đến phối hợp với Tào Nguyệt. Hoàng Triều Đế Đô cũng có cổ phần, cũng cử một phó tổng giám đốc đến. Ba cổ đông lớn trụ lại một chỗ. Diệp Phàm lại tính toán, còn thừa lại 300 triệu có thể đầu tư vào hai nhà máy của tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa tỉnh Điền Nam cho 100 triệu, cùng với mượn danh Ủy ban Nhân dân tỉnh lấy về 40 triệu, còn có thành phố Hạng Nam viện trợ 80 triệu, như vậy hợp lại trong tay Diệp Phàm có thể có tiền mặt lên đến hơn 5 tỷ. Ví phồng lên, Diệp Phàm tất nhiên lại tin tưởng gấp trăm lần trở về tổng bộ. Bởi vì tổ điều tra còn chưa đi vẫn đang gây sức ép. Vừa về đến Hoành Không, hơi nghỉ ngơi một giờ, Khương Quân đã đến. Chuyện Thiên Mã xong chưa? Diệp Phàm hỏi. Làm xong rồi tên Ngưu Đắc Hưng kia gánh không được, bên này có người liều mình thúc giục tiền, mà ngân hàng lại không cho vay. Người này đến đường cùng rồi, cuối cùng lấy khoản tiền mặt 500.000 trợ cấp cho bọn họ ghi trong hợp đồng. Tuy nhiên, Ngưu Đắc Hưng nói 500 vạn này không tính vào việc góp vốn, chỉ là thêm vào khoản trợ cấp của họ. Có lẽ khoản tiền này đa số rơi vào túi của Ngưu Đắc Hưng rồi. Khương Quân nói. Rơi thì rơi, chúng ta chỉ cần tấm biển Thiên Mã của y. Đây gọi là chuyện mượn xác làm chuyện của mình, những thứ khác đều không sao cả. Tuy nhiên, đối với nhân tài kỹ thuật cao của cô Octi xây dựng phải lôi kéo. Yêu cầu Ngưu Đắc Hưng dùng một phần tiền làm tiền thưởng cho họ. Như thế người ta mới ở lại công ty. Diệp Phàm nói còn nữa, hiện tại tổ xây dựng có bao nhiêu người rồi? Bọn họ ban đầu liền hơn 100 người, hiện tại chúng ta mới tuyển thêm, tổng cộng 200 người rồi. Tôi tuyển người tố chất rất cao, đều đã từng trải qua nhiều năm công binh. Xây dựng công trình cũng có giấy chứng nhận kỹ thuật cao. Tuy nhiên, bọn họ yêu cầu lương tương đối cao, trung bình gấp 5 lần công nhân. Nếu không họ không chịu, Khương Quân nói. 5 lần thì 5 lần, đã có được những người này, hơn nữa, thêm người của công ty Thiên Ma, tốt rồi. Tôi cấp cho cậu 50 triệu làm vốn ban đầu, còn nữa phải mua thêm máy móc công trình. Nhà máy chúng ta đều có, cái này nước phù sa không chảy ra ruộng của người ngoài. Cậu lập tức liên lạc với Hoàng Triều Đế Đô một chút, bọn họ ở tỉnh thành có công trình chung cư xã hội. Chủ tịch Đồng của Hoàng Triều Đế Đô đã đồng ý giao dự án này cho các anh. Đây là công trình đầu tiên của công ty xây dựng, phải đảm bảo chất lượng, kiếm ít tiền không sao. Nhất định phải xây xong. Hơn nữa. Còn phải đặc sắc, có lẽ các cậu có thể nhất pháo gặp may rồi. Diệp Phàm nói. Ôi, còn có chuyện tốt này. Đây là bí thư Diệp cho công ty xây dựng chúng tôi khởi đầu tốt đẹp. Khương Quân lập tức mừng rỡ sau đó nói đường lớn thành phố Tinh Huy hình như lại ngừng, không biết tỉnh có ý gì.
Mấy ngày nay tôi cũng đi hỏi thăm một chút, thời gian trước hình như tuyên truyền rất lợi hại, trong khoảng thời gian này sao lại lạnh xuống. Công trình này là một hạng mục lớn, nếu thật là ngừng thì thật đáng tiếc. Tôi còn trông vậy vào nó để kiếm tiền. Ha ha, cậu chuẩn bị nhận là được, còn thời gian, có lẽ phải kéo dài một chút. Giờ vừa lúc rồi, các anh trước tiên làm tốt chung cư của Hoàng Triều. Việc này coi như là luyện tay một chút, tạo đà để nhận đường lớn tinh huy. Công ty xây dựng Hoành Không chúng ta sắp sửa bay lên rồi. Các cậu là người mở đường tiên phong cho việc khôi phục nguyên khí của tập đoàn chúng ta. Đồng chí Khương Quân, trách nhiệm lớn cậu nhất định phải làm tốt. Diệp Phàm giọng thận trọng. Tôi biết rồi, làm không tốt tôi tự mình thắt cổ. Khương Quân rất tự tin. Làm không tốt tôi cũng không cho anh cắt cổ, anh không có cơ hội này. Diệp Phàm hừ nói. Vâng, Khương Quân giơ nắm đấm bước đi. Sau đó là Bao Nghị đến, vẻ mặt vui mừng bí thư Diệp, tin tức đặc biệt lớn. Nhặt được 5 triệu sao xem cậu vui mừng đến như vậy. Diệp Phàm cười nói, ra hiệu cho y ngồi xuống nói chuyện. Bao Nghị đầu tiên là cung kính mời thuốc, sau đó ngồi xuống cười nói thật sự là tin tức đặc biệt lớn, anh đoán các đồng chí ở công an huyện Hoàng Cương đã xảy ra chuyện gì ở Chu Tước Sơn Trang. Có phải là gặp quỷ không? Cuối cùng mặt mũi bầm dập, tè ra quần, kêu cha gọi mẹ tất cả chạy hết. Diệp Phàm cười nói, ừ, anh biết, Bao Nghị sửng sốt, nhìn Diệp Phàm một cái cười nói xem ra, bọn họ đã báo cáo trước tôi, thật là xui. Cậu là người đầu tiên nói với tôi, Diệp Phàm cười nói, làm sao có thể, Bao Nghị vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Diệp Phàm ngẩn người ra. Thật ra không có gì, trên đời này vốn là không có quỷ. Tuy nhiên, là có cao thờ ru giả quỷ thôi, Diệp Phàm cười nói. Cao thủ, ở đâu? Bao Nghị hỏi. Cậu nghĩ một chút, lần trước những người ở thị trấn Hoành Không không phải bị đánh, mà người đánh không xuất hiện. Có lẽ là cao thủ trong nhà, y trực tiếp dùng nội khí đánh người từ cách xa 10 mét. Không phải cậu ở đấy sao? Chu Tước Sơn Trang vẫn luôn ma quái, có lẽ chính là người không hy vọng có người vào ở. Tôi nghĩ, người này chắc chắn cũng liên hệ với Chu Tước Sơn Trang. Người này là ai, có lẽ có liên quan đến chủ nhân của Chu Tước Sơn Trang Vân Hùng. Diệp Phàm cười nói. Ừ, hẳn là như vậy. Người này thân thủ chẳng phải là... Bao Nghị lộ vẻ khiếp sợ. Ít nhất đẳng cấp 10 đỉnh giai hoặc là 11, có lẽ rất cao, nếu không, nội khí phòng ra ngoài không thể vận dụng được thành thạo như thế. Diệp Phàm gật đầu nói đúng rồi, bọn họ bị sợ rồi, đồ đạc của tôi có chuyển vào không? Anh còn ở đấy sao? Bao Nghị ngạc nhiên hỏi. Có gì không dám ở đấy, anh lập tức nói với Khổng Ý Hùng một tiếng, đem đồ đạc của tôi trở lại. Diệp Phàm cười nói tôi nay tôi sẽ đến ở, tôi muốn xem quỷ hình dáng gì. Chương 2939, đập bàn với chủ tịch tỉnh Thái. Quá nguy hiểm bí thư Diệp ạ, việc này không an toàn. Bao Nghị nói. Sợ cái gì, quỷ này cũng là quỷ lương thiện, cho dù công lực cao hơn nhiều so với tôi nhiều nhất là làm tôi bị thương đi, tuyệt sẽ không muốn lấy mạng của tôi. Mấy năm nay, cậu thấy khi nào thì y giết người. Diệp Phàm cười nói. Vậy tôi cùng anh đi bắt quỷ, Bao Nghị thích thú. Được, cậu cũng dọn đến ở đi, có bạn cũng rất tốt. Diệp Phàm cười nói Bao Nghị thích thú đi tìm Khổng Ý Hùng sắp xếp. Khổng Ý Hùng vừa nghe lập tức há hốc mồm, chạy đến tận tình khuyên bảo một hồi lâu. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn kiên trì Khổng Ý Hùng cũng không có cách nào, chỉ sắp xếp người đi làm. Mẹ kiếp, tôi xem hắn có thể ở mấy ngày, trưởng phòng công an huyện Hoành Cương cái phi thở ra mắng. Nếu không không để họ chuyển vào, Phó Cục trưởng Dương Thiên Trì hỏi. Không nên nản, hắn thích vào thì cho vào, chúng ta chờ xem kịch vui là được, ha ha, đến lúc đó chủ tịch tập đoàn Hoành không sợ đến mức tè ra quần rồi. Vậy cũng là tin tức lớn của tỉnh đó. Hơn nữa, chúng ta có thể cho hắn một biệt hiệu, chủ tịch tập đoàn Hoành không mê tín. Tuy nói không thể làm gì anh ta, nhưng bôi xấu hắn cũng được. Cái phi lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn. Kế này rất hay. Phó Cục trưởng Dương khen, sau đó nghĩ một chút nói chỉ sợ việc này chính là trò quỷ của vị Diệp Phàm kia. Chúng ta đi vào ở xảy ra việc, hắn vào thì không sao. Chúng ta chẳng phải thua thiệt lớn sao. Việc này cũng có khả năng, tuy nhiên cậu nói xem việc này thật đúng là khó hiểu. Chuyện ma quái trong Chu Tước Sơn Trang đã xảy ra mấy chục năm. Từ sau giải phóng thu hồi đến giờ hình như vẫn thế. Từng đưa người vào chắc chắn không đầy 3 ngày sợ tới mức trốn. Nếu như nói người của tập đoàn Hoành không đang làm trò quỷ,
trước kia phòng này vốn thuộc về tập đoàn Hoành Không đấy, bọn họ sẽ muốn làm chính mình sao? Cái Phi nói. Cũng đúng vậy, quỷ này chắc chắn không phải Hoành Không làm. Như vậy tốt hơn, khiến cho đồng chí Diệp Phàm của chúng ta gặp quỷ đi. Không chừng còn sẽ xuất hiện liêu trai muội tử hay tiên nữ cái gì đó. Tổng giám đốc Diệp thật may mắn. Phó cục trưởng Dương cười đến thật sự rạng rỡ. Đồng chí Diệp Phàm, tập đoàn Hoành Không các anh tính thế nào? Lúc chiều phó chủ tịch tỉnh Thái gọi điện thoại đến. Có phải là chuyện nhét thị trấn Hoành Không vào cho tập đoàn Hoành Không quản lý không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, các anh làm như vậy rất không hợp lý, cũng không hợp pháp. Anh suy nghĩ xem, một công ty có văn bản nào quy định một công ty có thể quản lý chính quyền địa phương? Trước kia chưa tách ra, công ty thường kêu khổ nói chính quyền nhúng ta nhiều quá, bà nhiều quá không thể làm việc được. Sau đó công ty lại ra đi. Đương nhiên, ngẫu nhiên chính quyền cấp dưới vẫn có khi nhúng ta. Tuy nhiên, đảng và nhà nước đã cho công ty nhà nước quyền tự chủ rất lớn. Đặc biệt tập đoàn Hoành Không các anh, từ nhân sự đến việc quản lý công ty, ngay cả tôi là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không cũng là hư danh thôi. Các anh thật ra lòng dạ ngày càng cao rồi, thậm chí ngay cả thị trấn Hoành Không đều quy hoạch vào. Có phải là công ty lại quay ra quản lý chính quyền rồi sao? Thái Cường Mạnh nói, chúng ta cũng không phải công ty muốn quản lý chính quyền. Tuy nhiên, quy hoạch thị trấn Hoành Không là một dự án. Chúng tôi đã thảo luận, tập đoàn Hoành Không muốn khôi phục, muốn quật khởi, không kiêu ngạo làm sao có thể. Những việc này đều cần thị trấn Hoành Không ủng hộ. Ví dụ như liên quan đến đất đai, dân trong thị trấn chủ tịch tỉnh Thái, ngài cũng hiểu, thị trấn Hoành Không là huyện Hoàng Cương quản lý, bí thư đảng ủy thị trấn chúng tôi cử ra người ta căn bản không để ý. Gần đây chuyện Chu Tước Sơn Trang ồn ào chủ tịch tỉnh Thái cũng biết. Anh xem một chút, một Chu Tước Sơn Trang có thể làm cho tập đoàn Hoành Không cả ngày không làm nổi công việc bình thường nữa. Cho nên, lần này chúng tôi hạ quyết tâm, chính là muốn nhét thị trấn Hoành Không vào quy hoạch của tập đoàn chúng tôi. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng không muốn thấy tập đoàn Hoành Không chúng tôi không dậy nổi. Cho nên, tôi cùng cần sự ủng hộ của các anh. Hơn nữa, thời gian vẫn không thể kéo dài. Kéo dài quá chúng tôi không theo nổi. Bởi vì, dự án bên Việt Châu đã khởi công rồi. Một thời gian nữa tôi sẽ tập trung vào hai nhà máy bên tổng công ty. Nếu phương án quy hoạch Hoành Không không làm xong, sẽ kéo dài thời gian khôi phục của tập đoàn chúng ta. Diệp Phàm nói. Nhưng là các anh cũng ăn nói lung tung. Việc này tuyệt đối không thể nào. Thái Cường không ngờ thái độ kiên quyết như thế. Việc đó tôi sẽ giải trình một chút với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh các anh. Cậu đến thì đến, tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn, yêu cầu của các anh không có hiệu quả. Bởi vì, không hợp pháp và cũng không hợp lý. Thái Cường hừ một tiếng cúp địa, n thoại. Xem ra, có người đã nói chuyện với Thái Cường. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Ở tình hình như không có động tĩnh, Chu Nhất Đán hỏi. Ha ha, lão Chu, đừng nóng vội. Ở tỉnh không có động tĩnh đấy. Nhân vật số một bí thư huyện Hoàng Cương Lưu Tiêu Thành cười thần bí. Việc này. Chu Nhất Đán ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu được, nhìn Lưu Tiêu Thành một cái cười nói vẫn là bí thư Lưu có chủ ý hay, lão Chu tôi chịu phục rồi. Ha ha ha, lão Chu tôi không làm gì. Anh xem, mấy ngày nay tôi đều ở lại huyện cũng chưa lên đến thành phố. Lưu Tiêu Thành mỉm cười. Diệp Phàm vội vàng đến tỉnh thành. Sáng ngày thứ hai mang theo công văn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đầu tiên là báo cáo tình hình cho Thái Cường. Tuy nhiên, Thái Cường thái độ trước sau như một. Chính quyền tuyệt đối không ủng hộ. Ngoài ra còn yêu cầu Diệp Phàm lập tức rút đơn này về, đừng gây sức ép ở đây. Chủ tịch tỉnh Thái, đây không phải là gây sức ép mù, việc này là vì tập đoàn Hoành Không chúng ta. Ngài đang là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không. Anh không ủng hộ thì công tác của tôi làm sao có thể triển khai. Diệp Phàm cũng hơi. Tôi không ủng hộ công tác của cậu còn tùy cậu gây sức ép sao. Ủng hộ thế cũng khác nào phá hư. Các cậu rõ ràng cố tình gây sự còn muốn tôi ủng hộ các cậu. Trừ phi Thái Cường tôi đầu óc hồ đồ rồi. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng cậu có thể phân rõ sự thật. Mà không phải là gây sức ép mù quáng. Thái Cường nhìn Diệp Phàm một cái hừ lạnh nói. Tôi đã nói rõ từ trước, đây là vì phát triển tập đoàn. Đây là đảng ủy tập đoàn đã suy xét cẩn thận mới đưa ra quyết định như vậy. Diệp Phàm hừ nói. Nhất định phải, đồng chí Diệp Phàm, chúng ta hôm nay đặt lên bàn thảo luận. Cậu nghĩ những việc các cậu làm cấp trên không biết có phải không? Các cậu cùng huyện Hoành Cương gây sức ép thành dạng này thật không tốt.
Một công ty không có ủng hộ của chính quyền địa phương các cậu có thể duy trì sao? Không nói đến mâu thuẫn trước kia của cậu và cái Thiệu Trung, hiện giờ lại gây ra mâu thuẫn với huyện Hoành Cương. Đồng chí Diệp Phàm, cậu rốt cuộc muốn gây sức ép tới khi nào mới thu tay lại? Việc này rõ ràng đơn giản là chuyện Chu Tước Sơn Trang. Ngược lại cậu lại muốn làm lớn rồi, muốn đem toàn bộ thị trấn Hoành không nuốt vào. Đây là cậu muốn khoe khoang có phải không? Khoe khoang cho ai xem, không phải là để đồng chí cái Thiệu Trung và lãnh đạo Hoành Cương xem sao? Đồng chí Diệp Phàm, cậu muốn phát triển công ty thì cứ phát triển là được, việc này tôi không tham gia. Nhưng cậu lại gây sức ép ra chuyện này, huyện Hoành Đồi sẽ đồng ý sao? Hơn nữa, bất hợp lý cũng không hợp pháp. Cậu không để ý gì rõ ràng còn muốn tôi ủng hộ cậu. Hôm nay chúng tôi liền nói trắng ra. Việc này, ban lãnh đạo chúng tôi sẽ không đồng ý. Tôi sẽ trực tiếp bác bỏ trong hội nghị ban lãnh đạo. Đồng chí Diệp Phàm, chuyện lớn như vậy cậu có báo cáo ban giám đốc tập đoàn Hoành không sao? Chuyện lớn như vậy chắc chắn phải ban giám đốc, chỉ có ban giám đốc phê chuẩn cậu mới có quyền báo cáo. Đây căn bản là cậu càn quấy. Nói đến hiện giờ, cậu lập tức đến văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh rút đơn về. Lập tức giải quyết mọi ảnh hưởng sinh ra từ đó. Nếu không tôi thật sự phải lấy quyền phủ quyết của thành viên hội đồng quản trị phủ quyết quyết định của các cậu. Thái Cường vẻ mặt bình tĩnh, một chút đường sống cũng không chừa. Các anh vừa yêu cầu tôi cứu tập đoàn Hoành không, vừa dùng dây thừng siết chặt. Anh bảo làm sao tôi phát triển tập đoàn Hoành không, làm sao phát triển được tập đoàn Hoành không. Diệp Phàm tôi dù giãy giụa đến chết cũng vô dụng. Việc này nói trắng ra, thị trấn Hoành không là một trong dự án quy hoạch lớn của chúng tôi. Nếu ban giám đốc phủ quyết quyết định của chúng tôi, thì tập đoàn Hoành không đồng chí Thái Cường tự mình cứu đi. Diệp Phàm cũng nổi giận, đừng lên nhìn chằm chằm Thái Cường. Cậu có ý gì, uy hiếp tôi có phải không? Dầm một tiếng, Thái Cường vỗ bàn một cái. Anh nghĩ thế cũng đúng. Diệp Phàm cũng vỗ bàn dầm một cái, đứng lên, hai người như hai con gà trọi. Được, thiên hạ này chẳng lẽ rời khỏi cậu trái đất không thể quay có phải không? Thái Cường thái độ cứng rắn. Thiên hạ này không có Thái Cường anh trái đất vẫn quay. Diệp Phàm cũng mất bình tĩnh hai người dùm beng lên. Không lâu cửa mở ran. Thư ký của Thái Cường nói chủ tịch tỉnh Khúc gọi hai người sang một chút. Hai người cùng liền thở phì phì tự mang cặp công văn đến phòng làm việc của chủ tịch tỉnh Khúc. Việc này có lẽ là thư ký của Thái Cường nghe được động tĩnh sợ xảy ra chuyện lớn cho nên trộm nói với chủ tịch tỉnh Khúc. Việc này tất nhiên muốn chủ tịch tỉnh Khúc ra mặt hòa giải rồi. Hai người đều lạnh mặt vào phòng chủ tịch tỉnh Khúc. Làm gì thế, nhìn sắc mặt hai người xem làm sao. Chủ tịch Khúc cười thành tiếng. Bắt tay hai người mời hai người ngồi xuống. Đây có lẽ là nơi mà chủ tịch tỉnh nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Chủ tịch tỉnh tôi muốn điều chỉnh phân công. Tập đoàn Hoành không này Thái Cường tôi không quản được. Đồng chí Diệp Phàm có năng lực, chủ tịch hội đồng quản trị không nói được. Cứ bài trí thế người ta chướng mắt, không bằng tôi tự lui ra ngoài, cũng làm cho một số đồng chí bàn tay che trời. Thái Cường buồn rầu bước ra cửa. Ha ha, lão Thái, đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ nói. Chủ tịch tỉnh Khúc cười nói, công việc này tôi thật sự không làm được, vẫn là thay đổi người đi. Nếu không, cứ rằng coi như vậy làm chậm công việc không nói, còn khiến người khác nói Thái Cường tôi ngăn trở tập đoàn Hoành không phát triển. Tôi thành tai họa rồi, Thái Cường kiên vương. Đồng chí Diệp Phàm, rốt cuộc sao lại thế này? Cậu giải thích rõ ràng cho tôi. Chủ tịch tỉnh Khúc không phản ứng Thái Cường, quay sang hỏi Diệp Phàm. Chương 2940. Ta chuyển chỗ cho Diệp Phàm ngươi có được không? Chúng tôi chẳng phải đã xin nhập trấn Hoành không vào phạm vi quy hoạch quản lý của tập đoàn Hoành không rồi sao? Việc này chúng tôi đã báo cáo với thành phố Hạng Nam, người ta cũng đã phê chuẩn. Hơn nữa cũng lập tức báo cáo lên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh rồi. Cơ quan quản lý cấp trên của trấn Hoành không người ta cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng chủ tịch Thái lại kiên quyết không chịu, tôi không hiểu chủ tịch Thái cứ kiên quyết như vậy là vì sao? Tập đoàn Hoành không muốn hồi phục, muốn phát triển, muốn quật khởi thì không thể chỉ nói bằng miệng mà làm được. Thời gian trước tôi ở Việt Châu, đã ký kết một hạng mục trị giá hơn 10 tỷ. Nếu thuận lợi thì 1-2 năm nữa sẽ có thể thấy được hiệu quả. Tuy nhiên, tập đoàn Hoành không chúng tôi bên này thì cứ vắng vẻ. Không thể tiếp tục để như vậy được. Vì thế, tập đoàn chúng tôi đã quy hoạch lại, trấn Hoành không lại cứ chặn ngang chúng tôi không thể làm được. Gần đây bởi vì sự khúc mắc của Sơn Trang Chu Tước bọn họ đã phái người chiếm và gây sức ép.
cứ như vậy còn có thể để tập đoàn Hoành Không chúng tôi còn vận hành được không? Cho nên tôi đã hạ quyết tâm, đó là phải đặt Trấn Hoành Không nằm trong quy hoạch tổng thể của tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Một Trấn Hoành Không hoàn toàn mới dưới sự quản lý của tập đoàn Hoành Không trong tương lai không xa sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Tiền đồ rất sáng lạng, tôi hy vọng Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể ủng hộ đề nghị của chúng tôi. Bởi vì việc này liên quan đến sự phát triển có bình thường hay không của tập đoàn Hoành Không. Bây giờ đã mở ra tình hình mới. Không thể để cho tình hình này sớm nở tối tàn như hoa được có phải không nào? Đồng chí Thái Cường là lãnh đạo cấp trên được phân công trực tiếp quản lý tập đoàn Hoành Không, vậy càng nên ủng hộ chúng tôi mới phải. Nhưng ông ta lại kiên quyết phản đối, còn nói Diệp Phàm tôi là gây sức ép mù quáng, một tay che trời, những lời như vậy cũng có thể nói ra được. Chủ tịch Tỉnh Khúc, ông nói xem, việc này bảo chúng tôi phải làm thế nào? Diệp Phàm có lý có tình nói. Cậu ở đây không hợp lý cũng không hợp tình lại càng không hợp pháp. Đảng lãnh đạo chính phủ quản lý các phương diện. Bao gồm cả tập đoàn Hoành Không các anh chẳng phải là chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban Nhân dân tỉnh sao. Nhưng cậu lại ngược lại, một nhà máy, mặc dù cấp bậc và quy mô lớn, vậy thì đã làm sao? Thế mà lại leo lên đầu Ủy ban. Chúng tôi có thể đồng ý sao? Nếu đồng ý thì chúng tôi đã đi ngược lại chính sách của đảng. Đó là đang vi phạm quy định có biết không đồng chí Diệp Phàm. Nếu cậu tiếp tục cố chấp, tương lai sẽ nhận sự xử phạt hoặc cái gì đó thì đã quá muộn rồi. Tôi đang cứu cậu đấy đồng chí Diệp Phàm. Ngược lại, cậu đã không biết lòng tốt thì thôi, lại còn chống lại tôi. Thái Cường tôi có lúc nào không quan tâm đến các cậu. Cậu xem, thời gian này, việc gì tôi không nhúng tay vào. Tôi như chủ tịch hội đồng quản trị của Hoành Không. Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng tôi đã cho nhà máy các anh không gian hoạt động quá rộng. Đến giờ làm cho các cậu càng ngày càng quá đáng. Có phải là muốn thoát ly khỏi chúng tôi không? Diệp Phàm cậu thực sự có thể làm được như thế sao? Lần trước cậu nói với chúng tôi một câu, đó là đã ký hợp đồng với phía Điền Nam rồi. Bây giờ có phải là muốn thoát ly khỏi chúng tôi để độc lập làm? Thái Cường lạnh lùng nói. Nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý tôi thấy cũng không thể nào. Dù sao đối với các anh mà nói tập đoàn Hoành Không cũng là một gánh nặng lớn. Tôi thấy hay là có thể xem xét vấn đề này. Ủy ban Nhân dân tỉnh không thể tiếp tục làm bảo mẫu cho tập đoàn Hoành Không được nữa. Việc này, bản thân cũng có chút vi phạm quy định có phải không nào? Diệp Phàm danh mãnh. Cậu nói thật chứ? Không ngờ chủ tịch Tỉnh Khúc đột nhiên nhăn mày hỏi. Đương nhiên, về vấn đề này thực ra tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Tôi biết sự liên quan lợi hại trong đó. Đương nhiên, các anh chẳng gây thêm phiền toái gì cho chúng tôi cả, ngược lại chúng tôi suốt ngày gây phiền toái cho các anh. Những việc khó khăn các anh làm cũng không ít, hàng năm phải gánh những gánh nặng lớn. Tôi cho rằng các anh cũng không thể tiếp tục nhờ cậy vào Ủy ban Nhân dân tỉnh như thế được nữa. Vì thế tôi đã dự tính xin cấp trên rồi. Tuy nhiên, cũng giống như tỉnh Điền Nam, các anh cũng phải trợ cấp cho tập đoàn chúng tôi một chút cho thỏa đáng, gọi là phí thoát thân đi. Tôi nói hơi thô lỗ một chút. Diệp Phàm vẻ mặt thận trọng nói. Đồng chí Diệp Phàm, đây là đại sự, cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Việc này, cậu phải ngồi xuống bàn bạc kỹ với lãnh đạo tập đoàn. Đừng như việc lần trước làm chẳng ra gì. Việc này, hiện giờ Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn chưa bày tỏ thái độ. Hợp đồng của cậu đã ký với phía Điền Nam thực ra là hợp đồng không có hiệu quả. Cậu cũng biết vì sao Ủy ban luôn giả vờ, việc này không dễ giải quyết. Để cho cậu trở nên như vậy bảo tôi làm sao có thể ra mặt được. Chủ tịch Tỉnh Khúc nói. Phải giải quyết rõ ràng một lần cho xong. Diệp Phàm nói. Được rồi, trước hết đừng nói về việc này nữa. Chủ tịch Tỉnh Khúc khoát tay, nói. Về việc xin đưa Trấn Hoành Không nằm trong sự quản lý trực tiếp của tập đoàn Hoành Không tôi cũng đã xem qua rồi. Tôi cảm thấy từ quy hoạch của các cậu mà nói cũng không thể không có khả năng. Tuy nhiên, theo văn bản của ủy ban và pháp luật thì lại không hợp pháp. Vấn đề này tương đối mâu thuẫn. Hơn nữa, huyện Hoàng Cương cấp trên chủ quản của Trấn Hoành Không không hề đồng ý. Bọn họ cũng đã gửi văn bản cho chúng tôi, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng tôi không được đồng ý với yêu cầu vô lý này. Đến cả Sơn Trang Chu Tước cũng yêu cầu chúng tôi trực tiếp chỉ rõ đó là tài sản của huyện Hoàng Cương chứ không phải là Trấn Hoành Không. Đương nhiên, Chu Tước Sơn Trang chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề của Trấn Hoành Không lại tương đối lớn, tuy nhiên, vẫn có một điểm mâu thuẫn. Đó là huyện Hoàng Cương không đồng ý nhưng thành phố cấp trên của họ Hạng Nam lại đồng ý. Việc này, mâu thuẫn tương đối nhiều,
tất cả đều đang rối lên. Khiến cho ủy ban tỉnh chúng tôi cũng tương đối bị động. Chủ tịch Khúc nói, việc này tôi cảm thấy có thể linh hoạt một chút. Diệp Phàm nói, linh hoạt thế nào, Thái Cường tôi đang muốn nghe xem. Thái Cường bên cạnh thở dài một tiếng. Đồng chí Vệ Ngọc Cường, bí thư đảng ủy tiền nhiệm của tập đoàn Hoành không chẳng phải đang là trợ lý chủ tịch tỉnh hay sao, việc này thực ra là chính là đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tập đoàn Hoành không. Mà sáp nhập trấn Hoành không vào cũng chẳng phải là do ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý hay sao. Còn chủ tịch Thái vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị, càng có thể trực tiếp hơn, có thể quang minh chính đại tiếp nhận trấn Hoành không. Lẽ nào một lãnh đạo cấp phó chủ tịch tỉnh lại không thể quản lý được trấn Hoành không hay sao? Đối với Trấn Hoành không mà nói thì đương nhiên là tin vui, đó là đã nâng tầm vị trí của bọn họ lên. Diệp Phàm nói, việc này, chủ tịch tỉnh Khúc trầm ngâm, liếc nhìn Thái Cường. Đây là hai chuyện khác nhau, tôi đang quản lý nhà máy của các cậu, hơn nữa chỉ là đeo cái chức danh mà thôi. Quan niệm hoàn toàn không giống nhau, không thể quy làm một được. Còn yêu cầu của huyện Hoàng Cương cũng hợp lý, hợp pháp. Lần này thành phố Hạng Nam cũng hơi lỗ mãng một chút. Cắt một huyện ra, chuyện lớn như vậy mà lại không trưng cầu ý kiến của huyện Hoàng Cương. Khi nào gặp cái Thiệu Trung và Lam Tồn Quân thì tôi phải phê bình họ. Không thể làm như vậy, làm một so sánh đơn giản. Chú của cậu không để ý đến việc cậu có đồng ý hay không lại đem nhà cậu bán đi, cậu còn có thể lên tiếng sao? Việc này, nếu là tôi thì cũng nghĩ như vậy. Chúng ta luôn phải đổi vị trí để suy nghĩ một chút, nghĩ cho các đồng chí ở huyện Hoàng Cương một chút. Có những việc cấp trên không thể làm chủ cho cấp dưới. Tuy thành phố Hạng Nam là cấp trên của huyện Hoàng Cương, nhưng cũng không thể không để ý đến yêu cầu của huyện Hoàng Cương được có phải không nào. Thái Cường nói cũng rất trơn tru. Đây là chuyện không còn cách nào khác, Hoành không chúng ta muốn phát triển, nếu cứ để trấn Hoành không như vậy thì chúng ta phát triển thế nào. Trước kia thành lập trấn Hoành không cũng là để phối hợp vận hành cùng với tập đoàn Hoành không. Chẳng phải chức bí thư đảng ủy trấn Hoành không luôn là do tập đoàn Hoành không đảm nhiệm hay sao, việc này lẽ nào là hợp lý hợp pháp? Thực ra, trên đời này rất nhiều việc đều không thể nói rõ ràng được, nhưng, chỉ cần chúng ta làm đúng là được. Hà tất phải lo người khác nói gì, nếu quy hoạch vào, một khi tập đoàn Hoành không đã phát triển, thì còn có đồng chí nào có ý kiến nữa? Diệp Phàm nói, hừ, nói còn hay hơn cả hát, trấn Hoành không thì có thể dựng tập đoàn Hoành không lên hay sao? Trước kia trấn Hoành không chẳng phải luôn ở đó, tình hình của tập đoàn Hoành không chẳng phải vẫn ngày càng sa sút hay sao? Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Hoành không thị trấn chẳng có ảnh hưởng trực tiếp nhiều đến sự phát triển của tập đoàn Hoành không. Trước kia trấn Hoành không vẫn là phụ thuộc vào tập đoàn Hoành không. Kẻ phụ thuộc lẽ nào lại gây khó cho người làm chủ hay sao? Thái Cường châm biếm nói. Ha ha, đó là vì đồng chí Thái Cường Anh là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành không mà. Diệp Phàm cũng châm chọc khiến Thái Cường tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu nói thế có ý gì? Ý của cậu là tập đoàn Hoành không đến tình trạng nửa sống nửa chết như ngày hôm nay chính là trách nhiệm của Thái Cường tôi có phải không? Cậu nói rõ ràng cho tôi, hôm nay không nói rõ ràng thì Thái Cường tôi quyết không đồng ý. Không đúng sao, vừa rồi khi tôi xin việc này thì anh đã nói anh là người đứng đầu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoành không chúng tôi hay sao? Kiên quyết không đồng ý không nói, lại còn kéo cả hội đồng quản trị theo nói phải kiên quyết phủ quyết quyết định của đảng ủy tập đoàn chúng tôi. Đó chẳng phải chứng minh đồng chí Thái Cường Anh vẫn là lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Hoành không sao, nếu anh đã là chủ tịch hội đồng quản trị thì tập đoàn Hoành không như ngày hôm nay lẽ nào một chút trách nhiệm anh cũng không có hay sao? Anh còn không biết ngượng khi nói ra, bình thường đeo cái hư danh thì không làm gì, khi thực sự có việc thì anh không những không ủng hộ mà lại còn đứng ra làm ngược lại. Tôi không hiểu anh nghĩ cái gì, nhưng anh là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành không, anh phải luôn tôn trọng quyết định của ban lãnh đạo tập đoàn. Đồng chí Thái Cường Anh là chủ tịch hội đồng quản trị, anh rất giỏi, anh có quyền phủ quyết tất cả quyết định của chúng tôi. Nhưng anh phải suy nghĩ cẩn thận, anh phản đối đến cùng như vậy là vì sao? Làm người, phải nói chuyện có lương tâm, vì thế tôi mới có thể đề xuất ý kiến đến cả bảo mẫu là tỉnh Thiên Vân cũng phải tách ra. Diệp Phàm cũng không hề khách khí. Trực tiếp phản kích Thái Cường. Lão già tức đỏ mặt, môi run lên. Hay, hay lắm đồng chí Diệp Phàm, cậu giỏi lắm. Tập đoàn Hoành không này đều do Thái Cường tôi gây nên như thế này được không nào? Chủ tịch Khúc, anh xử phạt tôi đi. Tuy nhiên,
Tôi kịch liệt yêu cầu, phương án đưa Trấn Hoành không vào không thể thông qua. Còn nữa, tôi kịch liệt yêu cầu, không phân công quản lý tập đoàn Hoành không nữa. Thái Cường tôi quá yếu không quản lý nổi lão diều hâu này. Chủ tịch hội đồng quản trị không cần cũng được, nếu không sau này Hoành không phát triển lên được lại có người khua mép nói là nguyên nhân là do chủ tịch hội đồng quản trị Thái Cường tôi. Tôi dọn vị trí cho người ta, chuyển ổ, xem một số đồng chí sau này có còn mượn cớ nói nữa không. Thái Cường mặt đỏ bừng tức giận nói. Chương 2941, làm tốt lắm. Đồng chí Diệp Phàm, nói chuyện chú ý một chút, đồng chí Thái Cường tuy trên danh nghĩa là chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng, cậu cũng đã thấy rồi, anh ấy cũng chẳng có thời gian rảnh để xuống quản lý các cậu. Còn hiện trạng tạo ra của tập đoàn Hoành không ngày nay đó cũng là do nhiều nguyên nhân tạo nên, có liên quan lớn đến sự thay đổi từ chính sách của chính phủ. Đương nhiên, ban lãnh đạo tập đoàn ở một số phương diện cũng có trách nhiệm. Tuy nhiên, đồng chí Thái Cường, anh nói chuyện cũng chưa được bình tĩnh. Việc phân công quản lý này nói điều chỉnh là có thể điều chỉnh được sao? Anh không đi lo còn không phải muốn tìm một đồng chí khác đi lo. Trong công việc không nên có những cảm xúc như thế này có phải không nào? Nếu như anh nói với tôi không lo việc này sau này đồng chí đó cũng lại nói với tôi kế sinh nhai này khó làm lắm tôi cũng không quản. Vậy là những công việc thế này đều phải do Khúc Chí Quốc tôi một mình làm cả có phải không? Chúng ta đều là đảng viên lão thành, không phải hờn dỗi như trẻ con nữa. Tôi hy vọng hai bên các anh bình tĩnh ngồi xuống bàn bạc, có những việc không phối hợp thì sẽ tồn tại sự ngăn cách, một khi phối hợp thì việc gì cũng có thể giải quyết. Chủ tịch Khúc nói. Chủ tịch Khúc, tôi có chút việc bận mất rồi. Thái Cường đỏ mặt nói. Tôi nói chuyện cũng có chút thất lễ, rất xin lỗi hai vị lãnh đạo. Diệp Phàm thấy lão Thái người ta cũng sắp xong rồi, mình cũng không thể quá nhỏ nhen. Như thế mới phải chứ, thực ra, về việc của Trấn Hoành không có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc. Việc này bên phía tỉnh ủy cũng đang bàn luận. Cụ thể đồng ý hay không tôi và các anh nói cũng chẳng là gì, đây là việc lớn cần tỉnh ủy quyết định. Đừng chỉ nhìn chỉ là một trấn, vấn đề chính là đặc thù một chút. Chủ tịch Khúc nói tiếp. Hay là thế này, đồng chí Diệp Phàm. Bí thư Ninh đã nói ngày mai sẽ thảo luận việc này. Cậu cứ chờ mai đi cùng tôi. Nếu Bí thư Ninh hỏi cậu cũng có thể bày tỏ quan điểm của mình với các lãnh đạo tỉnh ủy ở đó. Đương nhiên, chứng cứ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Việc này không chỉ khua môi múa mép là có thể được. Cậu phải làm cho các lãnh đạo tỉnh ủy ngồi đó nghe xong cảm thấy làm như thế sẽ có lợi mới được. Nếu không, việc này, tôi cũng không giúp được cậu nữa. Thế thì tốt, tôi sẽ chờ. Diệp Phàm nói. Thế này nhé, bây giờ tôi và Chủ tịch Thái đều ở đây. Cậu hãy báo cáo một chút cụ thể công việc thời gian này với hai chúng tôi. Nghe nói cậu ở Việt Đông đã làm rất tốt, hình thức cũng rất lớn. Đến cả chủ tịch tỉnh Uông cũng đã đích thân đến thị sát bãi yến nguyệt của công ty các cậu. Điều này chứng tỏ các đồng chí lãnh đạo ở Việt Đông cũng rất quan tâm đến sự phát triển của Hoành không chúng ta. Mà nghe nói xưởng đóng tàu bên kia cũng là một đường màu xanh, cậu đã hát vang ca khúc Khải Hoàn tiến vào à? Chủ tịch Khúc nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa nghe. Dường như trong lời nói có vẻ quá khen, dường như trong đó còn có cả sự phê bình. Diệp Phàm suy nghĩ, nghe ra chút ý vị rồi lập tức nói. Chủ tịch Khúc, thời gian này tôi luôn ở bên đó bận rộn. Vì thế chưa kịp báo cáo công việc với ông và Chủ tịch Thái. Tôi đang nghĩ, làm xong việc này rồi thì báo cáo với hai vị lãnh đạo các anh là tốt nhất. Nếu làm đến nửa chừng lại để tuột mất thì ngại lắm. Nếu tôi báo cáo trước với hai anh. Hai vị lãnh đạo các anh nhất định sẽ tràn đầy hy vọng, nếu việc không thành thì chẳng phải hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn sao. Bây giờ đã thành công rồi, đương nhiên tôi phải báo cáo cụ thể với hai vị lãnh đạo một chút. Làm rất tốt rồi mà, tuy nhiên, bên đó đã phát triển rồi, được lợi cũng là tập đoàn Hoành không thôi. Chỉ là, cậu đã nghĩ đến chưa, nhà máy ở bên đó, tỉnh Thiên Vân chúng ta không có việc gì nữa. Vì thế bên đó không thể mất mà bên này lại càng không thể mất. Hơn nữa, cậu muốn phân công rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Cái gì là chủ yếu, cái gì là phụ thuộc vào, không thể đầu đuôi lẫn lộn được, đồng chí Diệp Phàm. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Chủ tịch Khúc nói. Hiểu, bên đó hết bận rồi, bây giờ trở về là chuyên tâm ở bên này. Bên này mới là cội nguồn, trận địa chủ yếu, cơ sở của tôi. Điểm này tôi phân biệt rất rõ ràng, hơn nữa. Một nửa số tiền đến từ nguồn hàng bên Việt Đông tôi đều sẽ đầu tư vào nhà máy.
Còn giai đoạn sau là giai đoạn phải bước vào hiệp đàm chính thức với tập đoàn Chính Hà ở thành phố Cảng Cửu, bọn họ sẽ đầu tư vốn 800 triệu. Còn tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô cũng sẽ đầu tư một ít, nếu đàm phán được có lẽ cũng có 200 triệu. Nếu hai tập đoàn đều có thể đàm phán được thì hai nhà máy chính của tập đoàn chúng ta bên này có thể thu được khoản tiền đầu tư 1 tỷ. Tôi nghĩ, thêm một phần lực nữa, Đưu Hành không phát triển thì không hề là mộng tưởng. Diệp Phàm báo cáo cụ thể công việc. Làm tốt lắm. Chủ tịch Khúc cuối cùng đã cười. Cũng ổn, tuy nhiên, còn phải xem hiệu quả về sau, phía hợp tác đã kéo về rồi, nhưng, nếu không đàm phán được với hai tập đoàn lớn bên Việt Đông đó thì e rằng sẽ lại tiếp tục đi xuống. Tuyệt đối không thể để bi kịch này lại phát sinh, có những việc chỉ nói không thì không được, quan trọng vẫn là xem anh có làm được hay không. Nếu không, sẽ trở thành lời nói suông. Chúng tôi muốn không phải là đồng chí khua môi múa mép, mà là cần đồng chí làm được việc, thực sự có thể đưa tập đoàn phát triển. Thái Cường nói lấp lửng. Tuyệt đối không thể. Diệp Phàm nói tiếp. Hơn nữa, nếu đã phát triển, ngược lại, hoàn toàn có thể rút tiền đầu tư giúp đỡ hai nhà máy chính của chúng ta. Tuy là thuế thu của bên đó tỉnh Thiên Vân sẽ tổn thất rất lớn, nhưng, về lợi nhuận hoàn toàn có thể bù đắp lại có phải không nào? Có một số việc, cá và tay gấu muốn kiếm được cũng rất khó. Nếu bên đó đi xuống, bên này cũng đi xuống, thế thì Hoành không chẳng thực sự là hết cách cứu rồi sao? Cho nên, lần này trở về tôi đã hạ quyết tâm rất lớn. Vì thế mới muốn sát nhập trấn Hoành không vào, nếu làm thì phải làm lớn một chút. Tôi muốn xây dựng tập đoàn Hoành không trở thành con tàu siêu mẫu hạm. Tôi nghĩ, bên đó có thể phồn vinh cũng có thể bổ trợ lực cho bên này. Đây gọi là ưu thế hỗ trợ chứ không phải chỉ to một đầu có phải không nào? Diệp Phàm tràn đầy lòng tin. Siêu mẫu hạm, việc này đương nhiên là tốt, tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm, không thể tham vọng viễn vông đâu. Đến khi làm được sạp, quán đã to rồi, cuối cùng là lo thân không xong ngược lại còn tồi tệ hơn. Tôi cho rằng tập đoàn Hoành không càng nên đứng vững trước rồi mới nắm lấy tương lai. Nếu việc trước mắt đều xử lý không tốt, thì còn nói gì đến tương lai. Rất nhiều nhà máy lớn tiền vốn có tới mấy chục triệu, vì sao nói đổ là đổ, trong vòng mấy tháng là đã phá sản rồi. Thường thì đều là vì mở rộng một cách mù quáng, cuối cùng phía đông sụp đổ phía tây cũng mục nát, rồi tất cả sụp đổ giống như hiệu ứng domino, hơn nữa còn đổ rất là nhanh. Lầm lớn ra rồi, nơi xảy ra vấn đề cũng sẽ nhiều, thường thì sẽ kéo lên đến đùi. Việc này các anh phải thận trọng một chút. Thái Cường nói, ha ha, chúng ta nếu tiếp tục không khai thác thị trường thì Hoành không chúng ta thực sự sẽ xong đời. Đây là nói thật, còn cả hai nhà máy lớn. Lẽ nào nhà nước lại có chỉ tiêu, kế hoạch sao? Nói trắng ra, có chỉ tiêu cũng là cho tập đoàn cơ khí TQ hoặc tập đoàn nào đó, chẳng đến lượt nhà máy thuộc tỉnh chúng ta đâu. Cũng nhà máy như thế, cũng là mẹ ghẻ con chồng. Đây là việc không có cách nào khác, người ta tiền nhiều thế lớn. Chúng ta chỉ có thể mở ra một con đường khai thác khác. Ví dụ như gần đây tôi đã tổ chức, thành lập công ty xây dựng công trình Thiên Mã. Mấy ngày sau công ty sẽ khai trương. Hơn nữa, cuộc làm ăn đầu tiên đã ký được rồi, đó chính là tiểu khu Thiên Ảnh Hoa Viên của tỉnh thành. Tuy nói chỉ có mấy trăm căn hộ, nhưng cũng là món tiền đầu tiên mà công ty mới thành lập của chúng tôi có thể kiếm được. Lòng tin của tôi đối với công ty xây dựng công trình Thiên Mã rất lớn. Đến khi đó nếu còn muốn lôi kéo được nhiều hơn, làm được nhiều đường hơn, xây được nhiều nhà cao tầng hơn. Có lẽ... Sau này Ủy ban Nhân dân tỉnh muốn xây dựng lại thì đó sẽ là do bàn tay của công ty xây dựng công trình Thiên Mã chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi chính là xây dựng công ty Thiên Mã thành công mấy công ty lớn. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, có khí phách, về điểm này tôi rất khâm phục cậu. Bất kể thành hay không thành, khí phách này đã toát ra rồi. Chủ tịch Khúc cười rất sảng khoái. Chỉ có khí phách mà không có thực lực cũng không được. Không ngờ Thái Cường lại lạnh lùng tấn công Diệp Phàm. Ha ha, con người tôi trước giờ khi phách và thực lực ngang nhau. Cũng không cần chủ tịch Thái phải lo lắng. Diệp Phàm cười. Thế thì tôi thực sự muốn lau mắt chờ đợi xem. Thái Cường đả kích nói. Muốn được sự thông qua của tỉnh ủy, Bí Thư Ninh và chủ tịch Khúc có lẽ là không có ý kiến gì. Nhưng ở tỉnh Thiên Vân Diệp Phàm cũng chẳng quen biết nhiều người. Ngoài chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lôi Gia Đông và trưởng ban tổ chức Cát Lạp A Sa, những đồng chí khác đều không quen. Tuy nhiên, ở đây thái độ của Thái Cường kiên quyết như vậy, có lẽ là trong thường vụ sẽ có người chào hỏi Thái Cường.
người này rất có khả năng chính là một người nào đó của huyện Hoàng Cương. Diệp Phàm cũng đã biết về bí thư Lưu Tiêu Thành của Hoàng Cương, người này là cán bộ hàng không. Không có hậu trường vững chắc thì không thể nào từ một chức phó phòng lập tức được điều động vào vị trí bí thư huyện được. Tính toán như vậy, có lẽ đồng chí nào đó trong thường vụ tỉnh ủy chính là hậu trường của Lưu Tiêu Thành. Cho nên hội nghị thường vụ sáng mai nếu muốn thông qua đơn xin thì có lẽ khó khăn vẫn tương đối lớn. Diệp Phàm suy nghĩ, có lẽ việc này Chủ tịch Khúc sẽ không có ý kiến gì, nhưng cũng chưa chắc sẽ đứng ra kêu gọi mọi người cùng tương trợ Diệp Phàm. Ninh Chí Hòa đương nhiên không cần phải nói, nhất định sẽ đứng về phía Diệp Phàm. Tuy Ninh Đại Lão có thể áp đặt thông qua, nhưng làm như thế sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt nhất định, tạo cho người ta ảnh hưởng chuyên quyền không tốt. Diệp Phàm cũng không muốn gây nhiều phiền phức cho ông ta. Vì thế mình cũng phải ra tay, có thể tranh thủ được thì phải nghĩ cách tranh thủ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đi gặp bí thư đảng ủy công an tỉnh Trần Chí Thuật, đồng chí này có lẽ sẽ còn nể mặt Diệp Phàm một chút. Diệp Phàm có chút hối hận, nếu Lang Phá Thiên đến Thiên Vân rồi thì tốt. Chí ít thì cũng có thể thêm được một phiếu. Bí thư Trần Chí Thuận là một người trung niên, trang trọng, điềm đạm. Trần Chí Thuận không kiêm chức giám đốc sở công an tỉnh, chỉ chuyên nhiệm chức bí thư đảng ủy công an. So sánh như vậy mà nói thì quyền lực thực sự đã bị thu hẹp lại không ít rồi. Công an, kiểm sát, tòa án đều là những cơ quan quyền lực lớn, như nhân vật số 1 của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tỉnh cũng đều là những cán bộ cấp phó chủ tịch tỉnh, người ta có nể mặt anh hay không thì cũng khó nói. Nếu bản thân không có năng lực, thì anh chính là con rối siêu cấp treo lên cao mà thôi. Bí thư Diệp, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi thế này? Đúng là khách quý mà. Trần Chí Thuận cười, nói bắt tay Diệp Phàm trong phòng khách. Chương 2942, kịch liệt phản đối. Đặc biệt qua thăm lãnh đạo của tôi, có vài việc muốn báo cáo với lãnh đạo một chút. Diệp Phàm cười nói, tôi đâu thể quản được cậu. Bí thư Trần cười nói, ra hiệu mời Diệp Phàm vào phòng làm việc ngồi, hai người cùng đi vào trong ngồi. Sao lại không quản được, anh không thể không quản được. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, cấp trên chủ quản của các cậu là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tập đoàn Hoành Không các cậu không phải là cơ quan công an, viện kiểm sát hay tòa án. Bí thư Trần nói. Lực lượng công an của tập đoàn Hoành Không chúng tôi chẳng phải là cấp dưới của các anh hay sao, vì thế việc này anh không thể không quản được mà. Diệp Phàm nói. Ha ha ha. Trần Chí Thuận bật cười, nói. Việc đó tôi cũng chẳng có thời gian mà đến quản các cậu. Theo lý mà nói thì cấp trên trực tiếp của lực lượng công an tập đoàn Hoành Không các cậu phải là sở công an tỉnh đúng không nào? Nhưng anh lại là cấp trên của sở công an tỉnh. Diệp Phàm cười nịnh. Ha ha. Trần Chí Thuận cười hai tiếng rồi nói. Có việc gì cậu cứ nói thẳng ra xem nào. Còn không phải là việc của Trấn Hoành không? Diệp Phàm đem chuyện kể qua một lượt. Việc này xem ra cũng chỉ là một Trấn mà thôi. Nhưng, trên thực tế lại làm lớn chuyện lên. Vấn đề mấu chốt là tập đoàn Hoành Không các cậu không có quyền quản lý của nhà nước. Việc này, có chút lẫn lộn đầu đuôi, không phù hợp với chính sách của nhà nước. Trần Chí Thuận nhíu mày nói. Thực ra thì có thể linh hoạt. Diệp Phàm nói. Nói như vậy có lẽ cũng có chút lý lẽ. Chủ tịch Thái là ông chủ lớn nhất trên danh nghĩa của Hoành Không các cậu. Trần Chí Thuận nói. Vì thế tôi đến tìm để xin anh ủng hộ. Diệp Phàm cười nói. Đúng rồi, bộ có sắp xếp công việc cho cậu không? Trần Chí Thuận không trả lời, đột nhiên hỏi. Tạm thời vẫn chưa có, tuy nhiên, có lúc bọn họ lại tập kích đột ngột. Hơn nữa, chiến trường chủ yếu của tôi là ở Hoành Không này. Gần đây bận đến mức không để nghỉ ngơi, đâu có rảnh để qua bên đó. Đương nhiên, khi nào bộ gặp phải việc khó khăn sẽ thông báo cho tôi cũng là một thành viên của bộ. Đương nhiên cũng phải góp một tay vào đó chứ. Diệp Phàm cười nói. Cũng đúng, tập đoàn Hoành Không, thực sự là rất phiền toái. Trần Chí Thuận gật đầu, cười nói. Thế này nhé, tôi còn có việc phải đi xuống dưới một chuyến. Việc này để sáng mai thảo luận với các vị trong thường vụ một chút. Ý của Trần Chí Thuận Diệp Phàm vừa nghe xong đã hiểu. Có lẽ là đã trả lời sẽ ủng hộ Diệp Phàm rồi. Đương nhiên, Diệp Phàm lại nợ người ta món nợ ân tình. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đã đến chờ ở tỉnh ủy. 9 giờ Chủ tịch Khúc bảo người gọi Diệp Phàm vào phòng họp. Diệp Phàm chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh, ung dung bước vào.
Ngồi đi đồng chí Diệp Phàm. Ninh Chí Hoa ra hiệu cho Diệp Phàm ngồi vào chiếc ghế trống phía sau. Diệp Phàm vừa ngồi xuống, Chủ tịch Khúc liền nói. Tập đoàn Điện Cơ Hoành Không các cậu đã lần lượt gửi tờ trình cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh về vấn đề đưa trấn Hoành Không vào quy hoạch của tập đoàn Hoành Không, do tập đoàn Hoành Không trực tiếp quản lý. Việc này cậu hãy nói với các đồng chí ngồi ở đây đi. Diệp Phàm đứng dậy, trước tiên cúi chào một chút 13 vị ủy viên thường vụ đang có mặt. Sau đó trình bày một lượt nội dung quy hoạch và yêu cầu của tập đoàn. Về việc này, cũng là đề tài thứ hai hội nghị thường vụ chúng tôi sẽ thảo luận. Tập trung vào đề xuất mà đồng chí Diệp Phàm thay mặt tập đoàn Điện Cơ Hoành Không đưa ra, các vị hãy cho ý kiến đi. Chờ Diệp Phàm vừa nói xong, Ninh Chí Hòa lập tức nói, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người một lượt nói tiếp. Tập đoàn Điện Cơ Hoành Không các đồng chí ngồi đây đều đã nghe nói. Hơn nữa trước mặt các vị mỗi người đều có một bản giới thiệu về tập đoàn Điện Cơ Hoành Không. Vấn đề của tập đoàn rất nghiêm túc, tình hình rất không tốt. Đã đến lúc muốn phá sản rồi. Tất cả việc này đương nhiên là do rất nhiều nguyên nhân tạo nên, đồng chí Diệp Phàm vừa đến tập đoàn Hoành Không không lâu. Thế này nhé, đồng chí Diệp Phàm, trước hết cậu hãy nói qua một chút về tình hình của tập đoàn Điện Cơ Hoành Không với các vị lãnh đạo có mặt ở đây. Phải thực sự cầu thị, không thể có bất kỳ sự khoa trương nào để các đồng chí ở đây hiểu thêm về tình hình thực tế của tập đoàn Điện Cơ Hoành Không. Lời nói phía sau của Ninh Chí Hòa mới là lợi hại, đã tâng bốc Diệp Phàm một chút. Bởi vì thời gian này tập đoàn Điện Cơ Hoành Không đã là thành công mấy việc lớn. Để Diệp Phàm nói trước hội nghị thường vụ, ít nhất là có thể khiến cho một số đồng chí ủy viên thông cảm. Cảm thấy tập đoàn Điện Cơ Hoành Không đang trong quá trình hồi phục. Việc sát nhập trấn Hoành Không là hết sức quan trọng. Đồng chí Diệp Phàm đã lập nên được thành tích lớn, đây là đồng chí có năng lực. Tạo cơ sở cho việc tranh thủ sự ủng hộ thông qua phương án quy hoạch của tập đoàn Hoành Không. Vì thế Diệp Phàm cũng theo đó bỏ lên. Đem một số việc lớn đã hoàn thành như Yến Nguyệt Than, xưởng đóng tàu và hiệp đồng với tập đoàn Chính Hà kể ra. Đương nhiên việc này không phải là khoe khoang mà là đang làm bước đệm. Đương nhiên, có vài đồng chí trong lòng cũng có vài ý kiến. Tuy nhiên, Ninh Đại Lão đã nói, ai cũng không thể đứng lên nói ra. Việc này đương nhiên không thể làm trái lại được. Càng khiến cho Diệp Phàm vui mừng, hắn vừa nói xong, không ngờ Chủ tịch Khúc liền gật đầu nói. Tốt lắm. Đồng chí Diệp Phàm thời gian gần đây đã làm được rất nhiều việc lớn. Hơn nữa đều là những việc lớn có lợi cho việc hồi phục và phát triển của tập đoàn. Hắn khiến cho bọn họ nhìn thấy khả năng vươn lên của tập đoàn Điện Cơ Hoành Không. Hoành Không có thể vươn lên, nói thực Chủ tịch tỉnh Thiên Vân tôi sẽ vui mừng nhất. Đồng chí Diệp Phàm đã làm giảm đi gánh nặng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân. Về điểm này, tôi bức thiết hy vọng có thể sớm trở thành hiện thực. Vì thế có thể ủng hộ bọn họ thì chúng ta phải ủng hộ hết sức. Giúp bọn họ chính là chúng ta tự giúp mình, giúp tỉnh về tài chính, giúp hơn 10.000 công nhân và rất nhiều gia đình. Cũng là tạo ra nhiều hơn của cải cho thành phố Hạng Nam, giảm bớt gánh nặng về việc làm. Sự khen ngợi này thật đúng lúc, Khúc Đại Lão người ta đã khen ngợi trước hội nghị rồi, việc này, có phải là ông ta ám chỉ đã đồng ý với đề nghị của tập đoàn Điện Cơ Hoành Không rồi không? Ha ha! Đồng chí Diệp Phàm thực sự vẫn còn có biện pháp. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặc dù đã ký kết những hợp đồng như bãi Yến Nguyệt và xưởng đóng tàu phi không nhưng cũng chỉ là mới vào giai đoạn khởi động. Có thể thấy hiệu quả hay không thì còn phải chờ biểu hiện của công việc sau này mới nói được, đó chính là có thể kiếm được tiền hay không. Huống chi khi bắt đầu xây dựng thì cũng phải cần có thời gian để khảo sát. Phải từ 3 đến 5 năm mới có hiệu quả. Tập đoàn Hoành Không có thể kiên trì được 3 đến 5 năm sau không, vấn đề này tương đối lớn. Đáng để các đồng chí ngồi đây phải suy nghĩ cho kỹ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác quần chúng Kim Nhân Viễn thản nhiên nói. Đúng vậy, Bí thư Kim nói rất đúng. Mấu chốt không phải là đặt nền móng, mà là sau khi hoàn thành có thể đơm hoa kết trái hay không. Hãy lấy bản thân tập đoàn Điện Cơ Hoành Không mà nói, trước kia khi mới thành lập cũng thực sự đã rất phát triển trong một thời gian. Khi đó tỉnh đã kỳ vọng rất lớn vào tập đoàn Hoành Không. Tuy nhiên, bây giờ thì thế nào, đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng lúng túng. Không thể không khiến chúng ta phải suy nghĩ. Bài học trước đó chúng ta không xem xét không được. Phó Chủ tịch Thường trực Bố Hoa Thanh gật đầu nói. Diệp Phàm biết rằng, người này không phải là muốn phản đối đề xuất của mình, mà chỉ là muốn để cậu em vợ Chu Đống thể hiện mà thôi. Xem ra, sự cản trở thực sự không nhỏ. Nhân vật số 3 và số 5 của tỉnh ủy dường như đã có sự chuẩn bị liên thủ.
Lực lượng này dù là Ninh đại lão cũng phải suy nghĩ một chút về sự lợi hại trong đó. Ha ha, người ta nói, sự khởi đầu thuận lợi đã dự báo một nửa của sự thành công. Có sự khởi đầu thuận lợi thì tốt hơn nhiều so với sự khởi đầu không tốt. Hơn nữa, Bãi Yến Nguyệt mặc dù vị trí địa lý đặc thù như vậy, nằm ở vị trí trọng tâm trong khu thương mại Hoành Đô mà tỉnh Việt Đông đang làm, chỉ về vị trí địa lý thì đã là sự ưu đãi của thiên nhiên rồi. Năm nay tập đoàn Hoành không có tình cảnh như thế này là đáng chúc mừng. Còn Trấn Hoành không sát nhập vào tập đoàn Hoành không, phương án này cũng tương đối thích hợp. Nếu không, như đồng chí Diệp Phàm nói, vì sự khúc mắc mà Trấn Hoành không khiến cho tập đoàn Hoành không được yên ổn thì còn làm được việc gì nữa. Còn nói gì đến phát triển, bước khởi đầu này đã khiến cho tập đoàn Hoành không rơi vào tình hình khó khăn, tập đoàn Hoành không nói thế nào cũng là con của chúng ta. Từng đồng chí chúng ta ngồi đây ai cũng phải chuẩn bị tư tưởng giang tay ra mói đúng. Bí thư Đảng ủy Công an Trần Chí Thuận quả nhiên nói đỡ cho Diệp Phàm. Một số đồng chí địa phương không hiểu rõ tình hình khó khăn của nhà máy, nhưng cũng nên thấy được hoàn cảnh hiện tại của tập đoàn Hoành không. Lẽ nào vẫn thực sự muốn ép tập đoàn Hoành không vào ngõ cụt sao? Đương nhiên, giữa chính quyền địa phương với tập đoàn Hoành không có mâu thuẫn, có khúc mắc, cũng chỉ là khúc mắc về lợi ích mà thôi. Nhưng chúng ta phải nhìn xa một chút, một khi đưa Trấn Hoành không cho tập đoàn Hoành không trực tiếp quản lý, tương lai tập đoàn Hoành không sẽ phát triển. Được lợi đầu tiên chẳng phải là chính quyền địa phương hay sao? Còn hơn 10.000 công nhân kéo theo 30, 40.000 người nhà bên phía tập đoàn Hoành không, nói thẳng ra chẳng phải cũng là người của địa phương hay sao? Cũng đồng nghĩa với tập đoàn Hoành không đã giải quyết khó khăn cho địa phương. Nếu Hoành không thực sự phá sản, phiền toái không chỉ là tập đoàn Hoành không và Ủy ban Nhân dân tỉnh, lẽ nào địa phương không phải gánh chịu? Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Đỗ Kiếm nói, ông là người kiên quyết ủng hộ Ninh đại lão. Xí nghiệp quản lý chính quyền, đây là đạo lý kiểu gì? Thế chẳng phải tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng ta cũng phải do một xí nghiệp trung ương quản lý sao? Chính sách của đảng đã gửi xuống rồi, nhà máy và nhà nước phải tách ra, bây giờ đã làm được tương đối rồi. Trước kia nói là chính phủ can thiệp vào nhà máy, như thế thì rất không tốt. Bây giờ thì sao, lẽ nào lại muốn đảo ngược lại, để cho nhà máy can thiệp vào công việc của chính phủ sao? Việc này căn bản là đầu đuôi lẫn lộn. Lẽ nào có thể tốt đến địa phương nào, không thể được các đồng chí ạ? Phó Bí Thư Kim dứt khoát. Không sai, để tập đoàn Hoành không quản lý Trấn Hoành không, vừa không hợp lý cũng không hợp pháp, làm trái quy định. Chúng ta ngồi đây đều hiểu rõ điều này. Việc này căn bản không cần phải thảo luận. Dập tắt ngay mới phải. Hà tất đặt lên đây để lãng phí lời lẽ như vậy. Nếu thực sự thông qua phương án này, cấp trên hỏi chúng ta lấy lý do gì để giải thích việc này. Bố Hoa Thanh cũng mạnh mẽ phản đối.